chương 5420, như người nghĩ, Long Huyên ngọ hừ hừ nói, còn sợ nhân ra nhận ra hắn cái này nương pháo đến. Long Huyên Mỹ triệt để không vui sướng, thư thư trời sinh có thể để người khác cảm mến hắn, phát từ xương bên trong nghị, ngăn không được, thoáng che giấu một lần, tránh khỏi gây phiền toái. Nhị ca, người quên vũ linh động rồi, Long Huyên ngọ nghe đến cái này lời nói, cười nhạo nói, còn nghị, mị cái rắm, lão tử thế nào nhìn hắn một chút cũng không có ý nghĩ xấu, cái nghĩ đánh hắn bởi vì ngươi là cái cương thiết thẳng nam mục vân nội tâm nhổ nước bọt cương thiết thẳng nam làm thế nào biết tạ thư thư khủng bố cương thiết thẳng nam lại làm thế nào biết làm một cái nam nhân cùng một nữ nhân cùng một chỗ vui vẻ long huyền mỹ cũng là không thèm để ý chính mình nhị ca thư thư tốt nhị ca một đại nam nhân chỗ nào có thể biết rõ cái này lúc bốn người nằm tại sơn đỉnh đứng xa xa nhìn phía trước hơn mười dặm cự ly đối mấy người đến nói hết thầy có thể dùng nhìn rõ ràng Ô, chỉ chốc lát, Long Huyên ngọ liền là kinh ngạc nói, kia là cô Hoàng Các Vu Nam Phong. Biết rõ Mục Vân không hiểu rõ bốn giới chỗ các phương thế lực cùng từng cái thiên tài, Long Huyên ngọ tiếp tục nói, cô Hoàng Các, là thượng cổ vực một đại thanh đồng cấp thế lực, Vu Nam Phong tại thượng cổ vực danh khí, liền giống ta tại Bắc Long vực danh khí. Nghe đến cái này lời nói, tạ thư thư, Long Huyên Mỹ, Mục Vân ba người đều là nhìn về phía Long Huyên ngọ. Không chỉ là cương thiết thẳng nam, còn tự luyến, còn có hạ cổ vực, cửu tinh môn người, kia là Liễu Chính Thanh cùng Hoa Quân Trúc. Hoa Quân Trúc, kia là một vị dáng dấp đầy đặn, cực kỳ động người tuổi trẻ nữ tử. Hắn khuôn mặt mượt mà, quang trạch mỹ lệ, rất có khí chất. Mục Vân cố ý nhìn thoáng qua tạ thư thư, tựa hồ cảm giác đến Mục Vân ánh mắt, tạ thư thư buồn khổ nói, không sai, như người nghĩ. Ừm, Mục Vân đã không lời nào để nói, có lẽ, bốn giới chỗ bên trong nổi danh nữ tử, hẳn là tám thành đều cùng tạ thư thư có một chân. Tạ thư thư tiếp tục truyền âm nói, lúc đó cũng là một lần bên ngoài ra, ta bị thương, sống nhờ tại một thành chỗ một phương huyền thạch cấp thế lực bên trong. Kia huyền thạch cấp thế lực bị một phương hắc thiết cấp thế lực ức hiếp, ta nhìn không được, xuất thủ tương trợ, kết quả chính mình cũng lạc vào hiểm địa, là hoa quân Trúc cứu ta, lâu ngày, ta hai người hỗ sinh cảm xúc, liền tình không kềm chế được. Biết rõ, mục phân lười nhác nói thêm cái gì, từ Long huyền Mỹ, đến Nam như tuyết, lại đến cái này hoa quân trúc. Mục phân rất nghĩ biết rõ, cái này mấy vị tư sắc khá là không tầm thường nữ tử, khi biết chính mình âu yếm nam nhân, đồng thời cũng là âu yếm lấy người khác, đến cùng hội là như thế nào. Mục Vân rất chờ mong kia một ngày đến nơi. Long Huyên ngọ tiếp tục nói, nhìn đến, cái này di tích cổ không đơn giản, hoàn hảo chúng ta đụng đến. Nếu là một vị đạo tâm hoàng cảnh đại nhân vật lưu xuống, kia đến cái một tia nửa điểm cơ duyên, liền có thể để chúng ta tại đạo vấn tiến thêm một bước. Long Huyên ngọ cười ha hả nói, ta từng nghe nói, có đạo vấn ngũ hành cảnh người tại Thanh Hoàng Sơn mạch di tích cổ bên trong, thời gian 10 năm, lại lần nữa xuất hiện, đã trở thành đạo vấn thập phương cảnh. Tân thế giới, vẫn y như cũ là cổ lão càn khôn đại thế giới. Chẳng qua là bị đánh nát, trọng tổ, quy mô cùng hồng hoang đại thế giới có nhất định tranh lệch, có thể tranh lệch không lớn. Tân thế giới đại địa, không bao giờ thiếu là cái gì. Di tích cổ, cấm địa, lúc đó trận chiến kia, đánh hôn thiên ám địa, thế giới sụp đổ, chết quá nhiều đạo tâm hoàng cảnh, đạo thiên đế cảnh, thậm chí vô pháp cảnh vô thiên cảnh. Những kia đại nhân vật, rất phần lớn là trực tiếp bị giết chết, cái gì đều không có lưu xuống. Nhưng mà cũng có một chút, tự biết chắc chắn phải chết, lưu xuống chính mình truyền thừa, đối đãi người hữu duyên. Mỗi một vị xâm nhập di tích cổ bên trong võ giả, đều cảm thấy chính mình là người hữu duyên kia. Liên tại cái này lúc, tập hợp tại trước hai, ba trăm người, lẫn nhau thương nghị cái gì. Đột nhiên, kia đến từ Nam Dương môn Nam như tuyết, thân ảnh chuyển một cái, ngọc thủ hướng lấy sơn đỉnh trực tiếp chộp tới. Lén lén lút lút, nghĩ muốn vụng trộm nhặt chỗ tốt, lăn ra đến. Nam như tuyết một tiếng quát xuống, mục phân mấy người chỗ sơn đỉnh, ẩm vang nổ tung. Hiểu lầm hiểu lầm, liền tại cái này lúc, Long huyên ngọ thân ảnh xuất hiện ở trên không, cười ha ha một tiếng nói, chúng ta cũng là vừa tới, nhìn thấy các người tập hợp tại cái này bên trong. Long huyên ngọ, nhìn đến là bác Long vực Long ra người, Nam như tuyết, phu Nam phong. Hoa quân chúc cùng với Liễu Chính Thanh mấy người, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Tất cả mọi người là bốn giới đại địa, các đại vực bên trong, thanh đồng cấp thế lực thiên kiêu, lẫn nhau tranh lệch không lớn. Nếu như là bốn giới hoàng kim cấp thế lực bên trong thiên kiêu xuất hiện tại chỗ này, kiệt tiến vào di tích cổ, được đến đổ vật, cũng chỉ sợ thủ không được. Suy cho cùng, các đại hoàng kim cấp thế lực bên trong là sở hữu đạo tâm hoàng cảnh cấp bậc cường đại nhân vật. Có những này cường đại hạng người tỏa chấn, kia bọn hắn tông môn gia tộc bên trong thiên kiêu, tại cái này hơn 50 năm quá khứ, rất khả năng đã tới đạo phủ thiên quân. Đạo vấn thần cảnh, đạo phủ thiên quân, tranh lệch này, có thể là rất rất lớn. Long huyền ngọ, Long huyền mỹ, tạ thư thư, mục vân, mang lấy Long ra mấy người, lần lượt đi đến sơn trước. Cô Hoàng Các Vu Nam Phong, nhìn lên đến dáng người cao gầy, có chút gầy, nhìn đến mấy người, không khỏi cao mày nói, lén lút, muốn kiếm tiện nghi a à. Vu Nam Phong, chúng ta như là muốn kiếm tiện nghi, dứt khoát che lấp khí tức tốt, Người cảm thấy các người còn có thể phát hiện Long huyên ngọ thoải mái nói Trùng hợp đi ngang qua Đương nhiên phải cẩn thận từng ly từng tí quan sát dưới Miệng cái này nói Long huyên ngọ tâm lý lại là ảo não vô cùng Liền cái này bị phát hiện Hắn thật xuẩn Sớm biết hẳn là để mục vân huynh đệ ngưng tụ che lấp khí tức đạo trận Cái này dạng nam như tuyết bọn hắn khẳng định liền phát hiện không Trên thực tế Mục vân là che lấp chính mình khí tức Có thể long huyên ngọ ba người Hiển nhiên không có đã không có biện pháp nhìn lấy người khác tại trước sông pha chiến đấu, chính mình tại sao nhặt tiện nghi, vậy cũng chỉ có thể cùng bọn hắn cùng nhau. Tại Tràng Hai, 300 người, có xu thế là dùng Nam Dương môn Nam như Tuyết, cửu tinh môn Hoa Quân Trúc, Liễu Chính Thanh, cùng với cô Hoàng Các Phu Nam phong dẫn đầu. Hiện tại lại thêm Long Gia Long Huyên Ngọ, Long Huyên Mỹ. Tính là bốn phương dẫn đầu, đến mức Long Huyên Ngọ cùng Long Huyên Mỹ thân bên hai cái thanh niên. Một cái nhìn lên đến, cũng không cường đại khác một cái đem chính mình bọc thành bánh trưng, dự đoán cũng không có gì đặc biệt. Bốn giới chỗ, kinh long giới bên trong, có bảy đại vực, cái này trong đó, vạn Phật vực cùng vạn yêu vực lưỡng đại vực, nằm ở tại kinh long giới phương Tây, là vạn Phật môn cùng vạn yêu cốc cái này lưỡng đại hoàng kim cấp thế lực đại bản doanh, lưỡng đại vực chiếm cứ cả cái kinh long giới một phần ba địa vực. Vị ở Trung ương, tận cùng phương Bắc là thượng cổ vực, trung tâm là Trung Long vực, phương Nam là hạ cổ vực về sau liền là nằm ở phương Đông Bắc Long vực cùng Nam Long vực lưỡng đại vực. Bảy đại vực chỗ, tổ thành kinh Long giới, Long ra đến từ Bắc Long vực, Nam Dương môn là Nam Long vực, Cửu Tinh môn là Hạ Cổ vực, Cô Hoàng Các là Thượng Cổ vực, mà lại cái này bốn phương đều là thanh đồng cấp thế lực, gia tộc tông môn bên trong, có đạo vương tọa chấn. Vì đó, bốn phương dẫn đầu thiên tài tập hợp, người nào cũng không sợ người nào. Lại nói, dù sao cũng là đến từ cùng một giới bên trong, đại gia còn là một chút có một chút thân cận cảm giác. Đương nhiên, cái này trùng thân cận cảm giác, tại đối mặt trí bảo tranh đoạt, lúc kia lập tức tan thành mây khói, sau đó hóa thành sát lục cảm giác. chương năm 1421, chẳng lẽ người có biện pháp gì tốt? Đã đại gia đều đến nơi đây, kia liền cùng nhau mở ra cái này môn hộ, nhìn nhìn cái này tòa di tích cổ, đến cùng là cái gì chỗ đi? Nam như tuyết nói ngay vào điểm chính, chậm thì sinh sự tình, nếu là bị kia mấy phương hoàng kim cấp thế lực bên trong thiên kiêu cảm thấy đến, chúng ta không thể nghi ngờ là hội cực kỳ bị động. Ừm, được, nam như tuyết một bộ váy trắng, dáng dấp thon thả, váy dài thể hiện ra hắn hiểu điệu tư thái, đặc biệt là nửa người trên, thật cao nhô lên, rất là bất phàm. Không thể không nói, tạ thư thư mặc dù lạm tình, có thể nữ nhân lựa chọn còn là rất không sai. Long huyền Mỹ có điểm ngốc bạch điềm, cái này nam như tuyết nhìn lên đến hơi chút lãnh đạm. Cái kia hoa quân trúc, một mực không có mở miệng, bất quá dáng người đầy đặn có dung mạo. Cái này một điểm, Mục Vân cảm thấy, tạ thư thư cùng chính mình, là rất có phẩm vị. Đương nhiên, Mục Vân cảm thấy, chính mình mấy vị phu nhân, tùy tiện chọn lựa ra một vị, cũng là treo lên đánh cái này ba vị. Suy cho cùng, hắn phu nhân, không chỉ là hắn lựa chọn, cũng có lão cha chân tuyển. Cái này lúc, Nam như Tuyết, Long Huyên Ngọ, Hoa Quân Trúc, Liễu Chính Thanh, Vu Nam Phong năm người, lần lượt đi ra. Nam như tuyết mở miệng nói, cái này trên cánh cửa tồn tại đạo trận phong cấm, bất quá thời gian quá lâu, bị thiên địa lực lượng hư hao bảy tám phần, bằng vào chúng ta năm người liên thủ công kích, nhất định có thể đem hắn phá giải mở. Man lực phá giải a, Long Huyên Ngọ lúc này nói, bốn người khác, lần lượt không hiểu nhìn lấy Long Huyên Ngọ. Chẳng lẽ người có biện pháp gì tốt, liễu chính thanh một bộ thanh sam, nhìn lên đến hào hoa phong nhã, mở miệng nói. Hắn tuy tại hạ cổ vực cửu tinh môn, có thể đối bắc long vực long gia cũng dù có nghe thấy long gia gia chủ bây giờ tử nữ bốn cái nghe nói là trừ lão đại bên ngoài cái khác ba cái đều có vấn đề võ đạo thiên phú là không sai có thể tính tình cổ quái cái này long huyên ngọ nhìn lên đến có điểm ngốc nhìn đến mấy người một mặt chất vấn biểu tình long huyên ngọ lúc này khẽ nói đạo trận sư phá giải không phải càng tốt hơn nam như tuyết nhíu mày toàn tức nói tại chàng cũng có mấy vị tứ cấp đạo trận sư bất quá không đủ nhìn chỉ ít cần thiết tứ cấp đỉnh tiêm đạo trận sư mới được. Lời này vừa nói, Long Huyên ngọ ánh mắt sáng lên, lúc này ánh mắt nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân cảm giác đến Long Huyên ngọ ánh mắt, minh bạch hẳn ý tứ, chợt âm thầm xua tay. Long Huyên ngọ nhìn đến Mục Vân xua tay, gật gật đầu, lập tức nói ta cũng quen biết một vị siêu cấp lợi hại đạo trận sư. Mục huynh đệ, đến, nghe đến cái này lời nói, Mục Vân một mặt im lặng. Cái này ra hỏa, thật ngốc, đã đại gia liên thủ có thể dùng phá cấm, cũng chỉ là phí điểm sự tình mà thôi, cần gì phải muốn để hắn xuất thủ. nên điệu thấp thời điểm vẫn là muốn điệu thấp. nghe đến cái này lời nói, nam như tuyết mấy người lần lượt kinh ngạc nhìn lấy mục vân. một bộ mặc sắc võ phục, ngũ quan còn tính tuấn tú, khí chất ôn hòa mục vân là một vị tứ cấp đỉnh tiêm đạo trận sư. kỳ thực long huyên ngọ cũng không biết rõ mục vân có phải hay không đỉnh tiêm cấp bậc tứ cấp đạo trận sư. lúc trước đại gia tính dưỡng thời điểm, mục vân bố trí qua đạo trận là tứ cấp khẳng định không sai. Kia mấy vạn đạo đạo văn phô thiên cái địa mà ra thời điểm thật rất hùng vĩ. Nhìn đến mục vân đứng tại chỗ không có động, Long Huyên ngọ vội vàng đi tới, kéo lấy mục vân. Ngươi không phải đạo trận sư sao? Vâng, xuất thủ a. À. Long Huyên ngọ khẽ nói, ta luôn luôn biết rõ, các vực thiên tài đều cảm thấy ta Long Huyên ngọ không có đầu óc, bọn hắn đều xem thường ta. Ta chính là muốn nói cho bọn hắn biết, là bọn hắn không có đầu óc, không phải ta nhìn đến Long Huyên ngọ một mặt ý chính ngôn từ biểu tình, Mục Vân không phản bác được. Người xác thực là rất không có đầu óc, uy, người đến cùng được hay không? Phu Nam Phong nhìn về phía Mục Vân, thúc giục nói, đừng muốn chậm trễ thời gian, đại gia còn đuổi lấy tiến vào di tích cổ bên trong đâu. Gấp cái trùy, Long Huyên ngọ lúc này mắng, vội vã đi chịu chết a. Ngươi, Phu Nam Phong sầm mặt lại, có thể chỉ chốc lát nghĩ đến, cùng cái này đồ đần tranh cãi, đến cuối cùng không tránh khỏi đánh một trận, Người nào cũng không làm gì được người nào, cần gì chứ?" Long Huyên ngọ nhìn về phía Mục Vân, nói: "Mục Vân huynh đệ, bộc lộ tài năng cho bọn hắn nhìn nhìn. Cái này nhất khắc, bất đắc dĩ, Mục Vân không có đến biện pháp, buộc lòng xuất thủ." Hắn hai tay một nắm, tiếp theo bàn tay mặt ngoài hiện ra từng đạo sắc màu rực rỡ đạo văn. Từng bước, những kia đạo văn đi đến tám vạn đạo nhiều, hào quang diệu người. Long Huyên ngọ một mặt đắc ý biểu tình, phảng phất ngưng tụ ra cái này nhiều đạo văn không phải mục vân mà là hắn từng sợi đạo văn bao trùm đến cánh cửa kia phía trên môn hộ mặt ngoài có lấy mãnh liệt phản kháng khí tức bắn ra chính như nam như tuyết nói cái này phong cấm tồn tại thời gian đã lâu hư hao bảy tám phần mục vân cũng chưa chỉ hoãn bao nhiêu thời gian liền là dẫn động trên cánh cửa đạo văn để bản thân sử dụng thời gian một nén nhang không đến môn hộ mở ra hai phiến như thủy tinh đại môn từ từ mở ra một cổ phủ bụi khí tức đập vào mặt mà tới. Làm người sợ hãi khí tức, từ từ chập trùng, đi, nhìn đến đại môn mở ra, đại gia hào không trần chờ lần lượt tràn vào trong đó. Long huyên ngọ cái này lúc to lớn bàn tay, vỗ một cái mục vân bả vai, cười ha ha nói tốt, mục huynh đệ. Cái này ra hỏa, so chính mình mở ra môn hộ còn mở tâm. Lên đường đi, Long huyên ngọ xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc nói, đều giữ vững tinh thần đến, phàm là di tích cổ, kỳ ngộ nhiều, nguy cơ nhiều, chết tại bên trong, lão tử có thể sẽ không vì các ngươi rơi nước mắt. Long ra đám người, lần lượt gật đầu, ba bá, bá bá, hai ba trăm đạo thân ảnh, lần lượt xông vào trong đó. Không bao lâu, thủy tinh đại môn trước, không có một ai. Từ từ, đại môn bắt đầu đóng lại, mắt nhìn lấy môn hộ chỉ còn lại một cái khe hở thời khắc. Hưu, chân trời bên cạnh, một đạo phá không âm thanh, bỗng nhiên vang lên. Một đạo trưởng ấn, từ trên trời giáng xuống, kia trưởng ấn, nhìn kỹ lại, càng giống là long Trảo, bắt lấy hai phiến thủy tinh môn hộ, cưỡng chế ngăn chặn thủy tinh môn hộ đóng lại. Mà ngay sau đó, đạo đạo thân ảnh xuất hiện tại thủy tinh môn hộ trước. Dẫn đầu một tên nam tử, thân hình cao lớn, so với long huyên ngọ, không thua bao nhiêu. Hắn thân mang một kiện trường bào màu vàng kim nhạt, khí độ phi phàm, hai mắt sáng người có thần, quanh thân tự có một chủng cường đại không thể địch nổi bá khí vòng quanh. Thành ca lợi hại, Nàng bên cạnh một vị thanh niên cười hắc hắc nói, cái này di tích cổ, may mà chúng ta gặp đến, không phải liền tiện nghi cái này một đám thanh đồng cấp thế lực bên trong yếu gà nhóm. Thân mang vàng nhà trường bào thanh niên nhìn lấy cửa hộ, ánh mắt bình tĩnh, từ từ nói, không nên nói nhảm, đều cẩn thận một chút. Như là chỉ là đạo vương lưu xuống di tích cổ, ngược lại là không có gì. Nhưng nếu là đạo tâm hoàng cảnh, thậm chí là đạo thiên đế cảnh nhân vật lưu xuống di tích cổ, kia liền rất nguy hiểm. Có thành ca tại, chúng ta không sợ, Đúng vậy a, à, đám người lần lượt cười ha hả, thanh niên bước chân bước ra, nhìn lấy cửa hộ, chợt xoay người, nhìn về phía hơn 10 dặm bên ngoài, một tòa núi cao sơn đỉnh. Thánh Thiên Tâm đã đến, cùng vào đi nhìn nhìn. Làm thanh niên lời này nói ra, tại chàng đám người lần lượt biến sắc, thể nội đạo lực cuồn cuộn mà động, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía phương xa. Sư tự Thành, cái này đều bị ngươi phát hiện a? À. Một đạo bất đắc dĩ thanh âm vang lên, nơi xa, lần lượt từng thân ảnh Đạp không mà đến, rơi tại thủy tinh môn hộ trước. Một người cầm đầu, một bộ xanh nhạt sắc trường bào, khí độ thánh linh không kiệt, nhìn một cái, cho người một chủng hung mang thiên địa khí tượng. Hắn mặt mũi như vẽ, nhìn lên đến rất hiền hòa. Sư tử thành nhìn trước mắt thanh niên, thản nhiên nói, người sớm liền đến, trốn ở một bên xem náo nhiệt, cần gì. chương năm 1422, Đại Bi trưởng Cái này lời nói ra, thánh thiên tâm không khỏi cười nói, người không phải cũng là sớm liền đến trốn ở một bên, lại là cần gì? Hai người bốn mắt nhìn nhau, có xu thế có hỏa quang bắn ra. Thánh thiên tâm, đứng tại sư tử thành thân bên đám người, nhìn lên trước mắt cái này thân mang xanh nhạt sắc trường bào thanh niên, nội tâm cảnh giác vạn phần. Thiên la giới, thánh dương điện, thánh thiên tâm, người này, có thể nói là danh động cả cái bốn tiểu giới thiên tri kiêu tử nhân vật. 50 năm trước, thí luyện vừa mới bắt đầu, người này đã là đạo vấn đỉnh phong. Bây giờ, chỉ sợ đã là đi đến đạo phủ thiên quân, Bất quá, hắn khí thức chưa từng bày ra, bọn hắn những này đạo vấn là nhìn không ra đến thật sâu cạn. Tuy nói cái này thánh thiên tâm thiên phú phi phàm, thực lực cường đại, nhưng bọn hắn sư tự thành đại ca, cũng không phải phàm tục hạng người. Thân vì vạn yêu cốc, cuồng sư phi long nhất tộc thiên kiêu, sư tự thành hiện nay đã sáng tạo đạo phủ, chân chính bước vào đạo phủ thiên quân cảnh. Cái này dạng tu vi, tại cả cái bốn giới đại địa, đều đủ dùng xếp hàng đầu. Người ngừng tụ mấy tòa đạo phủ rồi. Sư tử thành nhìn lấy thánh thiên tâm, dò hỏi, người đây, thánh thiên tâm không trả lời mà hỏi lại, thử thử, tốt, lập tức, hai người thân thể, đang không mà lên. Sơn mạch chỗ, ngàn trượng cao, hai người thân ảnh ở vào những kia núi cao trên nửa phong ở giữa, quanh thân đạo lực lăn lộn. Bá, khoảnh khắc ở giữa, hai người thân thể va chạm đến một chỗ, chen trúc như giang hà hải dương một dạng đạo lực, cuồn cuộn mà ra. Một sát na ở giữa, phương viên chăm dặm, tận đều là bị hai người cường đại khí chàng bao phủ. Tiếng oanh minh, không dứt bên tai, hai vị đạo phủ thiên quân nhân vật, triệt để cứng đối cứng. Thời gian một chén trà sau, hai thân ảnh lần lượt rơi xuống, đến từ Thánh Dương Điện cùng vạn yêu cốc võ giả, cũng là chính mình nhìn chằm chằm đối phương. Đi đi, sư tự thành giơ tay ở giữa, mở ra thủy tinh môn hộ, mang lấy thân một bên đám người tiến vào. Thánh thiên tâm cái này lúc cũng là cười cười, mang lấy tùy tùng các võ giả, tiến vào trong đó hai người chỉ là thăm dò tính giao thủ di tích cổ liền tại trước mắt hai người đương nhiên sẽ không liều sống liều chết chẳng qua là nghĩ biết rõ đối phương tại đạp vào đạo phủ thiên quân cảnh giới về sau đến cùng ở vào cái gì tầng thứ không quản là trước kia còn là hiện tại đạo phủ thiên quân thân vì đại đạo thần cảnh thứ năm đại cảnh giới đi đến cái này một cảnh giới tầng thứ đều tính là đăng đường nhập thất còn có một điểm cũng có thể nhìn ra năm đó càn khôn đại thế giới ác nguyên tai nan chỗ chỗ đại chiến chỉ có đi đến đạo phủ thiên quân cấp bậc mới có tư cách tham chiến dù cho chỉ là pháo hôi đạo đạo thân ảnh tiến vào di tích cổ biến mất di tích cổ chỗ bên trong mục vân tạ thư thư long huyên ngọ long huyên mỹ mấy người tập hợp cùng một chỗ cái này là một phiến thương mang thiên địa thiên u ám tối đại địa cũng giống như bị bịt kín một tầng vũ khí nhìn một cái vô biên vô hạn mà lại trừ bọn hắn một đám người mấy người bên ngoài cũng chưa nhìn đến nam như tuyết Vu Nam phòng những kia người, người chạy đâu rồi? Long Huyên ngọ gái gãi đầu, lập tức nói, mặc kệ bọn hắn, xem trước một chút cái này bên trong đến cùng là nơi quái quỷ gì. Long Huyên ngọ nhìn về phía Mục Vân, cười hắc hắc nói, Mục huynh đệ, Thanh Hoàng Sơn mạch di tích cổ, người khả năng không hiểu rất rõ, đều là phía trước cường giả lưu xuống, đủ loại kiểu dáng, hình dáng vẻ. Sắc, cái này bên trong khả năng có ý nghĩ không đến Cơ duyên, cũng khả năng cái gì đều không có mục phân gật gật đầu. mười mấy người tại cái này lúc hướng lấy phía trước rộng lớn vô ngân đại địa mà đi. ước chừng qua hai ba ngày thời gian, phía trước xương mù mông lung đại địa bên trên xuất hiện một phiến cháy đen thổ địa. mà tại kia cháy đen thổ địa bên trên chỗ chỗ đều là tường đổ, thậm chí còn có hải cốt. nhìn đến cái này một màn, đám người lần lượt ngừng lại. long huyên ngọ đi ở phía trước, nhìn trên mặt đất một cỗ hải cốt, bàn tay nhẹ nhàng đụng chạm, hải cốt hóa thành hạt bụi, triệt để mục nát. ai Long Huyên Ngọ đứng dậy, thở dài. Này chỗ hẳn là hồng hoang thời kỳ, một phiến chiến trường, bị quấn lấy đến cái này di tích cổ chỗ bên trong. Những này hài cốt, khả năng đều là từng vị đạo phủ thiên quân, đạo vương. Năm đó ác nguyên tai nan, lan đến từng cái cổ lão cường đại thế giới, chết đi đạo phủ thiên quân đạo vương nhân vật, kia là vô pháp thống kê. Đại gia cẩn thận một chút, nhìn nhìn có cái gì cổ quái. Mười mấy người tại cái này lúc lần lượt tản ra tới. Trái đen cổ địa bên trên, Khô nhẹ mảnh ngói đất cát đụng một cái liền nát hài cốt nhiều đếm không hết huyên ngọ đại ca một tiếng tiếng nói vang lên một vị long gia võ giả phát hiện một vùng phế tích hạ che giấu mấy cỗ thi thể cái này vài câu thi thể sớm liền không có huyết nhục có thể là xương cốt còn có quang mang nhàn nhạt, nhạt quanh quẩn nhất ra phế tích mấy người tập hợp long huyên ngọ tỉ mỉ tra xét thi thể bên trên vết tích phát hiện mấy cái không gian giới chỉ bất quá thời gian quá lâu không gian giới chỉ bên trong không gian vỡ nát Bên trong tồn chữ đồ vật, không ít tàn mát ra tới. Một chút quyền trục, đạo nguyên thạch đều là hóa thành phế thải, cái gì cũng nhìn không ra tới. Nhưng là trong đó, có lấy một đạo lệnh bài, mơ hồ có thể thấy hai chữ, khắc ấn hắn bên trên. Cô hoàng, Long Huyên ngọ kinh ngạc nói, cái này khả năng là cô hoàng các tổ tiên. Cô hoàng các, Long Huyên ngọ tiếp tục nói, hồng hoang thời kỳ, cô hoàng các liền tồn tại, cô hoàng các thứ nhất bất kỳ các chủ, tên gọi cô thành diệp, là một vị hàng thật giá thật hoàng giả người xưng cô Hoàng. Năm đó cô Hoàng Các, cũng là một phương hoàng kim cấp thế lực, bất quá ác nguyên tai nan đại chiến, hoàng giả, vương giả, chết mất. Hiện tại cô Hoàng Các, liền là trước đây cô Thành Diệp Hậu Duệ. Những này sự tình, tại bốn tiểu giới các thế lực bên trong một chút trong cổ tịch, cũng có ghi chép. Cho dù là hoàng giả, tại chúng ta bốn giới chỗ, hô phong hoán vũ, người người kính ngưỡng, có thể tại kia thời điểm, hoàng giả, cũng là thân bất do kỳ A. Tạ thư thư cái này lúc thở dài nói nương môn chít chít long huyên ngọ nghe đến cái này lời nói lúc này nói hoàng giả thế nào rồi võ giả thế giới coi trọng là thực lực tài nghệ không bằng người liền đến bị người điều động tính mệnh cũng không khỏi chính mình trưởng khống cái này có cái gì thở dài phải nghĩ chính mình vận mệnh chính mình điều khiển kia liền thành thần đế long huyên ngọ cái này lời nói ngược lại là không có mau bệnh đại gia tiếp tục tra xét cẩn thận một chút a à. ngay sau đó đám người tản ra tới Mục Vân nhìn lấy đất khô cằn phía trên chỗ chỗ tàn tả cảnh trí, cũng không có ý tưởng gì. Thành như Long Huyên ngọ nói, cái này thế giới, nhìn là thực lực. Nếu như hắn còn mạnh hơn thần đế, kia thần đế như thế nào tính kế hắn? Đột nhiên, Mục Vân ánh mắt nhìn đến một tấm bia đá. Thạch bi chỉ còn lại một nửa, nứt gãy chỗ rất là vuông vức, giống là bị người một kiếm hoặc là áp đặt cắt đi ra. Cái này thạch bi mặt ngoài, còn mà có lấy mấy phần linh tính. Ngồi xổm xuống, Mục phân bàn tay tiếp xúc đến thạch bi mặt ngoài, mặt ngoài nhàn nhạt phù văn ấn ký, tại cái này lúc bỗng nhiên lóe lên. Cái này chờ quang mang, tự nhiên cũng là hấp dẫn đến cái khác người quan chú. Đại gia rất nhanh tập hợp mà tới, thạch bi mặt ngoài bên trên chữ viết, vốn có đã rất mơ hồ, có thể hiện tại, lại là biến đến rõ ràng rất nhiều. Đại bi trưởng, tại kia bên trái vị trí, ba chữ to, lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Đại bi trưởng, mấy người không khỏi nhíu mày, cái này lúc, tạ thư thư lại là biểu tình mang theo vài phần kinh ngạc nói chẳng lẽ là vạn phật môn đại bi đạo pháp lời vừa nói ra long huyên ngọ long huyên mỹ lần lượt nghĩ đến cái gì ánh mắt cũng là sáng lên chương năm nghìn bốn trăm hai mươi ba người có phải hay không học đến nhìn lấy mấy người biểu tình mục vân liền là một mặt khó hiểu tạ thư thư lúc này giải thích nói vạn phật môn năm đó cũng là một phương đỉnh tiêm hoàng kim cấp thế lực phật môn bên trong bảy đại bồ tát tại hồng hoang thời kỳ nghe nói là cũng là cực kỳ vang dội đại nhân vật. đương nhiên bảy đại bồ tát tại ác nguyên tai nan đại chiến đã chết đi. Long Huyên ngỏ tại cái này lúc tiếp lời, hiện nay chúng ta kinh long giới bên trong lưỡng đại hoàng kim cấp thế lực một trong vạn phật môn liền là năm đó vạn phật môn truyền thừa nhất mạch. lúc đó đại chiến tử thương thảm trọng vạn phật môn hầu như diệt tuyệt có thể truyền thừa còn là bảo tồn xuống đến. vì đó tân thế giới mở ra thiên chương vạn phật môn vẫn y như cũ là kinh long giới bên trong một tôn cự đầu hiện nay vạn phật môn bên trong vẫn y như cũ có bảy tôn bồ tát làm chủ bất quá không có năm đó bảy tôn bồ tát lợi hại thôi nghe nói là lúc đó vạn phật môn kia bảy tôn bồ tát đều là tiếp cận đế giả thậm chí đã có người là thành đế giả đạo thiên đế cảnh đế giả kia các loại cấp bậc tồn tại phóng nhãn chư thiên vạn giới đều là thuộc về cường giả phạm trù đạo phủ thiên quân đăng đường nhập thất đạo thiên đế cảnh uy chấn một phương, đại bi đạo Pháp, chính là vạn Phật môn một môn siêu cường đạo quyết, truyền thừa đến nay, đại bi trưởng, chính là trong đó một thức. Long Huyên ngọ nhìn lấy bia vỡ, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, di thích cổ chỗ, quả nhiên bất phàm, chúng ta thế mà có thể tại cái này bên trong đụng đến đại bi trưởng cái này một thức ghi chép. Đại bi đạo Pháp, nhìn tạ thư thư cùng Long Huyên ngọ cái này các loại biểu tình, nghĩ đến cũng là một môn hoàng phẩm đạo quyết a à. Ngũ phẩm đạo quyết, đối ứng đạo phủ thiên quân đạo vương cảnh giới cũng được xưng là vương phẩm đạo quyết lục phẩm đạo quyết đối ứng đạo tâm hoàng cảnh cũng được xưng gọi là hoàng phẩm đạo quyết hiện tại chỗ bốn tiểu giới đỉnh tiêm cường giả liền là đạo tâm hoàng cảnh hoàng phẩm đạo quyết tất nhiên là chân quý nhất đến mức thất phẩm đạo quyết cũng được xưng gọi là đế phẩm đạo quyết nghĩ đến hẳn là không có liền tính là có không có đạo thiên đế cảnh cường giả sản sinh các đại hoàng kim cấp thế lực cũng không dám dùng ra tới một ngày lấy ra, kia không sẽ bị kim cương cấp thế lực cướp đi. Suy cho cùng, hoàng kim cấp thế lực phía trên, liền là kim cương cấp thế lực, sở hữu đạo thiên đế cảnh đại nhân vật. Dựa theo tạ thư thư mấy người lúc trước nói, kim cương cấp thực lực, tọa trấn một giới, mà lại là thập pháp cổ giới bên trong trung đẳng thế giới. Siêu việt kim cương cấp thế lực siêu cấp thế lực, tọa trấn một đại giới, kia liền là là sở hữu siêu việt đạo thiên đế cảnh càng khủng bố đại đạo thần cảnh cực hạn cường giả ban đầu nghe đến cái này thập pháp cổ giới bên trong thế lực số sắp xếp mục vân còn cảm thấy bất khả tư nghị có thể sau đến suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ rất tốt tầng tầng điệp điệp xen vào nhau tinh tế tương lai như là chính mình có thể trở thành cái này phiến thiên địa chủ nhân cũng thử nhìn một chút chỉ có cái này một thức pháp môn chúng ta có thể dùng tu hành một môn đạo quyết như là chỉ là tu luyện trong đó một bộ phận chưa chắc là chuyện tốt nghe đến cái này lời nói lòng huyên ngọ lại là cười hắc hắc nói vì cái gì không thể cái này có thể là hoàng phẩm đạo quyết một thức pháp môn đều so với chúng ta tiếp xúc đến tứ phẩm đạo quyết vương phẩm đạo quyết phải hoàn thiện rất nhiều lần nghe đến cái này lời nói mục phân cũng là ý động cái này nửa mặt thạch bi là một thức khả năng cả mặt liền là lưỡng thức đáng tiếc tạ thư thư cảm thán một môn hoàng phẩm đạo quyết trong đó một thức như là bọn hắn có thể tìm hiểu thấu tại đạo vấn cấp bậc thi triển đi ra Kiêu uy năng tuyệt đối là so với bình thường tứ phẩm đạo quyết phải cường đại mấy lần. Mục huynh đệ, phá phía trên phù chú, chúng ta thử nhìn một chút, có thể hay không tu hành. Được, mục vân đứng vững thạch bi trước, hai tay ở giữa, đạo văn không ngừng tái hiện ra. Từng sợi đạo văn, giống như từng đạo xúc tua, phụ tải tại thạch bi bên trên. Chợt, mấy người kiên trì chờ đợi, mục vân không ngừng thử nghiệm phá giải phù văn ảo diệu, có thể thỉnh thoảng lông mày nhíu lên, thỉnh thoảng sắc mặt thư giãn nhìn lên đến cũng không đơn giản trọn vẹn qua một canh giờ thạch bi mặt ngoài đạo đạo tự phù tại cái này lúc càng thêm rõ ràng mà lại xu hướng hoàn chỉnh mọi người thấy cái này một màn biểu tình càng là kinh ngạc vô cùng đây mới là hoàn chỉnh đại bi trưởng pháp thuật khẩu quyết mục phân cái này lúc thu hồi đạo 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 văn nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía mấy người cười nói tốt cái này môn đại bi trưởng đại gia có thể dùng cùng nhau nghiên cứu tu luyện nghe đến mục phân cái này lời nói mấy người lần lượt xích lại gần. Nhưng vào lúc này, thạch bi bên trên, đạo đạo tự phù, giống như giống như du long, thoát ly thạch bi, trực tiếp hướng lấy mục vân mi tâm chui vào. Mục vân cả cái người ngơ ngác đứng tại chỗ. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy, chính mình não hải bên trong, xuất hiện một tôn quang vĩ ngạn dáng dấp, thân mang cả xa, thân thể cao lớn, khí tức mười phần. Kia đạo thân ảnh, tại chính mình hồn hải bên trong, một lần lại một lần vận chuyển đạo lực, diễn hóa đại bi trường. Mà đồng thời, Đại bi trưởng khẩu quyết, tại chính mình hồn hải bên trong, một lần lại một lần vang lên. Hòa thượng kia thân ảnh diễn hóa một lần, hắn đối đại bi trưởng lĩnh ngộ liền ngưng tụ một lần. Thật kỳ quái, cái này loại cảm giác, thật giống là cái này hòa thượng thay thế hắn, tại tu luyện đại bi trưởng, có thể tu luyện được đến lĩnh ngộ, lại đều là dung hợp tại chính hắn thể nội. Trọn vẹn lại là qua một canh giờ, Mục phân thở ra một hơi, đột nhiên mở hai mắt ra, thần sắc sáng lên. Mà lúc này, lòng Huyền Ngọc Long Huyên Mỹ, Tạ Thư Thư mấy người, mắt to con người chớp chớp nhìn chằm chằm hắn. Ách, Mục Phân nhìn lên trước mắt trống rỗng thạch bi, bất đắc dĩ nói ta. Cái này, không phải ta, Long Huyên ngọ vội vàng nói, chúng ta minh bạch, minh bạch, người có phải hay không học đến đại bi trường. Nghĩ nghĩ, Mục Phân gật gật đầu, hắn cảm giác đến, chính mình đối đại bi trường tu hành, tựa hồ là đi đến cực hạn, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể trực tiếp thi triển đi ra. Chuyện tốt chuyện tốt, Long Huyên ngọ lại lần nữa nói, không cần tu hành, trực tiếp nắm giữ, nhìn tới cái này nửa mặt thạch bi, cũng không phải ngẫu nhiên lưu lại. Một vị Long gia tử đệ thầm nói, ta luôn cảm thấy hắn là cố ý. Bành, kia đệ tử lời rơi xuống, Long Huyên ngọ trực tiếp một chân đạp bay. Cố ý cái đầu của ngươi, Long Huyên ngọ khẽ nói, mục huynh đệ là kia chủng người sao. Mấy vị khác tử đệ, cái này lúc rụt cổ một cái. Mục Vân cười khổ nói, ta xác thực là không biết rõ có cái gì sự tình không có sự tình không có sự tình long huyên ngọ cười ha ha một tiếng nói vốn có sấm di tích cổ sao liền là nhìn đại gia chính mình năng lực mục phân gật gật đầu cho dù mấy người không tin hắn cũng không có biện pháp cái này đại bi trưởng xác thực là trực tiếp dung nhập trong đầu của hắn mà lại hắn có một chủng nghĩ phun ra pháp quyết lại bị một chủng vô hình quy tắc ngăn cản cảm giác nói cách khác liền tính hắn muốn chuyển đưa cho long huyên ngọ mấy người cũng vô pháp làm đến tiếp tục tìm tiếp tục tìm long huyên ngọ hạ lệnh cái này phế thích nhìn lên đến không đơn giản kết quả là đạo đạo thân ảnh tản ra mục phân cẩn thận nghĩ lấy vừa mới kia loại cảm giác không thể không nói thực lực càng là cường đại càng là có lấy bất khả tư nghị thủ đoạn mục phân càng đến càng mong đợi mong đợi chính mình đi đến đạo phủ thiên quân đi đến đạo tâm hoàng cảnh đạo thiên đế cảnh các ngươi đến nhìn cái này bên trong liền tại cái này lúc tả thư thư thanh âm vang lên mấy người lập tức tập hợp Tạ thư thư lúc này đứng tại một vùng phế tích phía trên. Cái này mảnh phế tích, mặt đất nhìn lên đến còn tính sạch sẽ, phía trên khắc in rất nhiều cổ quái mà dườm già văn ấn. Lại là đạo văn, những kia cổ lão cường đại nhân vật nhóm, có phải hay không cái cái đều là đạo trận sư A. Lưu xuống đồ vật, toàn bộ đều phải đạo trận sư mới có thể phá giải. chương năm 1424, thở dài một tiếng. Trên thực tế, cái này liền là trận sư chỗ tốt. Đại trận, không chỉ là có thể dùng đến phòng hộ, dùng đến giết địch, cũng có thể dùng đến làm đến phong cấm một phương địa vực thủ đoạn. Xưa nay di tích cổ tuyệt địa bên trong, rất nhiều cổ lão cung điện, thiên địa bên trong, đều có trận pháp ngưng tụ vận chuyển. Một tòa di tích cổ bên trong, có thể nói, không có trận pháp gia trì, là không khả năng trốn được năm tháng dài rằng giặc hủ thực. Mục huynh đệ, người nhìn nhìn, Long Huyên ngọ lui ra phía sau một bước, nhường ra vị trí. Nghe được câu này, mấy vị khác Long ra tử đệ, sắc mặt cổ quái. Mục vân phá giải, chỗ tốt, đừng lại chui đến mục vân thân thể bên trong đi a. À. Chỉ là long ra trong mấy người, mặc dù cũng có đạo trận sư, có thể đều là một cấp nhị cấp tam cấp giai đoạn, căn bản không đủ nhìn. Mục vân nhìn dưới mặt đất, bốn phía trong phạm vi mười trường, cổ quái dườm già văn ấn, tựa như lạc ấn trên mặt đất. Phế tích cái khác địa phương nhìn lên đến, đều là lộn xộn không kỷ luật, có thể là cái này bên trong, nhìn lên đến lại là rất sạch sẽ. Hoặc là nói, phiêu đãng đến chỗ này tạp vật, đều bị những này cổ quái văn ấn cho hóa thành bột mịn, không còn sót lại chút gì. Cái này một phiến khu vực sạch sẽ, có chút quá phận. Ta đến thử xem, Mục Vân để mười mấy người lần lượt thối lui vài chục trượng bên ngoài, để phòng bất chắc. Hắn thân ảnh đứng tại trung ương, thân thể bốn phía, đạo văn gia trì. Khủng bố khí tức, không ngừng tràn ngập, đạo văn, vốn liền là do đạo lực sen lẫn áp xúc phát họa mà thành. Đạo văn ẩn chứa đạo lực, cũng là cực kỳ khủng bố. Như không phải như đây, Đạo trận sư phẩm cấp cũng không khả năng cùng đạo cảnh võ giả thực lực móc nối. Liền giống một vị đạo vấn võ giả, liền tính đạo trận thiên phú lại cao, muốn trở thành ngũ cấp phương đạo trận sư cũng là rất khó. Mục Vân chuyên tâm nghiên cứu mặt đất bên trên phức tạp văn ấn, mấy người khác cũng là lẳng lặng chờ đợi. Long Huyên ngọ nhìn bên cạnh mấy cái long gia tử đệ, lại lần nữa nói, một cái hai cái, miệng đều đóng chặt, bớt ở chỗ này loạn thất bát tao kỳ kỳ oai oai. Nghe đến cái này lời nói, mấy vị long ra tử đệ rụt cổ một cái lúc trước nói mục phân cũng là thuận miệng nói ai biết long huyên ngọ hội sinh khí long huyên ngọ là thẳng thắn có thể không phải ngốc mục phân muốn thật nghĩ độc chiếm đại bi trưởng dứt khoát không nhường bọn hắn chính mình lén lút phá phía trên phong cấm liền là chính mình thân một bên cái này mấy cái ra hỏa lấy lòng tiểu nhân đo giả quân tử lại nói lúc trước mục phân có thể là cứu bọn hắn thời gian từ từ trôi qua đại gia cũng là tản gia lại nhìn nhìn phế tích cái khác địa phương có cái gì cổ quái. Đột nhiên nhất khác, ông, thiên địa ở giữa, quang mang bay lên, mục phân vị trí, đột nhiên có lấy một đạo quang trụ, vụt lên từ mặt đất, hào quang rực rỡ. Thế nào rồi, đám người lần lượt lại lần nữa tụ tập lại, chỉ thấy mục phân đứng tại quang trụ bên trong, bốn phía có lấy văn ấn dâng lên, tổ thành một đạo hàng rào vườn một dạng tình cảnh. Là truyền tống trận, Mục Vân mở miệng nói, truyền tống cự ly không tính xa, giống như là tại cái này di tích cổ bên trong, nhưng là một địa phương khác. Đi đi đi, Long Huyên ngọ cái này lúc mở miệng nói, nhanh lên đi, đi lên. Di tích cổ bên trong truyền tống trận, cự ly không phải rất xa, nói không chừng là truyền tống đến cái gì bảo địa. Ngược lại trước đi lại nói, cái này bên trong bọn hắn cũng là điều tra nửa ngày, không có cái khác cổ quái. Lần lượt từng thân ảnh đi vào quang mang phạm vi bao phủ bên trong. Mục Vân cái này lúc lại là nghiêm túc nói, khả năng là tốt địa phương. Cũng khả năng là số địa phương, đại gia kiềm chế một chút. Ưm ưm, quang mang một lóe mười mấy người thân ảnh, biến mất. Thật giống là qua rất lâu, lại thật giống chỉ là trong nháy mắt. Quang mang lại lần nữa bay lên, mười mấy người xuất hiện tại một phiến cung điện bên trong. Phóng nhãn nhìn xem, cái này bên trong là một tòa quảng trường. Quảng trường nội bộ, có tốt chút cái như bọn hắn vị trí đồng dạng, khắc in phù lục. Đều là truyền tống trận, mà lúc này, ánh mắt nhìn bốn phía, có thể dùng phát hiện ngoài sân rộng có lấy từng tòa san sát nối tiếp nhau cung điện lầu các, cao lớn xa hoa quang mang bắn bốn phía long huyên ngọ mấy người lập tức mừng rỡ lên đến đây nhất định là từ di tích cổ một bên truyền thống đến di tích cổ hạch tâm địa phương phàm là di tích cổ có thể lưu xuống cái này dạng kiến trúc quy mô hoàn chỉnh khu vực kia cái này bên trong khẳng định không đơn giản đều cho ta giữ vững tinh thần đến long huyên ngọ cười hắc hắc nói tuyệt đối là tốt địa phương vạn nhất được đến đạo vương cấp bậc hoàng giả cấp bậc nhân vật cái gì truyền thừa, một bước lên trời, còn không thể biết được. Không cần Long Huyên ngọ nói, hơn 10 vị Long gia tử đệ, từng cái cũng là hưng phấn lên. Rất nhanh, một đoàn người, rời đi cái này tòa quảng trường, hướng lấy chéo phía bên trái hướng mà đi. Ven đường qua, từng tòa cung đình, lâu các, mười mấy người cũng là từng cái tiến vào trong đó. Chỉ là này chỗ cung điện lâu ca không ít, mười mấy người cùng nhau rõ ràng quá chậm, đại gia cuối cùng tản ra, có sự tình vì thời chi viện. Mục Vân một người độc hành, tiến vào một tòa cung điện bên trong. To lớn cung điện, hai bên trái phải, còn có hai tòa phó điện. Mục Vân tại cả tòa đại điện nội tra nhìn nửa ngày, cũng không thu hoạch gì, tiếp tục tòa tiếp theo cung điện. Như này cái này, trọn vẹn qua nửa ngày thời gian, vẫn y như cũ là không có thu hoạch gì. Phía trước, một tòa hình thoi tháp cao, ngạo nghễ đứng sừng sững. Tháp cao đại môn rộng mở, Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí, bước vào trong đó. Tiến vào tháp cao bên trong, Mục Vân cảm giác đến, bốn phía có lấy khó hiểu khí tức, tựa hồ khóa chặt chính mình. Cái này trùng khó hiểu khí tức, để Mục phân cảm thấy tâm thần hơi hơi rung động. Từng bước một vào tháp bên trong, nhìn lấy bốn phía, thân tháp bên trong, điều khắc một bức bức hỏa quyển. Bức tranh cổ pháp vô hoa, một bức một bức mở rộng, tại cả cái tháp cổ nội bộ, núi liền lên đến. Bức tranh đó bên trong ghi chép, đều là hoang thú. Mục phân dựa vào lấy đỉnh đầu phía trên chiếu xuống quang mang, nhìn lấy một bức bức hỏa quyển. Trong đó một bức, miêu tả là một cái dao, dao thân tư cuộn mình, đầu co lên, nhưng là một đôi mắt, lại là phá lệ có thần, tựa như ẩn núp hình, tùy thời chuẩn bị xuất khích. Còn có một bức, liền là một cái hùng ưng, nói là ưng, có thể đỉnh đầu, có lấy như sơn nhạc màu, quang mang bắn bốn phía, hắn song chảo mở to, tựa hồ muốn bắt lấy cái gì. Còn có mấy bức họa, đều là sinh động như thật, tranh bên trong hoang thú, từng cái rất sống động, mà lại có xu thế thể hiện ra một cổ khí thẳng đến nhìn về phía cuối cùng một bức họa, tranh bên trong là một vị nam tử cầm trong tay một kiếm, hình ảnh bên trong nam tử là đưa lưng về phía mục phân, này người một thân thanh y, dài phát theo gió tản ra, dáng dấp thon dài, tùy ý. nhìn một cái, rất có mấy phần theo gió một dạng nho nhã hiền hòa. đương nhiên, nhìn không đến chính mặt, mục phân cũng không có cảm giác đặc biệt gì. nhìn quanh một vòng, nhìn lấy cái này mấy chục hơn trăm bức họa quyển, cũng không có cái khác chỗ đặc biệt. Mục Vân quay người liền là chuẩn bị rời đi. Ai, nhưng vào lúc này, bên tai tự có một đạo hư vô mờ mịt thở dài, chuyển trong nháy mắt. Ảo giác, Mục Vân bước chân dừng lại, người nào, xoay người, nhìn lấy tháp bên trong vắng vẻ, trừ bức tranh bên trên hình ảnh, lại không cái khác, Mục Vân thần sắc nghiêm nghị cẩn thận. Cái này là cái gì quỷ? Hắn từng bước một, lại lần nữa lui về tháp cao bên trong. Dám hỏi là vị nào tiền bối tại này? Mục Vân chắp tay, chân thành nói, qua một hồi lâu, cũng không có thanh âm vang lên. Mục Vân không khỏi lắc đầu, vừa mới chuẩn bị rời đi này chỗ, kia đạo tiếng thở dài, lại lần nữa vang lên. Ai, cái này một lần, thanh âm rất rõ ràng, rất thấu triệt. Người cũng là kiếm tu, có kiếm tâm tam cảnh chi ý, nhìn không ra này hỏa quyển bên trong kiếm thuật sao. Thanh âm mang theo vài phần kỳ vọng, mấy phần thất vọng, nói không ra phức tạp. chương năm 1425, tranh bên trong nam tử tiêu cửu thiên. Mục Vân ánh mắt nhìn bốn phía một bức bước hỏa quyển, trợn mắt hốc mồm. Thật là có người, bất quá, kiếm thuật, chỗ nào thể hiện suốt kiếm thuật rồi. Tha thứ tại hạ mắt phụng về, không có nhìn ra chỗ nào có kiếm thuật bộ dáng. Âm thanh kia, mang theo vài phần không cam, nói quả thật không có nhìn ra sao. Ừm, chợt, kia thanh âm mang theo vài phần lãnh đạm, mở miệng nói có mắt không tròng. Nghe đến cái này lời nói, Mục phân mấy bước đi ra, đi đến cái này một bức bước hỏa quyển bên trong cuối cùng một bức hỏa trước là ngươi đi, trong bức tranh, cái kia một tay cầm kiếm thân ảnh, nhìn lên đến phá lệ hưu quạnh. Phải thì thế nào, bức tranh bên trong nam tử, chậm rãi quay người, có thể lại là đứng quay lưng về phía mục vân, cái lộ ra nửa gương mặt tới. Cái này ra hỏa, nam tử tiếp tục nói, ngươi có thể biết bản tọa năm đó đỉnh phong, là cái gì các loại tầng thứ. Không biết, nam tử lãnh ngạo nói, bản tọa là một vị chân chính đạo tâm hoàng cảnh nhân vật, cái này tháp bên trong trong bức tranh ghi lại, chính là bản hoàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thành danh kiếm pháp, vô vọng kiếm pháp. Vô vọng kiếm pháp, Mục Vân lông mày nhíu lại, người tốt xấu là một vị kiếm tu, kiếm đạo chi tâm đi đến tam cảnh tầng thứ, tại ngươi cái này cảnh giới, cũng thuộc về cực kỳ hiếm thấy, thế mà nhìn không ra đến. Nghe đến cái này lời nói, Mục Vân không khỏi cười nói, ngươi đều nói, là ngươi cái này vị đạo tâm hoàng cảnh cường giả thành danh kiếm pháp, ta không nhìn ra được, chẳng lẽ không được. Nghe đến cái này lời nói, Bức tranh đó bên trong nam tử ngược lại là hơi sững sờ. Thật giống, xác thực, không không không, nam tử lắc đầu nói, người thế mà một chút cũng không nhìn ra, cái này không khả năng. Mục vân tiếp theo nói, là ta ngu dốt nhìn đến cái này kiếm thuật không có duyên với ta. Nói, mục vân chắp tay một cái, quay người liền muốn rời đi. Không cho phép đi, nhưng vào lúc này, nam tử lại là bỗng nhiên mở miệng, bàn tay vung lên, kiếm khí gào thét mà ra. Khủng bố khí tức, tại cái này lúc ngưng tụ, thân tháp đại môn, ầm ầm đóng cửa, một cổ túc sát chi khí, đập vào mặt mà tới. Mục vân lúc này nắm chặt bất động minh vương kiếm, thể nội kiếm khí gào thét mà ra, thời khắc cẩn thận. Vương đạo chi khí, kia thân ảnh nhìn về phía mục vân, mang theo vài phần kinh ngạc nói, tiểu tiểu đạo vấn, dùng vương đạo chi khí vì binh khí, còn thật là có gan lớn. Tự thân thực lực cùng thần binh phẩm bậc không phù hợp, đối tự thân thực lực bạo phát là có ảnh hưởng rất lớn. Nam tử tiếp tục nói, như là thần binh yếu, tự thân thực lực bạo phát bị hạn chế, nhưng nếu là thần binh quá mạnh, tự thân bạo phát cũng hội bị xáo trộn. Mục Vân không khỏi cười nói, này kiếm ở cùng với ta nhiều năm, đã sớm cùng ta tâm ý hợp nhất. Cùng một chỗ nhiều năm, tâm ý hợp nhất, tranh bên trong nam tử lộ ra một con mắt, kinh ngạc liếc qua Mục Vân. Nhìn ra được, tựa hồ cái này tiểu tử, cũng chưa nói láo. Tiền bối cớ gì lưu ta? Mục Vân tiếp tục nói, ta đã không có nhìn ra tiền bối tại tranh bên trong lưu lại kiếm thuật, nghĩ đến tư chất ngu dốt, tiền bối còn là để ta đi đi. Vậy không được, nam tử mở miệng, nghiêm nghị nói, người kiếm tâm tam cảnh, không khả năng nhìn không ra đến, lại nhìn kỹ một chút. Như là vô pháp nhìn ra ta lưu lại ảo diệu, người cũng đừng nghĩ rời đi nơi này, ta hội đem ngươi nhốt tại cái này bên trong một ngàn năm một vạn năm, thẳng đến ngươi nhìn ra cái này mánh khóe. Nghe đến cái này lời nói, mục vân ngẩn người, cái gì ý tứ, ngạnh truyền, mục vân im lặng nói, ngươi như là nghĩ đem kiếm thuật truyền cho ta, kia liền trực tiếp truyền, như là không nghĩ liền để ta đi, liên quan ta là ý gì. Nam tử nghe đến cái này lời nói, cúi đầu suy nghĩ. Người nói cũng có đạo lý, không, có thể chỉ chốc lát, nam tử lắc đầu nói, người nói không đúng, ta hao tổn tâm cơ, đem kiếm thuật diễn hóa tại này hỏa quyển bên trong, người như là nhìn không ra đến, đây chẳng phải là ta tâm huyết đều uổng phí rồi. Người lại nhìn nhìn, nhìn kỹ một chút, nhất định có thể dùng. Cái này ra hỏa, bị điên rồi, này người tự xưng là đạo tâm hoàng cảnh, kia kiếm thuật hẳn là hoàng phẩm cấp bậc, hoàng phẩm kiếm thuật, mục vân đương nhiên muốn, nhưng không có kia nghĩ muốn, suy cho cùng, hắn hiện tại chỉ là thất tinh cảnh, còn chưa tới đạo phủ thiên quân cảnh, càng khỏi phải nói đạo vương chi cảnh, cự ly đạo tâm hoàng cảnh còn rất xa, một môn hoàng phẩm kiếm quyết còn không bằng vương phẩm kiếm quyết đối hắn càng hữu dụng, mà lại ai biết này người nói thật hay giả, lúc này mục vân cũng không có cách, đứng tại bức tranh trước, tranh bên trong chi dao sinh động như thật đầu co lên ánh mắt sắc bén nhìn ra cái gì tới rồi sao nam tử lại lần nữa nói mục phân lắc đầu liên tiếp lại là đem một bức bức hỏa quyển nhìn một lần mục phân cái gì đều không có nhìn ra tới mục phân lại nhìn một lần tranh bên trong chi dao còn là kia sinh động như thật có thể cái gì cũng nhìn không ra còn không nhìn ra không có a à. mục phân cũng là có chút bực bội người tại sao ngu xuẩn như vậy đần a à? tranh bên trong nam tử tức giận nói Người nhìn cái này thôn vân giao, hắn thân thể cuộn mình, ẩn náu chảo phong, đầu co lên, kỳ thực là tùy thời chuẩn bị bắn ra. Cái này liền là như một vị kiếm khách, xuất kiếm thời khắc, ẩn náu chính mình kiếm phong, để người chú ý tới là kiếm khách tự thân, mà không phải kiếm khách tay bên trong kiếm. Kể từ đó, một kiếm ra, tự giao chi chảo, sắc bén không thể đỡ. Mà lại, người nhìn lấy giao thân, tranh bên trong nam tử, bộ bộ bắt đầu giảng thuật lên đến, lời nói bên trong, tràn đầy chỉ tiết rèn sắt không thành thép ngữ khí. Làm thanh âm nam tử ngừng xuống, Mục Vân nhìn lấy nam tử, biểu tình cổ quái, người có phải bị bệnh hay không? Mục Vân nhịn không được nhổ nước bọt nói, bức họa này bên trong dao, ta cũng không nhận thức, thôn vân dao, ta cũng chưa nghe qua, càng không biết này dao còn có móng vuốt, ta làm sao có thể nhìn ra đến ngươi nói những kia. Ách, tranh bên trong nam tử, biểu tình khẽ giật mình, không nhìn ra được sao, đương nhiên nhìn không ra đến rồi. Sau đó, hồi lâu trầm mặc, tranh bên trong nam tử xoay người, còn là trước kia kia phó tràng cảnh, thế ngoại cao nhân siêu nhiên. Tháp bên trong, rơi vào trầm tính, mục vân một lúc ở giữa, cũng không biết nói cái gì. Qua một hồi lâu, nam tử đứng chắp tay, trường kiếm trong tay cũng không thấy. Ai, đáng tiếc đáng tiếc, ta tiêu xài mấy trăm năm tâm huyết, làm ra những này bức tranh đến, lại không nghĩ rằng, có này tỉ vết. Nam tử tiếp tục nói, nghĩ không đến ta tiêu cửu thiên một đời quang minh lỗi lạc, hỏi đạo vô địch, kết quả lại là có này tì vết trẻ tuổi người là ta sai đã như đây ta truyền cho ngươi một bộ kiếm pháp ngươi có thể nguyện tiếp nhận nghe đến cái này lời nói mục vân lông mày nhíu lại nói không nguyện ý a à, tiêu cửu thiên thân ảnh truyền một cái nhìn về phía mục vân quát số tiểu tử ta cái này có thể là chân chính siêu nhiên tuyệt diệu một môn vương phẩm kiếm quyết vương phẩm đạo quyết ngàn ngàn vạn có thể ta cái này môn kiếm quyết tuyệt thế là vô địch không yêu thích tiền bối thả ta rời đi đi không được, tiêu cửu thiên giận dữ, khẽ nói, làm không đến, cũng phải làm đến. Từ trong bức họa kia nam tử xuất hiện đến hiện tại, Mục Vân đều cảm thấy, cái này ra hỏa. Bệnh thần kinh, hắn kiếm thuật, Mục Vân thật không dám học. Đương nhiên, mặc dù xưa nay, Mục Vân tại mỗi một cái cảnh giới tầng thứ, đều hội học tập kiếm thuật, từ chưa từ bỏ qua chính mình kiếm đạo trinh phạt. Nhưng là tại cái này bốn giới chỗ, Mục Vân cảm thấy, chính mình còn là có cơ hội, tiếp xúc đến càng nhiều càng cao phẩm cấp kiếm thuật, chương 5426, vô vọng kiếm pháp. Hiện tại, lập tức, không học cũng phải học, tiêu cửu thiên khẽ nói, ta để ngươi học, ngươi liền được học. Nói, tiêu cửu thiên bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong, đạo đạo lực lượng bắn ra. Tranh bên trong, khủng bố khí thức càn quét mà ra. Ngay sau đó, mục phân bàn tay một nắm, bất động minh vương kiếm giết ra. Phong chi cực kiếm quyết, tàn phá bừa bãi mà ra đạo đạo phong nhận khủng bố kiếm khí. Kiếm đạo chi tâm tam cảnh, đồng thời dung hợp, khanh, kiếm khí cùng lực lượng kinh khủng kia hội tụ, ầm một tiếng, mục phân thân thể run lên, lực lượng thật kinh khủng, mục phân cảm giác đến tranh bên trong lực lượng ba động, sắc mặt biến hóa. Tiền bối là người chết còn là người sống, mục phân sắc mặt một trầm, tranh bên trong nam tử, xoay người lại, hắn thân thể bốn phía, vô hình quang mang bao phủ, tuấn tú khuôn mặt, mang theo vài phần chiêu tức. Trên chán mấy phần chiêu tức chỉ, mỉm cười nói, người đoán. Ta đoán người nương nha, vô vọng kiếm pháp, vương phẩm đạo quyết, lúc đó ta tại đạo vương cấp bậc, dùng kiếm pháp này từng chém giết đạo tâm hoàng cảnh nhân vật. Tranh bên trong tiêu cửu thiên, bàn tay một nắm, trường kiếm lại lần nữa ngưng tụ, vô vọng kiếm pháp, không có cố định chiêu thức, kiếm chiêu tùy tâm mà động, có thể như ưng chảo một dạng sắc bén. Lời nói rơi xuống, tiêu cửu thiên tay bên trong chi kiếm, tại cái này lúc ẩm vang xoay chuyển. Một kiếm chém ra, khủng bố kiếm minh âm thanh, từ trong bức tranh vang lên. Mục Vân không nói hai lời, thì triển ra phong chi cực kiếm quyết, kiếm thần phong. Một kiếm như thần phong, nhanh mà hung ác, có thể là, bang bong bong, Mục Vân cả cái người thân thể lùi lại mấy chục trượng, hung hăng đập tại vách tường phía trên. Phía sau vách tường, xuất hiện lỗ khảm liệt ngân, Mục Vân mở miệng một ngụm tiên huyết phun ra. Nhìn thấy sao, tiêu cửu thiên sinh đẹp con người bên trong, lóe lên ra mấy phần đắc ý, cười nói cái này liền là như chim ưng một dạng nhanh kiếm khí, ta cái này một chiêu, liền là từ chim ưng công kích bên trong lĩnh ngộ mà ra, ta ưa thích gọi là ưng kiếm. Bất quá, vô vọng kiếm pháp, không có cố định chiêu thức, cần thiết trưởng khống lấy mấy loại ý, cho nên, người không cần dựa theo ta mệnh danh đến xưng hô, người có thể dùng mệnh danh là điêu kiếm. Chuẩn kiếm, đều được, Mục Vân lúc này phun ra mấy ngụm máu đen, nhìn về phía tiêu cửu thiên, dâu dĩ nói, cái này chẳng lẽ không phải là bởi vì ngươi thực lực mạnh hơn ta, mới dẫn đến ta bị thương sao. Nghe đến cái này lời nói, Tiêu cửu thiên lúc này nói, không khả năng, chớ nói nhảm, cái này là vô vọng kiếm pháp cao siêu. Ta sẽ dạy ngươi một thức, hổ kiếm, kiếm ra như mãnh hổ hạ sơn, kiếm khí còn chưa đến, liền có một chủng để đối thủ cảm thấy, ta chết chắc rồi, ta xong đời rồi, ta ngăn không được cái này một kiếm bị bại cảm giác. Nói, tiêu cửu thiên lại lần nữa xuất kiếm, mục vân bất đắc dĩ, buộc lòng xuất thủ chống cự. Có thể tranh bên trong tiêu cửu thiên, rõ ràng thực lực mạnh mẽ hơn hắn, công kích tự nhiên so hắn bá đạo rất nhanh, theo lấy hổ kiếm, lang kiếm, long kiếm, gấu kiếm các loại một chiêu lại một chiêu kiếm thức giết ra, mục vân ở hậu phương vách tường lưu xuống lỗ khảm, cũng càng ngày càng nhiều. Hắn sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi, tiêu cửu thiên hoàn toàn liền là tại dùng lực khinh người. Kiếm chiêu cường đại, mục vân không có thể hội nhiều ít, có thể tiêu cửu thiên cường đại, mục vân lại là thể hội không ít. Có bản lĩnh, chỉ qua kiếm chiêu, người không muốn dẫn động đạo lực, nhìn nhìn người nào càng lợi hại. Phong chi cực kiếm quyết, Mục Vân tu luyện tới hiện tại, từ nhập môn đến tiểu thành lại đến đại thành, mà sau viên mãn, kiếm quyết này thuế biến, là rõ ràng. Nhưng bây giờ, tiêu cửu thiên thắng mà không võ. a à, tiêu cửu thiên cười nhạo một tiếng, mở miệng nói, vô vọng kiếm pháp cường đại, người không có lĩnh ngộ đến. Không yêu thích, Mục Vân thở hồng hộc, nhìn lấy trong bức tranh nam tử. Hai người tại cái này lúc người nào cũng không có mở miệng. Người đến cùng là người sống còn là người chết, người chết hội nói chuyện cùng người sao. Tiêu cửu thiên lãnh đạm nói, Mục Vân lại là nói, một chút cường đại nhân vật, trước khi chết có thể lưu lại một vòng ý niệm, cũng là có thể đủ làm đến. Tiêu cửu thiên cười ha ha, có thể giết chết bản tọa người, còn chưa ra đời đâu. Cái này lời nói ra, Mục Vân không khỏi cười nói, đã như đây, người sao không theo trong tranh đi ra. Trong bức họa kia ở lấy dễ chịu, ta không muốn đi ra ngoài. Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi là bị người phong cấm. Đánh giám, tranh bên trong tiêu cửu thiên, lập tức ngao ngao kêu lên ta không có đừng nói mò không khả năng nhìn ngươi phản ứng này ta nói chính là thật lại là một trận yên tĩnh từ từ tiêu cửu thiên mở miệng nói ta lúc đó tham dự thập pháp cổ giới chi chiến kém điểm chết đi liền bị người phong cấm tại trong bức họa kia bất quá ta nhục thân tại lúc đó đánh hiếm ba toái hiện tại ngươi nhìn đến chỉ là ta hồn phách thôi không có nhục thân rồi mục phân cười nói quả nhiên là bị người phong cấm đế giả phong cấm ngươi đế giả tính cái rắm Tiêu Cửu Thiên hừ hừ, cảm thấy có chút thất thố, ho khan một cái, đứng chắp tay nói: "Ngươi không cần quản, ta tại cái này bên trong đã nhiều năm, cũng quen thuộc." "Tiểu tử, những này bức tranh là vô vọng kiếm pháp chỗ ảo diệu, ta tặng cho ngươi, ngươi mang lấy bức tranh rời đi đi, chờ ngươi đi đến Đạo phủ Thiên Quân chi cảnh, liền có thể minh bạch bản tọa nói ảo diệu chi chỗ, vô vọng kiếm pháp cường đại, tại tại đối hoang thú công sát bản chất lý giải." Nói, Tiêu Cửu Thiên bàn tay vung lên, Từng đạo đồ quyền tại cái này lúc thoát ly vách tường, cuốn tới cùng nhau, chồng tại cùng nhau, nhẹ nhàng trôi nổi tại mục vân thân trước. Trọn vẹn hơn trăm bức hỏa quyền, Mục Vân rất muốn nói, "Đừng, có thể là nhìn lấy Tiêu Cửu Thiên biểu tình, chính mình không muốn, chỉ sợ Tiêu Cửu Thiên là sẽ không để chính mình rời đi." Mục Vân đem một bức bức hỏa quyền thu hồi, "Đã như đây, vãn bối cáo từ." Nói, Mục Vân quay người chuẩn bị rời đi. "Ai ai ai, ai, người đừng đi a." À. Tiêu Cửu Thiên đứng tại tranh bên trong, vẫy vẫy tay mục vân xoay người lại hiếu kỳ nói tiền bối còn có sự tình người cái này người bắt người tay ngắn ăn người miệng ngắn ta tặng cho ngươi một môn vương phẩm đạo quyết ngươi không được biểu thị cảm tạ mục vân bất đắc dĩ nói tiền bối ta thân không vật dư thừa sợ là vô pháp báo đáp ngươi không 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 ta không muốn ngươi cái gì đồ vật ta chỉ cần ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ liền được chuyện nhỏ tiêu cửu thiên cười nói rất đơn giản ta là bị người phong cấm tại này hỏa quyển bên trong, mấy ngàn vạn năm hơn ước năm qua, này hỏa quyển cùng ta một thể, có xu thế liền giống là ta thân thể. Nhưng là, này hỏa quyển là bị phong cấm tại cái này cổ tháp bên trong, người đến phía trên, giúp ta đem cổ tháp phong cấm phá, ta liền có thể thu được tự do. Làm nửa ngày, tại cái này chờ lấy đâu, cái này không liền là muốn để hắn xuất thủ, phá giải phong cấm, còn luôn miệng nói lấy tặng cho vương phẩm đạo quyết. Cái này ra hỏa, không phải quá không muốn mặt thế nào làm, đơn giản đơn giản, tiêu cửu thiên kích động lên, ta xem ngươi đạo vấn thất tinh cảnh, thực lực không tầm thường, kiếm đạo chi tâm tam cảnh, dùng ngươi cái này thực lực, đi đến cái này kiếm cảnh cấp bậc, cũng không đơn giản. Tiêu cửu thiên cười hắc hắc nói, bài trừ phong cấm, không phải nhìn ngươi cảnh giới thực lực có nhiều mạnh, mà là nhìn ngươi thiên phú có nhiều tốt. Mục phân nghe, lông mày nhíu lên, hắn luôn cảm thấy, tiêu cửu thiên, có điểm hố, rất trực quan cảm giác, cũng không có chứng cứ gì, Ngươi hiện tại nghe ta, Tiêu Cửu Thiên lần nữa nói, ta đem ngươi đưa đến phong cấm trung tâm, ngươi phá giải phong cấm, ta thoát thân, ngươi an tâm cầm lấy ta cho ngươi vương phẩm đạo quyết, cũng không cần cảm thấy ta mắc nợ ngươi cái gì. Chương 5427, là ta phong cấm hắn. Nghe đến cái này lời nói, Mục phân thầm nói, ta vốn là cũng không có cảm thấy ta mắc nợ ngươi cái gì. Cái này môn kiếm quyết, ta cũng không nghĩ muốn. Tiêu Cửu Thiên lại là nghiêm túc nói, không muốn chơi đùa tiểu tính tình, ta nói cho ngươi cái này môn đạo quyết, bạo phát cường đại vô cùng, người nắm giữ đến kia chủng ý, liền có thể đem này quyết phát huy đến cực hạn. Thú chi ý, tiêu cửu thiên nói bổ sung, mục vân tiếp tục nói tiền bối, người liền nói nên làm như thế nào liền tốt. Nghe đến cái này lời nói, tiêu cửu thiên đầy mặt nụ cười nói, trẻ nhỏ dễ dậy, trẻ nhỏ dễ dậy, ta đem người đưa vào phong cấm hạch tâm. Nói, tiêu cửu thiên một kiếm thắng qua một kiếm vạch ra, đạo đạo kiếm khí, sen lẫn thành kiếm văn, vòng quanh tại mục vân thân thể bốn phía. Khủng bố kiếm khí, gào thét mà ra, làm người sợ hãi khi tức, tại cái này lúc quanh quẩn không tan. Kiếm văn giống như đạo văn, ô nuốt thanh âm, vang vọng bốn phía. Ngay sau đó, mục vân cảm giác đến, chính mình thân thể đằng không mà lên, không nhận chính mình trưởng khống. Chờ một chút, tiền bối. Mục Vân mở miệng nói, người còn không có nói cho ta, nên làm như thế nào. Nghe đến cái này lời nói, tiêu cửu thiên một tay mò lấy hàm dưới, trầm tư nói, ta cũng không biết nên làm như thế nào, người đi vào trước nhìn nhìn lại nói. Ngoà, tào, ngươi, mục vân lời còn chưa dứt, cả cá nhân đã là bị một đạo quang mang trực tiếp bao phủ, thân ảnh biến mất không thấy. Tiêu cửu thiên lại lần nữa nói, chớ mắng người, ta xác thực là không biết rõ, thiên địa xoáy chuyển, thời không rung động, mục vân không biết rõ là quá khứ một chút thời gian, còn là đi qua nhiều năm. Ngay sau đó, hắn cả cá nhân xuất hiện tại một phiến mở mịt thời không ở giữa. Bốn phía nhìn một cái, thiên địa u ám, đại địa bụi đất bay tán loạn, không trung cuồng phong gào rít giận dữ. Mà tại thiên địa ở giữa, có lấy một tòa sơn, lẳng lặng xúc định. Ngưỡng mộ núi cao, Mục Vân đứng vững tại sơn trước, nhìn lấy núi cao hiểm trở, một lúc ở giữa, không biết rõ nên nói cái gì. Cái gì cấm chế, thế nào phá cấm, lông đều không biết rõ. Cái kia Tiêu Cửu Thiên, đến cùng là ai, lúc tốt lúc xấu, nếu quả thật trợ giúp hắn bài trừ cấm chế, vạn nhất ngược quay đầu lại giết chính mình đâu. Một lúc ở giữa, Mục Vân nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Mà liền tại cái này lúc, phía trước núi cao, một thân ảnh, chậm rãi ngưng tụ mà ra, xuất hiện tại Mục Vân tầm mắt bên trong. Mục Vân suy tư giây phút, hướng lấy núi cao mà đi. Đi đến chân núi, kia đạo thân ảnh, xếp bằng ngồi dưới đất, một thân nhẹ nhàng khoan khoái phục sức, nhìn lên đến mang theo vài phần tiêu sái tự nhiên. Ngươi, Mục Vân nhìn lấy kia đạo thân ảnh, ngẩn người nói tiêu cửu thiên. Cái gì quỷ, tiêu cửu thiên thế nào xuất hiện ở đây? Nghe đến cái này lời nói, kia đạo thanh y thân ảnh, hơi ngẩn ra. Chợt, thanh y thân ảnh cười cười nói, tiểu hữu nhận lầm người. Ta nhận sai người mẹ nó nha. Mục vân lúc này lên trước, bàn tay quay lấy trước mắt người, khẽ nói, người đem ta đưa vào, ngược lại là nói cho ta, như thế nào phá cấm A, không phải thế nào cứu. Hả, có thể là, mục vân lời nói một nửa, lại là ngẩn người. Cái này cảm giác, trước mắt này người, thật giống, thật không phải là tiêu cửu thiên, nhìn thật kỹ, nàng dung mạo dáng vẻ, cùng tiêu cửu thiên hầu như không có sai biệt. Có thể là, hắn chán mái tóc ở giữa, mấy phần tóc trắng, cùng với khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt, lại là nhìn lên đến hiện ra mấy phần tuế nguyệt lưu xuống vết tích. Tiêu cửu thiên tuy tại tranh bên trong, nhưng nhìn ngược lại giống là 20 tuổi xuất đầu tiểu hòa tử. Có thể cái này người, nhìn lên đến giống là 30 mấy tuổi tiêu cửu thiên. Mục vân chậm rãi buông lỏng tay ra, lui ra phía sau mấy bước. Nam tử cười nói, tại hạ tên gọi tiêu lục thiên, là tiêu cửu thiên phụ thân. Tiêu lục thiên, mục vân bật thốt lên, hắn ra ra có phải hay không gọi tiêu tam thiên. Tiêu lục thiên sững sờ, toàn tức nói, người thế nào biết. Tiêu lục thiên ho khan một cái, mấy phần lúng túng nói, ta tổ phụ tên gọi tiêu nhất thiên, ta phụ thân tên là tiêu tam thiên, ta vì tiêu lục thiên, ta nhi tử vì tiêu cửu thiên. Mục vân đã vô lực nhổ nước bọt, cái này lão tiêu ra, nhìn lên đến tựa hồ, không đáng tin cậy a. À tiêu cửu thiên nhi tử, có phải hay không liền phải gọi tiêu thập nhị thiên? Thốt ra, mục phân ngẩn người, chợt khoát tay nói, ta tùy tiện nói, tiền bối đừng để ý. Chưa chắc không thể, tiêu lục thiên nghe đến cái này lời nói, lại là biểu tình vui mừng, cười nói, công tử có thể dùng nói cho khuyển tử, cho ta tôn tử đặt tên là tiêu thập nhị thiên. Mục phân đã vô lực nhổ nước bọt, hắn cảm thấy tiêu cửu thiên đã rất cổ quái, có thể lại cảm thấy, đổi lại là hắn, bị phong cấm hơn ước năm thời gian, hồn phách thể hình thái tồn tại ở tranh bên trong, khả năng hắn cũng hội không bình thường. Có thể là, hiện tại xem ra, không phải là bởi vì phong cấm nguyên nhân, là bởi vì tiêu cửu thiên phụ thân, tiêu lục thiên liền là cái này không đáng tin cậy. Tiên bối, tiêu cửu thiên truyền cho ta một môn vương phẩm đạo quyết. Nghe đến cái này lời nói, tiêu lục thiên sắc mặt cổ quái. Mục phân ẩn ẩn cảm thấy, cái này môn đạo quyết, khẳng định. Không được, Mục Vân tiếp tục nói, để cho ta giúp hắn giải khai phong cấm, cho nên, ta đi đến này chỗ, như thế nào giải cấm, ta không biết rõ. Nghe đến cái này lời nói, tiêu lục thiên từ từ nói ai, hắn đã lại tụ họp hồn phách, thức tình. Lại tụ họp hồn phách, thức tình, lại một cái cẩu lên đến tránh thoát đại kiếp người. Tiêu lục thiên từ từ nói, lúc đó, là ta phong cấm hắn. Mục vân, ô, tiêu lục thiên cười khổ nói, ác nguyên tai nan, ta tiêu ra nhất mạch, ta tổ phụ, ta phụ thân, ta, ta nhi tử, đều là lên chiến trường, tận đều là chiến tử, ta nhìn thấy ta nhi tử bị người xé nát hồn phách, kết quả là dùng chính mình cuối cùng sinh mệnh tinh khí làm đại giá, đem hắn tàn hồn tập hợp. như là người cảm thấy hắn không bình thường, hắn một khả năng là hồn phách huẩn dưỡng quy nhất, có thể cũng không hoàn chỉnh, đâu có điểm thần kinh chất. mục phân bật thốt lên, kia hai cái đâu? hai cái, hắn hồn phách tập hợp hoàn toàn, cũng vô sự, hắn nguyên bản là như đây. thần kinh chất tốt ga, à, cha ruột nhổ nước bọt, chí mạng nhất, lúc đó một chiến ta tiêu ra hầu như tử thương hầu như không còn, sống sót tộc nhân, người không đủ một, ta không nghĩ để hắn chết, vì đó đem hắn tàn hồn tập hợp, phong cấm lên đến, chờ đợi tương lai, hắn có thể đủ khôi phục. Ta minh bạch, Mục Vân lập tức nói, như thế nói đến, tiền bối có thể dùng giải khai phong cấm, hắn đã khôi phục. Mục Vân những năm gần đây tao ngộ, cũng là phát hiện một cái vấn đề. Từ ban đầu đến hiện tại, tiêu gia, diệp gia, lâm gia các loại, những này dòng họ gia tộc, đều không đơn giản cuối cùng sẽ có một ngày, mục gia mới hội là cái này thương mang tân thế giới bên trong, tối không đơn giản gia tộc. Tiêu lục thiên nhìn nhìn mục vân, nhìn nhìn chính mình, từ từ nói ta không giải được. Mục vân, ô ô, tiêu lục thiên đắng chắc cười cười nói ta xác thực là không giải được. Bất quá ta biết rõ như thế nào giải khai, có thể dùng nói cho người phương pháp, chỉ là phương pháp kia, có nhất định tính nguy hiểm. Tiểu Hữu người nếu là nguyện ý, tại hạ vô cùng cảm kích, người như là không nguyện ý, tại hạ cũng sẽ không miễn cưỡng. Mục Vân nhìn về phía tiêu lục thiên, chân thành nói, nguy hiểm rất lớn. Rất lớn, khả năng hội để tiểu hữu vẫn lạc. Nghe đến cái này lời nói, Mục Vân biểu tình khẽ giật mình, ngay sau đó nghiêm túc nói, tiền bối, ta lựa chọn từ bỏ. Bất quá, tiêu lục thiên cái này lúc tiếp tục nói, người như là có thể giải khai phong cấm, kia phong cấm bên trong có một gốc vô tận nguyên đạo thụ, hẳn là đản sinh nguyên đạo quả, một khỏa nguyên đạo quả, đủ để cho ngươi đạp vào đạo vấn bát quái cảnh, thậm chí cửu cung cảnh. Tiền bối, Mục Vân nghiêm mặt nói, chúng ta tu sĩ, hiệp can nghĩa đảm, giúp người làm niềm vui là căn bản, ta cha mẹ từ nhỏ đã dạy bảo ta, đi ra ngoài, nên giúp người khác một cái liền giúp một cái, vãn bối nghĩa bất dung từ, tiền bối còn mời nói cho ta, như thế nào phá giải cấm chế. Nhìn đến Mục Vân một mặt nghiêm nghị biểu tình, tiêu lục thiên ngược lại là sướng sờ tại tại chỗ. Trở mặt nhanh như vậy, chương 5428, tiến thối không được. Mục vân mặt không đỏ, tim không nhảy, nghiêm mặt nhìn về phía tiêu lục thiên. Nguy hiểm, đương nhiên sợ, nhưng vô tận nguyên đạo thụ, mặc dù không biết rõ là cái gì thần thụ, nhưng là có thể đủ trợ giúp hắn đi đến bát quái cảnh thậm chí cửu cung cảnh, kia có thể là giảm bớt nhiều năm khổ tu. Có giá trị thử một lần, tiêu lục thiên lập tức nói, nhìn đến phía sau sơn sao. Đi lên đỉnh núi, đem kia phù chú gỡ xuống, liền có thể phá mở phong cấm, ta đã là tàn tạ ý niệm, tự nhiên làm không đến, ngươi có thể dùng. Đỉnh núi vị trí, có một gốc vô tận nguyên đạo thụ, hơn ước năm thời gian đi qua, hẳn là kết xuất nguyên đạo quả, ngươi dùng một quả, đi đến bát quái cảnh, cũng không khó khăn. Mục vân chân thành nói, kia từ chân núi đến đỉnh núi, có cái gì nguy hiểm? Tiêu lục thiên lắc đầu nói, thời gian quá lâu, lão phu nhớ không đến. Mục vân đối cái này một đôi phụ tử đã là vô lực nhổ nước bọt. Có thể dùng nghĩ đến vô tận nguyên đạo thụ, nguyên đạo quả, Mục Vân cảm thấy có giá trị xông vào một lần. Nội tâm nghĩ như vậy, Mục Vân hướng lấy chân núi mà đi. Đi đến chân núi, nhìn lấy núi cao nguy nga, Mục Vân một lúc ở giữa, tâm thần thanh thản. Tại cái này tòa chân núi đứng vững, hắn cảm thấy chính mình vô cùng nhỏ bé. Đi đi, thiếu niên, chú ý an toàn, Mục Vân gật gật đầu, hắn bước chân bước ra, hướng lấy núi cao sơn đạo mà đi. Nhìn đến Mục Vân thân ảnh rời đi, tiêu lục thiên đả tỏa tại chỗ, thở dài. Ai, không đến đạo phủ thiên quân, sợ là chín thành chín khả năng, là không bước lên được, trẻ tuổi người, đáng tiếc ngươi. Tiêu lục thiên thở dài, không lại nói cái gì. Mục vân tại cái này lúc, đạp lên núi cao, đi đến trăm trượng độ cao thời khắc, trừ ngọn núi có chút sốc đứng bên ngoài, cũng không có cái khác dị thường. Mục vân không khỏi hoài nghi, có phải hay không cái này quá lâu, ngọn núi bên trên phong cấm, tự động biến mất rồi. Không phải không có khả năng này, nghĩ như vậy, mục vân cũng là càng phát cẩn thận. Càng là lúc này, càng là không thể khinh thường, đi đến 300 trượng cự ly, còn là không có cái gì nguy hiểm. Mục Vân nghĩ nghĩ, an tâm không ít, như này cái này, đi đến ngàn trượng vị trí. Mục Vân rốt cuộc tại phía trước, đụng đến một cái chướng ngại vật. Là thật hổ thú, cái kia hổ thú, thân thể đủ có cao 9 trượng, dài gần như 15 trượng, toàn thân cao thấp, bộ lông lóe ra tím đen quang mang. Một đôi mắt hổ so chuông đồng còn lớn hơn, chừng lấy chính mình. Cái này là cái gì hoang thú? Lúc này, tím đen bộ lông hổ thú cũng là phát hiện mục vân, không nói hai lời, từ dưới đất đứng dậy, hướng lấy mục vân, từng bước một đi tới. Rõ ràng là lại đi, có thể là hắn tốc độ lại là càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Mục vân không nói hai lời, tăng thêm tốc độ, cũng là hướng lấy tử hắc hổ thú xông ra. Hống, một tiếng gào rít giận dữ, tử hắc hổ thú, miệng há mở, mùi tanh sông vào mũi, mục vân cố nén lấy ác tâm, tay bên trong bất động minh vương kiếm, một kiếm giết ra kiếm đạo chi tâm tam cảnh, tại phối hợp kiếm thần phong một thức, oanh, đạo đạo kiếm khí va chạm đến sóng âm kia hổ khiếu phía trên. Khủng bố tiếng gầm, càn quét mà ra, trong nháy mắt, mục phân cảm giác đến chính mình màng nhĩ tựa hồ cũng muốn nứt ra. Cô nén lấy cảm giác buồn nôn, mục phân từng bước một hướng lấy phía trước bước ra. Đột nhiên nhất khắc, hổ thú tựa hồ bởi vì chính mình một tiếng gào rít giận dữ, không có thể đem mục phân đánh bại mà tâm sinh phẫn nộ. Hắn hổ chảo đột nhiên nhấc lên, sau một khắc, Mục Vân cảm giác đến, chính mình thân thể không gian bốn phía, tựa hồ bị giam cầm. Phô thiên cái địa, vô số hổ chảo hướng lấy trên mặt mình trực tiếp quay qua tới. Bất động minh vương kiếm, lại lần nữa chém ra, oanh long long, kinh thiên động địa oanh minh, triệt để nổ tung. Mục phân thân thể lùi lại mấy trăm trượng, đập tại ngọn núi một bên thạch bích bên trong, một cái chữ lớn lỗ khảm xuất hiện. Làm Mục phân leo ra lỗ khảm thời khắc, nhìn lên trước mắt tử hắc hổ thú, sắc mặt trắng bệch. Mã Đức, đạo phủ thiên quân cấp bậc hoang thú. Cái này một thức va chạm dưới, Mục Vân cảm giác được rõ ràng cái này đại gia hỏa khủng bố chi chỗ. Tuyệt đối không phải đạo vấn cấp bậc hoang thú. Không đánh, không đánh, cái này mới ngàn trượng vị trí, ai biết tiếp xuống, hội là cái gì quỷ đồ vật. Vạn nhất nhảy nhót ra đến đạo tâm hoàng cảnh cấp bậc hoang thú, kia hắn tất có tử kiều kiều. Mục Vân thân ảnh lập tức lùi lại, có thể vừa xuống núi trăm trượng cự ly, xuống núi con đường bên trên, một cái mãng xà hoang thú, cuộn xoáy tại sơn đạo bên trên, ngẩng đầu, thổ lộ lấy lưỡi rắn, nhìn về phía mục phân. Mãng xà thân thể dài tới vài chục trượng, lưu nước một dạng thô, nhìn chằm chằm bộ dáng, để người sợ hãi. Mục phân có thể dùng 100% xác định, vừa mới, hắn lên núi thời điểm, cái này bên trong, không có cái này mãng xà. Đường lui có rắn, đường tiến có hổ, mục phân đột nhiên cảm thấy, thật giống chính mình, bị lừa dối, tiêu lục thiên tiêu cử thiên phụ tử, thật không phải là bình thường người A hắn làm sao có thể tin tưởng không bình thường người lời nói đây nhưng bây giờ không có biện pháp mục vân cắn răng một cái hướng lấy mãng xà sung phong mà đi bất kể như thế nào cách ly sơn đỉnh còn rất xa có thể cách ly sơn hạ không xa a à. kia mãng xà nhìn đến mục vân vào tới to lớn thân thể đột nhiên đằng không mà lên mục vân một kiếm giết ra kiếm thần phong thi triển có thể sau một khắc mãng xà xà vĩ một quét bành mục vân cả cái người lăn lộn mấy trăm lần làm làm quăng lên, tấn mãnh rơi xuống đất. Phốc, một ngụm tiên huyết phun ra, Mục Vân sắc mặt càng tái nhợt. Cái này mãng xà, so vừa mới cái kia hổ thú, càng thêm hung mãnh. Mã Đức, chúng chiêu, Mục Vân bất đắc dĩ mắng một tiếng. Mãng xà này, cũng là đạo phủ thiên quân cấp bậc, lại là viễn siêu hổ thú. Mục Vân biết rõ, nhiều chịu mấy lần xà vĩ quất đánh, hắn chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Không có cách, chỉ có thể lui về đỉnh núi. Từ hắc hổ thú, lại lần nữa xuất hiện, hai mắt sáng ngời có thần, nhìn lấy Mục Vân, tràn đầy chiêu tức. Ngươi đắc ý cái lông, Mục Vân bàn tay cầm kiếm, trực tiếp mắng, kia đại mãng xả sau so ngươi lợi hại nhiều, lão tử trước hết là giết ngươi. Nghe đến cái này lời nói, hổ thú triệt để tức giận, chân trước đột nhiên chạm đất, đại địa phía trên xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Bất động minh vương kiếm lại lần nữa bộc phát ra ông ánh kiếm mang, đạo vấn thất tinh cảnh khí tức tràn ngập tới cực điểm. Kiếm thần phong, một kiếm giết ra thời khắc Mục Vân nháy mắt, thể nội bộc phát ra khủng bố sát khí. Huyết Ngọc Hóa Long Quyết thi triển mà ra, Huyết Linh Long, Sấm Thiên Long, Hóa Thần Long, Thiên Thần Long, bốn đạo ngàn trượng long ảnh gào thét giết ra, mà đồng thời, Mục Vân bàn tay cầm kiếm, kiếm ra như gió, lại là một kiếm trực tiếp chém ra, thương sinh trảm, một kiếm như gió, gào thét không thôi, khủng bố khí tức bộc phát ra đạo đạo trầm thấp mà điếc tai phong thanh. Kiếm thần phong bị hổ thú mãnh trảo trực tiếp chống cự, mà ngay sau đó mục phân toàn thân cao thấp lực lượng bạo phát đến cực hạn bốn đạo huyết long thân ảnh quấn quanh mà ra hổ thú cảm giác đến một tia uy hiếp có thể cũng không phải từ đánh tới bốn cái huyết long thân bên trên cảm giác đến mà là phía sau mục phân kia giết ra một kiếm bên trong phóng thích mà ra toàn thân hắn đẩy lên tím đen bộ lông quang mang càng thêm lóe sáng toàn bộ thân hình từ cao mấy trượng lớn hóa thành trăm trượng cao lớn bành một trảo trực tiếp chụp xuống một đạo huyết long thân thể trực tiếp bị nghiền nát, mà ngay sau đó, hắn hổ vĩ quét ngang mà ra. Bành, lại là một đạo huyết long bị đánh nát, hai đạo huyết long tán loạn, hổ thú lúc này không kịp đi diệt mặt khác hai đạo huyết long. Bởi vì Thương Sinh Trảm ngưng tụ một đạo ngàn trượng kiếm khí, đã chém xuống đến. Chương 5429, cổ quái đường núi. Oanh long long, sơn nhạc ngàn trượng độ cao, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, triệt để vang vọng ra. Thương Sinh Trảm không hề nghi ngờ là viễn siêu phong chi cực kiếm quyết. Dù cho Mục Vân đem phong chi cực kiếm quyết tu luyện tới viên mãn tầng thứ, có thể thương sinh trảm, càn khôn trảm, vạn linh trảm tam thức, là năm đó tại thương lan thế giới, hắn từng bước một đi đến chúa tể đạo cực hạn, một đường sở tu được 13 môn kiếm quyết về sau, lĩnh ngộ mà ra, tự mình sáng tạo tam thức. Này tam thức, theo lấy hắn cảnh giới đề thăng, kiếm đạo con đường điệt ra, hội càng ngày càng mạnh, càng đến càng bá đạo. Cái này là không thể nghi ngờ cự kiếm chém xuống, ngọn núi rung chuyển, kia tử hắc hổ thú, thân thể lảo đảo, phần bụng xuất hiện một đạo lỗ thùng. Tiên huyết cuồn cuộn chảy ra, cái này một kiếm, đối hắn trọng thương không nhỏ, mà lúc này, tiên huyết vị đạo, tựa hồ càng thêm kích thích cái này hổ thú, làm cho hổ thú càng thêm hưng phấn lên. Mục Vân lông mày nhíu lại, đạo phủ thiên quân cấp bậc cường giả, hắn cũng giao thủ qua. Kia trùng cảm giác áp bách mạnh mẽ, cùng trước mắt cái này hổ thú, hầu như giống nhau như đúc. Bất quá kia thời điểm, Mục Vân chỉ là đạo vấn ngũ hành cảnh, lục hợp cảnh cấp bậc. Bây giờ đi đến thất tinh cảnh, hoàn toàn khác biệt. Mà lại cái này hổ thú tuy là đạo phủ thiên quân cấp bậc, có thể cũng chỉ là mới vào tầng thứ mà thôi. Đối hắn, không có quá lớn uy hiếp, càn khôn trảm Mục Vân lại lần nữa xuất kiếm, thương sinh chảm, càn khôn chảm, vạn linh chảm. Cái này ba chiêu uy mãnh, có thể tiêu hao đạo lực tâm thần đều rất lớn, vì đó, Mục Vân cũng không thể thi triển nhiều lần. Có thể bây giờ, Thương sinh chảm có thể đủ đối trước mắt cái này đại gia hỏa tạo thành thương không nhẹ, kia càn khôn chạm càng có thể. Một kiếm nâng lên, Minh Mông Thiên Địa, tựa hồ bị chia làm hai đạo. Một kiếm càn, một kiếm khôn, càn khôn phân cách, lực lượng tàn phá bừa bãi. Một kiếm dừng lại càn khôn Thiên Địa, oanh oanh oanh, chấn thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng ra, khủng bố lực lượng, không ngừng tự ý va chạm, hổ thú thân thể nhận đến kiếm uy áp bách, thân thể bắt đầu lùi lại. Mục vân lại là không có nửa phần sơ suất, lại lần nữa khu kiếm, trực tiếp xung phong mà ra. Mặc dù bây giờ chiếm thượng phong, có thể một ngày cái này hổ thú phản kích, vậy đối với hắn liền là lớn lao uy hiếp. Vạn linh chảm, lại là một kiếm, lại lần nữa giết ra. Khủng bố kiếm uy, từ bốn phương tám hướng, tập hợp một thể. Kiếm khí gào thét ở giữa, phóng xuất ra lệnh người hoảng sợ sát khí. Oanh long long, hổ thú dù cho tại cái này lúc thể hiện ra thân vì mãnh thú khí khái, có thể đối mặt vạn linh chảm cái này một kiếm, vẫn y như cũ là thủy trung bị áp chế, vô pháp phản kháng. Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên, mục phân thể nội khí tức, cũng là không ngừng bạo trướng mà ra. Như này cái này giao chiến hạ, qua hồi lâu sau, phù phù một tiếng vang lên, hổ thú thân thể, ầm vang ngã xuống đất, mục phân đứng vững tại hổ thú thân thể cách đó không xa, thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch. Nàng toàn thân cao thấp, lực lượng tựa hồ cũng là bị rút sạch. Kia hổ thú thân thể, ngã tại đất bên trên, khí tức từng bước tán loạn, thẳng đến cuối cùng, triệt để chết oan chết uổng. Mã Đức, rốt cuộc chết rồi. Mục Vân liền dựa vào tại hổ thú hổ chân bên cạnh, thở hổn hển, sắc mặt mang theo vài phần sống sót sau tai nạn cảm giác. Cái này có thể là so với đạo phủ thiên quân cấp bậc hổ thú, đem hắn chém giết, cơ hồ là để Mục Vân cảm thấy chính mình hơn nửa đầu mạng đều góp đi vào. Có thể phía sau, Mục Vân cũng là vô cùng mừng rỡ. Như thế nói đến, chính mình đạo vấn thất tinh cảnh, có thể cùng đạo phủ thiên quân cấp bậc ganh đua cao thấp rồi. Đương nhiên, Mục Vân cũng cảm giác đến, cái này hổ thú bất quá là mới vào đạo phủ thiên quân cấp bậc, nếu như là đổi lại cái khác đạo phủ thiên quân, dù cho mới vào, như là thiên phú không tầm thường, mình cũng phải quỳ. Lúc này, Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ, khôi phục khí tức. Chân núi, là khẳng định đi không, hắn có thể giết cái này hổ thú, có thể cái kia mãng thú, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Cho nên, chỉ có thể kiên trì lên núi. Hy vọng, không có hoang thú, Mục Vân biết rõ, không quá hiện thực, này núi cao đủ có 9 ngàn trượng cao lớn, đây vẫn chỉ là ngàn trượng cao, ai biết đằng sau, còn hội có cái gì. Nội tâm nghĩ như vậy, Mục Vân cũng là không khỏi mắng, tiêu cử thiên. Tiêu lục thiên, cái này hai cái lão không đáng tin cậy, hắn cái này lần thuần túy là bị hố lên đến, biết rõ sơn có hổ, liền xông vào, có thể phía trước, đến cùng còn có cái gì, Mục Vân cũng không xác định. Như này cái này, Tiếp tục leo núi mà đi, có thể tiếp xuống đường, lại là bình bình tĩnh tĩnh, đi đến 3.000 trượng độ cao. Trên đường đi, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, cái này để Mục Vân không khỏi cảm thấy, lúc trước gặp đến cái kia hổ thú cùng mãng thú, thật giống là ảo giác. Chỉ là một chàng chém giết dưới đến, cần bị lực kiệt cảm giác, hiện tại còn rất rõ ràng, Mục Vân biết rõ, kia cũng không phải ảo giác. Ngưỡng mộ núi cao, Mục Vân đi đến 6.000 trượng độ cao, vẫn y như cũng là 10 phần an ổn có thể càng là an ổn, Mục Vân cảm thấy càng là không đúng. Kết quả là, tại 6.000 trượng độ cao, Mục Vân ngừng lại, khoanh chân ngay tại chỗ, lẳng lặng cảm ngộ. Từng sợi đạo văn, quanh quẩn tại thân thể bốn phía, Mục Vân dùng đạo văn vì chính mình con mắt cùng tay, dò xét lấy con đường phía trước. Ước chừng đi đến 500 trượng độ cao, Mục Vân cảm giác đến đạo văn của mình bị một cỗ lực lượng vô hình cản trở, vô pháp tiếp tục tiến lên chút nào. Nhưng là, tiếp xuống 500 trượng độ cao, cũng rất an toàn, đường núi bên trên cũng không có cái gì quỷ dị tồn tại. Thu nạp tâm tư, Mục Vân tiếp tục xuất phát, 6.500 trượng độ cao, Mục Vân ngừng xuống. Tiếp tục dùng đạo văn vì chính mình con mắt cùng tay. Lại lần nữa dò xét 500 trượng độ cao, Mục Vân lại lần nữa xuất phát. Vòng đi vòng lại, như này đi tới. Cuối cùng, Mục Vân đi đến Sơn Đình, làm Mục Vân hai chân đứng tại Sơn Đình, nhìn lấy bốn phương thiên địa trống rỗng, chỉ cảm thấy giống như đang nằm mơ. Cái gì tình huống? Trừ ngàn trượng độ cao gặp đến cái kia hổ thú cùng cái kia mãng thú bên ngoài, hắn lại cũng không có gặp đến bất kỳ ngăn cản, liền đứng tại cái này sơn đỉnh vị trí. Cái này gần như tại ma huyễn cảm giác, để mục vân sản sinh một chủng hoang đường không thực tế thể nghiệm tới. Chân đạp sơn đỉnh, một thân ảnh, khoanh chân ngay tại chỗ, ngay tại lẳng lặng chờ đợi. Tiêu cửu, không, tiêu lục thiên, nhìn lấy kia đạo thân ảnh, mục vân mắt bên trong mang theo vài phần ngạc nhiên. Cái này ra hỏa, tại sao lại xuất hiện ở đây rồi? Ngươi thế nào mới đến? Tiêu lục thiên mang theo vài phần nghi hoặc, Mục Vân sẽ tại đường núi bên trên tao ngộ giảng thuật một lần, mang theo vài phần khó hiểu, nhìn về phía tiêu lục thiên nói tiền bối, vì cái gì? Liền hai cái cản đường hoang thú, nghe đến cái này lời nói, tiêu lục thiên cười nói ta lúc trước quên mất nói cho ngươi, cái này đường núi bản thân rất có chắc trở, bất quá qua nhiều năm, bị phong cấm này chỗ hoang thú, cơ hồ là chết mất, ngươi có thể dùng yên tâm lớn mật đăng sơn. Nghe đến cái này lời nói, Mục Vân khóe miệng nhảy lên. Cái này ra hỏa, nói ra cái này lời nói, là nghiêm túc sao? Đỉnh núi hoang thú, chết mất rồi, cái này lời nói, không nói sớm. Tiêu Lục Thiên tiếp tục nói, cái này phong cấm nhiều năm, mục nát hơn nửa, dùng ngươi năng lực, giải khai hẳn là không khó. Mục Vân một mặt mộng bức nhìn lấy Tiêu Lục Thiên, lúc trước, ngươi vì cái gì không nói? Sớm cái này nói, hắn khả năng sớm liền đạt đến sơn đỉnh. Bởi vì tao ngộ hổ thú cản đường, cái này một đường đăng sơn, hắn tim đều nhảy đến cổ rồi. Kết quả hiện tại, cái này ra hỏa đến cái này câu nói. Tiêu lục thiên gãi gãi đầu, một mặt chân thành nói, lúc trước, ta quên, không nhớ ra được. chương năm 1430, chết khô vô tận nguyên đạo thụ. Nghe tới cái này câu nói, Mục Vân rất nghĩ trực tiếp một bàn tay quay chết trước mắt cái này tiêu lục thiên. Có thể nghĩ đến nàng chỉ là một đạo ý niệm còn sót lại, đập nát cũng không có cái gì ý nghĩa, Mục Vân còn là nhịn xuống. Tiêu lục thiên tiếp tục nói, nói thực lời nói, hoang thú chết mất, đối người rất có chỗ tốt, ta nghĩ lên đến, lúc trước cái này bên trong hoang thú, cấp thấp nhất đều là đạo phủ thiên quân thực lực, tiếp tục thậm chí là đạo vương, hoàng giả cấp bậc, đế giả cấp bậc, dùng ngươi kia hai cước miêu công phu, chắc chắn phải chết. Mục vân không có mở miệng, hắn đã không nghĩ để ý cái này tiêu lục thiên, tiêu lục thiên lại tiếp tục nói, nhìn đến kia một bên sau, vô tận nguyên đạo thụ. Vô tận nguyên đạo thụ, mục vân nhìn một cái, mơ mơ màng màng ánh mắt ngẩn ngơ làm sao người mắt mù a à, kia không phải sao tiêu lục thiên chỉ chỉ hai người phía trước năm mươi trượng bên ngoài mấy khối nham thạch ở giữa một khỏa nhìn lên đến cao ba trượng vỏ cây dạn nứt thân cây khô tổn nhánh cây đứt quãng thụ mục phân không biết rõ nên không nên gọi là thụ kia hoàn toàn liền là một khỏa thụ chết sau nhiều năm khô tổn bộ dáng thậm chí như không phải tiêu lục thiên điểm danh mục vân cảm thấy cái này liền là giống nham thạch tại phơi gió phơi nắng hạ từng bước diễn hóa thành thụ bộ dáng mà thôi tiêu lục thiên nhìn lấy vô tận nguyên đạo thụ thở dài nói kỳ thực lúc đó cái này quả thụ sống có thể tốt mà lại sở hữu tinh thuần thiên địa pháp tác đạo quy có thể dùng giúp ngươi đột phá vô tận nguyên đạo thụ nguyên đạo quả trợ giúp ngươi bước ra đạo vấn tiếp tục cảnh giới ngưng tụ đạo phủ cụ có không gì sánh nổi thần diệu hiệu quả đặc biệt là ngưng tụ đạo phủ cái này một quả nguyên đạo quả thần diệu vượt qua bất kỳ cái gì vương phẩm đạo đan mục vân nhìn lấy ba trưởng cao cây khô đầy mặt im lặng người nói càng tốt ta càng khó chịu a à. hắn chết ga à. mục vân nhìn lấy tiêu lục thiên xếp bằng ngồi dưới đất giáng dấp không khỏi nói chết rồi liền đừng nói khởi tử hoàn sinh chẳng phải được tiêu lục thiên hoàn toàn thất vọng người có biện pháp tiêu lục thiên lắc đầu người không có cách người nói kia lời thề son sắt làm cái gì người cái này lúc là đậu bỉ sao tiêu lục thiên thở dài nói như là hồng hoang thời kỳ nhất định có thể đem nàng phục sinh lời đến này chỗ tiêu lục thiên đột nhiên nói bất quá người đừng nản trí nha người nhìn đất bên trên mục phân cúi đầu nhìn xem khô mộc hạ mấy khối nham thạch bên trên có lấy một chút khô cạn ấn ký đi ra phía trước mục phân nhẹ nhàng dính lên một chút bụi không khỏi nói cái này là lúc đó này thuộc thành thục kết quả không ít nguyên đạo quả thành thục rơi xuống tại cái này đất bên trên kinh lịch ngàn vạn năm chi lâu thịt quả đã hủ hóa thế nhưng lại còn sót lại một chút nguyên đạo quả bản chất chi khí ngươi có thể dùng thôn vệ ta cảm thấy hẳn là có thể để ngươi tấn thăng vì đạo vấn bát quái cảnh mục vân nhìn nhìn tiêu lục thiên nhìn nhìn đất bên trên những kia ấn ngân xác thực giống là quả ngã trên mặt đất tạo thành vết tích cái này là không có nguyên đạo quả để hắn liếm nguyên đạo quả phấn vụn tốt a à, mặc dù nội tâm kháng cự nhưng nếu là có thể đủ trợ giúp chính mình đề thăng cũng chưa hẳn không thể nhìn đến mục vân nằm tại nham thạch bên trên chuẩn bị đi liếm, tiêu lục thiên kinh ngạc nói, trẻ tuổi người, người tại làm gì? không phải ngươi nói, lưu lại bản chất chi khí vẫn còn, ta hấp thu a. À. tiêu lục thiên một mặt nhìn lấy đồ đần biểu tình, nhìn lấy mục vân, không khỏi nói, hấp thu, không phải ăn, là dựa vào ngươi hiện nay mở ra thất tinh chi khí, cảm ứng cái này nguyên đạo quả bản chất chi khí, hấp thu còn sót lại tại cái này phiến thiên địa lực lượng, giúp ngươi sáng tạo bát quái chi phương, đi đến bát quái cảnh. mục vân ngơ ngác đứng dậy vì chính mình vừa mới xấu hổ tư thế mà âm thầm mắng tiêu lục thiên vài câu. Tiêu lục thiên, tiêu cửu thiên, cái này đối phụ tử, thật là kỳ hoa một đôi. Dự đoán kia tiêu tam thiên, tiêu nhất thiên, cũng không phải cái gì người đứng đắn. Chợt, mục vân khoanh chân ngay tại chỗ, tại hắn thân thể bốn phía, đạo lực vòng quanh, có xu thế hóa thành thất tinh quang đoàn. Thất tinh cảnh, là thiên su, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, giao quang thất tinh gọi chung. Này thất tinh, cùng lục hợp cảnh cũng là thiên thế cụ thể thể hiện đại biểu là minh mông tinh vân thiên địa chi biến thất tinh càng nhiều là gọi chung đại biểu là toàn bộ mà bát quái cảnh bên trong bát quái liền là can khôn chấn tốn khảm ly cấn đoái cái này bát quái đồng dạng là thiên thế đều hiện biểu đạt thất tinh cùng bát quái đều là đối thiên thế tụ hiện vận chuyển có thể đại biểu căn bản bất đồng thất tinh càng giống là đại biểu thiên địa tinh thần bát quái càng giống là đại biểu sơn xuyên đại địa Mục phân cho đến tận này đã minh bạch, võ đạo chi lộ, không quản cái gì các loại cảnh giới, đều là sửa bản thân, sửa thiên địa, sửa đại đạo. Mỗi giai đoạn một bản thân bất đồng, thiên địa bất đồng, đại đạo càng là bất đồng. Lúc đó tiên nhân là tiên đạo, thần nhân là thần đạo, mà chúa tể đạo, cùng với hiện tại đạo, đều là càng cao cấp đạo. Thần đế đạo, Mục phân cảm thấy, hẳn là cái này tân thế giới thiên địa đạo. Thần đế đạo, có lẽ đã là áp đảo thiên đạo phía trên, ít nhất là cùng thiên đạo cân bằng mà đại đạo thần cảnh nói, càng nhiều còn là phụ thuộc vào thiên địa chi đạo hạ. Đại đạo con đường, hắn tu vi vậy, mục vân dẫn động thất tinh tại thân thể bốn phía vòng quanh, mà ngay sau đó, thất tinh bốn phía, có lấy ngàn vạn tiểu tinh ánh sáng. Kia cũng là mục vân đối đạo lĩnh ngộ cùng lý giải. Từng đạo tiểu tinh ánh sáng, dung hợp một thể, tiếp theo tản ra. Mà tại cái này lúc, đất trời bốn phía ở giữa, phảng phất xuất hiện tám đạo phương vị rung động. Theo lấy rung động độ càng đến càng rõ ràng, bốn phương thiên địa, xuất hiện tám đạo quang điểm, là như càn khôn bát quái, kết nối cùng một chỗ, thẳng đến cuối cùng, dùng mục phân làm điểm cuối hội tụ. Cái này nhất khắc, mục phân thể nội khí tức, không ngừng bay lên. Một đạo lại một đạo thư sướng khí tức, quanh quẩn tại hắn thể nội. Mục phân hơi hơi thở ra một hơi, tại cái này lúc cảm giác được rõ ràng, bên trong vùng thế giới này, một cổ khí, hướng lấy hắn thân thể bên trong tiến vào. Kia cổ khí tiến vào, làm cho mục phân thân thể, từ xương cốt đến huyết nhục, lại đến hồn phách, tại kinh lịch lấy hoàn toàn khác biệt khí độ thay đổi. Cái này là một chủng hoàn toàn khác với Mục Vân lúc trước cảm giác đến lực lượng biến hóa. Thất tinh đến bát quái, thiên thế tụ hiện, có lấy như này biến hóa khác. Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần trong suốt, hắn thể nội nói, tại ngưng thực, tại tập hợp, tại thăng hoa. Từng bước, thân thể bốn phía, thất tinh quang mang tiêu tán, lấy mà thay thế, là bát phương quy vị, chấn thủ hắn một phương thiên địa. Có thể trong nháy mắt, Mục vân thân thể ở giữa bát phương sừng vị, lại là lại lần nữa tiêu tán, tiếp theo thay đổi. Hắn thân thể, từ trong ra ngoài, đản sinh ra một đạo lại một đạo lực lượng. Cái này loại cảm giác, thật giống mục vân bản thân, thành một tòa sơn, chân núi, xuất hiện một tòa cung điện. Có thể, cái này vẻn vẹn là bắt đầu, tòa thứ nhất cung điện ngưng tụ ngọn núi về sau, tòa thứ hai lại lần nữa xuất hiện. Kia bát quái chi khí, toàn bộ thu vào cung bên trong. A, à, tiêu lục thiên mở to hai mắt kinh ngạc nói, thất tinh cảnh đi qua bát quái cảnh, cái này là muốn đến cửu cung cảnh. Bát quái phía sau vì cửu cung, đi đến cái này một bước, cự ly đạo vấn đỉnh phong, chỉ kém một bước. Cửu cung cảnh, tại võ giả thể nội, sáng tạo chín đại cung, cái này cung là võ giả đối thiên thế địa thế dung hợp. Đại đạo chi thế, toàn bộ dung hợp cửu cung bên trong. Còn thiếu một chút, mục vân trong lòng cảm giác nặng nề. Chương 5431, người đừng nghĩ. Chợt, quyết định Mục Vân bàn tay hư không một nắm. Lòng bàn tay bên trong, một đạo khủng bố bàng bạc lực lượng, lập tức phóng thích mà ra. Chu Thiên đổ bên trong, Vũ Linh Động, Tấn Hoành, Tấn Khang, Tấn Tuấn bốn người, trực tiếp bị nghiền thành toái phiến. Chu Thiên đổ thế giới, Mục Vân liền là chúa tể hết thảy tồn tại. Bốn người tinh khí thần, bị Mục Vân trực tiếp thôn phệ, làm sạch, dung hợp đến thể nội. Trong nháy mắt, Mục Vân phía sau, hư huyễn chín đạo phương cách ra hiện. Đây chính là cửu cung đều hiện. Nguyên bản Mục Vân hơn 2.000 năm thời gian bên trong, chỉ là dùng đạo vấn lục hợp cảnh, bước vào đạo vấn thất tinh cảnh. Chỉ là cái này đoạn thời gian đến, chu sát không ít hoang thú, hắn đối chính mình đạo lĩnh ngộ rất thấu triệt, kém liền là thiên địa chi khí tưới tiêu. Mà nguyên đạo quả còn sót lại bản chất chi khí, bù đắp cái này một điểm, giúp đỡ dễ dàng đi đến bát quái cảnh. Mà có thể đủ đi đến cửu cung cảnh, liền là Mục Vân 2.000 trong vòng 500 năm tính tu thể hiện chỗ tốt to lớn. Hai tay nắm lấy nắm Mục phân chậm rãi đứng dậy, thất tinh, bát quái, cửu cung, là hoàn toàn bất đồng cảm giác. Hiện tại, Mục phân cảm thấy, chính mình vẻn vẹn là thi triển vẫn tinh thuật, liền có thể trực tiếp một quyền oanh bạo vũ linh động. Phó đạo chi lộ, nói cho cùng, cảnh giới mới là hạch tâm nhất. Nghị cảnh mà phạt, là rất lợi hại, lộ ra rất bất phàm, có thể trung quy là rất mệt mỏi. Cảm giác như thế nào? Cửu cung, dung nạp thiên thế địa thế nhân thế, xác thực phi thất tinh cảnh cùng bát quái cảnh có thể so sánh với nghe đến cái này lời nói tiêu lục thiên cười ha hả nói cái này là cái lông không đến đạo phủ cuối cùng là sâu kiến mục vân không thèm để ý đại đạo thần cảnh chín đại cảnh giới đi đến đạo phủ mới tính là đăng đường nhập thất cái này một điểm mục vân tự nhiên biết rõ có thể đạo phủ nghĩ đến liền có thể tới sao hắn có thể không nghĩ chính mình tại mỗi nhất trọng cảnh giới để thăng bên trong có thiếu hụt lưu xuống dẫn đến tự thân thực lực tấn thăng nhận đến cực lớn hạn chế từ đạp vào đạo vấn đến hiện tại Mục Vân cảm thấy, cái này một đại cảnh giới đề thăng, thật mang cho hắn rất nhiều lĩnh ngộ. Cái này đạo trụ, đạo đài, đạo hải ba đại cảnh giới, là hoàn toàn bất đồng thể nghiệm. Đúng tiền bối, người vừa mới nói, cái này vô tận nguyên đạo thụ, có thể dùng khởi tử hoàn sinh, như thế nào mới có thể khởi tử hoàn sinh. Mục Vân nhìn lấy chết khô cổ thụ, ánh mắt mang theo mấy phần ý động. Người đừng nghĩ, tiêu lục thiên khoát tay một cái nói, người có thể biết rõ, từ xưa đến nay, thiên địa xương sống, đệ nhất thụ, là vật gì thế giới chi thụ a à, người thế mà biết rõ tiêu lục thiên ngẩn người toàn tức nói thiên địa xương sống thế giới chi thụ liền có thể cứu sống cái này vô tận nguyên đạo thụ tiêu lục thiên một mặt cao thâm mà chắc biểu tình từ từ nói thế giới chi thụ là vạn mộc chi căn vạn thụ bản sự đản sinh thế giới lực lượng có lấy huyền diệu khó lường lực lượng lời đến này chỗ tiêu lục thiên nhìn lấy đi đến nham thạch một bên bắt đầu đục vái những kia nham thạch mục phân một mặt mộng bước nói ngươi làm gì cái này thụ, ta muốn, Mục Vân vui tươi hớn hở nói, tiền bối không nói sớm, thế giới chi thụ có thể dùng tài bồi vô tận nguyên đạo thụ, ta có A. Người có cái gì, thế giới chi thụ A, Mục Vân hiện tại thật rất kích động, hắn rất nghĩ gặp đến chính mình phụ thân, không kịp chờ đợi hô một tiếng, ba ba. Mục Thanh Vũ là thật ba ba A, bích lạc hoàng tuyền đồ cùng chư thần đồ quyển kết hợp mà thành. Cái này nhiều ít vạn năm qua, này đồ cùng hắn kết hợp một thể mà Chu Tiên Đồ bên trong thế giới chi thụ, càng là từ tiểu tiểu cây giống, thành bây giờ 10 vạn mét cao thần thụ. Phía trước Mục Vân không có cảm thấy thế giới chi thụ có cái gì kỳ diệu. Chỉ biết, Chu Tiên Đồ bên trong, kết hợp thế giới chi thụ đản sinh thế giới lực lượng, cùng Chu Tiên Đồ bên trong các chủng lực lượng, hỗn hợp mà thành vạn nguyên lực lượng, cực kỳ bá đạo. Có thể dùng đạo quyết thi triển, vạn nguyên lực lượng, vô pháp khu động. Hắn nắm một khối hoàng kim, hoàng kim không xài được thế giới chi thụ đản sinh thế giới lực lượng, đối hắn tu hành cũng không có bổ ích, chỉ là trợ giúp hắn sáng tạo chu tiên đồ thế giới. Nhưng bây giờ, chu tiên đồ bên trong, cấy ghép ba khỏa vô tướng thụ, kia ba khỏa vô tướng thụ, được thế giới chi thụ đản sinh thế giới lực lượng, khỏe mạnh trưởng thành. Mà trước mắt cái này có thể chết khô vô tận nguyên đạo thụ, cũng có thể dùng thế giới chi thụ lai like xứ hắn khởi tử hoàn sinh. Diệu A, Mục Vân rốt cuộc có một loại cảm giác, chính mình gặp đến thiên địa, lớn, gặp đến đồ vật, cuối cùng là có thể đủ lợi dụng tự thân một chút pháp bảo. Mục Vân đem từng khối nham thạch đánh nát, cẩn thận từng ly từng tí, đem chết khô vô tận nguyên đạo thụ bốn phía trong phạm vi 10 trượng mặt đất, trực tiếp đào ra. Ba trượng cao cây khô biến mất, ngay sau đó, Chu Tiên đồ bên trong, vô tận nguyên đạo thụ xuất hiện. Mục Vân đem vô tận nguyên đạo thụ trồng ở thế giới chi thụ bên cạnh. Từng sợi thế giới lực lượng tràn vào đến vô tận nguyên đạo thụ bên trong. Ngay sau đó, Mục Vân liền là phát hiện, kia héo uốn nứt ra thân cây vị trí lại là có một tia xanh mơn mởn quang mang lóe lên thật được mục phân kích động nghĩ la to bàn cổ linh bình tiên tiên hai người cũng là ánh mắt nhìn tới mục chủ cái này là vô tận nguyên đạo thụ mục phân kích động giải thích nói có thể dùng kết xuất nguyên đạo quả trợ giúp sáng tạo đạo phủ hắn nhanh đến đạo phủ thiên quân cảnh giới có này thụ đến thời điểm sáng tạo đạo phủ tuyệt đối có thể tốc độ thêm nhanh không ít sơn đỉnh. Nhìn đến vô tận nguyên đạo thụ biến mất, Tiêu Lục Thiên biểu tình kinh ngạc. Không khả năng A, à, thế giới tri thụ sớm liền bị đánh sụp đổ, lại cũng không tồn tại thế giới tri thụ. Mục Vân nghe đến cái này lời nói, mỉm cười nói, tân thế giới, tân khả năng, hết thảy đều là có khả năng. Mục Vân lập tức nói, tiền bối, nói cho ta như thế nào mở ra phong cấm đi, ta đem Tiêu Cửu Thiên cứu ra, người Tiêu ra nhất mạch, cũng có thể một lần nữa làm vinh dự. Tiêu Lục Thiên chỉ chỉ phía trước, nói trước vách đá phong cấm hạch tâm đầu mối then chốt người dựa theo ta nói giải khai liền được mục phân gật gật đầu hắn bước chân bước ra đi đến đỉnh núi một bên sơn đỉnh vị trí ba mặt vắng vẻ có thể phía trước kia mặt lại là có một tòa vách đá vụt lên từ mặt đất vách đá cao trăm trượng giống như một chuôi kiếm đâm thẳng thiên khung tiêu lục thiên mở miệng nói cái này là hạch tâm đầu mối then chốt phong cấm chân chính cửu cấp đạo trận bất quá thời gian quá lâu hư hao bảy tám phần người dựa theo ta nói, phá giải phong cấm không khó. Mục Vân nhìn lấy vách đá, cẩn thận cẩn thận, xét thấy tiêu lục thiên, tiêu cửu thiên phụ tử thần kinh chất, Mục Vân cảm thấy, chính mình vẫn là không thể hoàn toàn tin tưởng. Tụ đạo văn, mở đạo bình, tán thiên thế, ngưng địa thế. Tiêu lục thiên một hơi thở nói hơn ngàn chữ, chờ hắn nói xong, nhìn lấy Mục Vân đứng ở một bên, không nhúc nhích, tiêu lục thiên không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi làm gì đâu. Tiền bối, ngươi vừa mới nói, là có ý gì, cái này lời nói ra, tiêu lục thiên càng sướng sờ. Ngươi không phải đạo trận sư sao? Đúng vậy a, à, ngừng tụ đạo văn, tám vạn phía trên. Kia ngươi không hiểu, không hiểu, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, chỉ có sơn đỉnh lệ phong, gào thét mà qua. Mục vân là thật không có nghe hiểu, hắn đi đến đại đạo thần cảnh về sau, tu hành đạo trận một đường, chủ yếu liền là dùng được đến đạo trận thủ chát làm căn bản. Đạo trận thủ chát bên trong ghi lại lấy liên quan một cấp nhị cấp tam cấp tứ cấp đạo trận, trọn vẹn mấy ngàn trùng không ngừng, còn có một chút ngũ cấp đạo trận ghi chép. Có thể, vừa mới tiêu lục thiên nói, hắn một điểm nghe không hiểu. chương năm 1432, người cha có lời nói. Qua một hồi lâu, tiêu lục thiên cúi đầu nhìn nhìn mặt đất, lại là nhìn nhìn mục vân. Biểu tình kia phảng phất là đang nói, người tại đùa ta. Mục vân đón lấy tiêu lục thiên ánh mắt, phảng phất cũng là đang nói, người tại đùa ta đi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trang diện ngược lại là hiện ra vẻ lúng túng. Tiêu Lục Thiên từ từ nói: Đạo trận một đường cùng đại đạo thần cảnh võ giả tu hành đề thăng đồng dạng võ giả là dùng đạo lực làm căn cơ, đạo trận là dùng đạo văn làm căn cơ. Người đã là đạo trận sư, kia phía trước tiếp xúc qua từng cái tầng thứ đẳng cấp trận pháp là minh bạch, bất đồng thiên địa, bất đồng trận văn, sở hữu bất đồng huyền diệu. Mục Phân gật gật đầu, nghiêm túc nghe. Tiêu Lục Thiên kết quả là tiếp tục giảng thuật lên đến. Rất nhanh, Mục Phân cũng là ngồi tại đất bên trên cùng Tiêu Lục Thiên một đạo cùng nhau thảo luận trên thực tế phần lớn là tiêu lục thiên đang nói, Mục Vân tại nghe. Hai người cái này trò chuyện, không biết rõ đi qua nhiều lâu thời gian. Cái này để Mục Vân, tại đạo trận một đường, lại có rất nhiều tân nhận biết. Những năm gần đây, Mục Vân từng bước một từ một cấp đạo trận sư tăng lên tới tứ cấp đạo trận sư, hoàn toàn là dựa vào lấy đạo trận thủ chát ghi chép. Ban đầu, gặp đến không minh bạch, chính mình trầm tư suy nghĩ, các chủng thí nghiệm. Hơn nữa còn có thể đủ cùng vân các bên trong đạo trận sư nhóm, lẫn nhau thảo luận có thể là sau đến đi đến tứ cấp cấp bậc có thể cùng hắn thảo luận đạo trận sư liền cực ít có chút người thậm chí không có hắn hiểu được hơn nhiều một đường sờ soạng lần mò đi đến tứ cấp đạo trận sư cái này trong đó mục vân đi không ít đường quanh co bây giờ rất nhiều nghi vấn một lần nói ra tiêu lục thiên cũng là nghiêm túc giải đáp tốt tốt hiện tại phá trận đi đi tiêu lục thiên cuối cùng khoát tay một cái nói người cái này ra hỏa ta đề nghị người tốt nhất vẫn là tìm một phương thế lực học tập một chút đạo trận tự mình tìm tòi được đến cố nhiên khắc sâu ấn tượng có thể vô duyên vô cớ đi kia nhiều đường quanh co ngược lại là chậm trễ chính mình tu hành mà lại một cấp đến tứ cấp đạo trận người có thể dùng đi đường quanh co nhưng là đi đến ngũ cấp đạo trận cấp bậc cũng liền là vương đạo trận người thành vì vương đạo trận sư lại đi đường quanh co khả năng hội đối chính mình tu hành đều tạo thành cực lớn ảnh hưởng nghe đến cái này lời nói mục phân gật gật đầu sau đó nói tiền bối, lại tán gẫu hội. Tán gẫu người cái trùy, tiêu lục thiên hừ hừ nói, lão phu đây chỉ là một đạo tàn niệm còn sót lại mà thôi, chống đỡ không nổi, nhanh chóng phá cấm, cứu ta nhi tử thoát thân. Mục vân một mặt vẫn chưa thỏa mãn biểu tình, phe này nói chuyện, tương đương với hắn trăm năm khổ tu A. Như là là tiêu lục thiên bị phong cấm, tiêu cửu thiên là lão tử liền tốt. Mục vân đứng dậy, đi đến vách núi trước, hắn thân thể bốn phía, hơn vạn đạo đạo văn, không ngừng ngưng tụ mà ra, mấy vạn đạo đạo văn, trải tản ra tới. Sau đó, liền là dựa theo tiêu lục thiên nói, một bước một dấu chân, phá giải phong cấm. Mục vân có thể đủ cảm giác đến, trước mắt phong cấm, xác thực là cường đại. Giống như một vũng hải dương, mà hắn ngưng tụ đạo văn, liền giống là một đầm nước ao. Có thể là cái này một vũng hải dương, đã khô cạn, vì đó hắn mới có thể thử nghiệm phá giải. Nếu như, cái này một vũng hải dương là tràn đầy trạng thái, kia hắn đại khái tỷ lệ là muốn thất bại, cuồn cuộn mà ra đạo lực, tại lúc này ầm vang bạo phát. Vách tường mặt ngoài, quang mang bắn bốn phía, tiêu lục thiên mở miệng nói, được rồi, ra ngoài đi. Nhìn về phía mục vân, tiêu lục thiên chân thành nói, ra ngoài nói cho ta kia nhi tử, đại kiếp đã qua, tân đại kiếp có lẽ đã đản sinh, có thể hay không sống sót đi, liền nhìn chính mình, cái này lần, hắn lão tử, hắn lão tử lão tử, hắn lão tử lão tử lão tử, bảo hộ không được hắn. Mục vân không người thi lễ, tiêu lục thiên bàn tay vung lên, mục vân sau một khắc, đã là xuất hiện ở tháp cao bên trong. Chống trải tháp cao, lẻ loi chơi trọi bức tranh, làm mục vân xuất hiện, kinh nghỉ thanh âm đột nhiên vang lên, là được rồi. Ừm, cái này lúc, vách tường bên trên bức tranh, bỗng nhiên bay lên. Ngay sau đó, trong bức tranh, tiêu cửu thiên thon dài dáng dấp, xuất hiện tại mục vân trước mắt. Hắn dáng dấp thon dài, tóc dài trải vuốt chỉnh chỉnh tề tề, khuôn mặt tuấn tú, một đôi mắt, có lấy quang mang lóe lên. Đứng chắp tay ở giữa, đứng vững tại mục vân thân trước, rất có một chủng thế gia quý tộc khí chất. Bất quá, hắn thân thể là lộ vẻ hư huyễn, cái này là hồn phách thể, nhục thân đã không tại, dễ chịu a. À. Tiêu cửu thiên nhịn không được rũi ra lưng mỏi, nhìn về phía Mục Vân, hé miệng cười nói cái này phần ân tình, ta nhớ xuống. Mục Vân tiếp theo nói, người cha có lời nói, người thế nào mắng chửi người đâu, ta là nói, người phụ thân, có chuyện để ta mang cho ngươi chợt mục vân đem tiêu lục thiên kia đoạn lời nói ra tiêu cửu thiên nhếch miệng cười nói lão gia hỏa còn tính có lương tâm trước khi chết thời điểm biết rõ bảo hộ ta ngươi không có một chút bi thương sao vì cái gì muốn bi thương tiêu cửu thiên lại là không khỏi cười nói ngươi có thể biết rõ lúc đó trận chiến kia chết nhiều ít người đạo vương như cá giết sang sông một dạng bị tiến lên chiến trường liên miên liên miên chết cho dù là đạo tâm hoàng cảnh đạo thiên đế cảnh khả năng một chỗ chiến trường cũng là sẽ chết hàng ngàn hàng vạn. Chết rồi, chưa chắc không phải một chủng giải thoát đâu. Nghe đến cái này lời nói, Mục Vân một lúc ở giữa lại là không biết rõ nên như thế nào hồi đáp. Người phụ thân dạy dỗ ta rất nhiều liên quan đến đạo trận tiến giai con đường, ta cứu ngươi, chúng ta tính hòa nhau, cáo từ. Nói, Mục Vân xoay người rời đi, đừng đi đừng đi, nhưng vào lúc này, tiêu cửu thiên lại là thân thể rút vào tranh bên trong, bức tranh cuốn lên, trực tiếp áp vào Mục Vân lưng bên trên đi ra cửa tháp, cảm giác đến lưng bên trên bức tranh, mục phân sững sờ. Ngươi làm gì, trái phải ta cũng không chỗ có thể đi, hiện tại đều đi qua nhiều năm như vậy, ta đối với ngoại giới cũng không hiểu rõ. Tiêu cửu thiên chân thành nói, ta cùng ngươi cùng nhau, nhìn nhìn thế giới bên ngoài. Mục phân nhìn nhìn phía sau bức tranh, thân bên trên sau lưng cái nam nhân, cái này như cái gì lời, ngươi có thể hay không đổi chỗ ở lấy. Tiêu cửu thiên nghe đến cái này lời nói, cuốn lên bức tranh, trực tiếp áp vào mục phân ngực, Ngươi còn là tại sao lưng ta trở lấy đi, tiêu cửu thiên im lặng nói, người sự tình thật nhiều. Bức tranh cuối cùng còn tại đeo nghiêng tại mục vân sau lưng, bức tranh hai đầu, xuất hiện hai cái dây nhỏ, liên tiếp tại mục vân trước ngực. Một thân mặc y mục vân, cái này dạng nhìn lên đến, ngược lại là càng nhiều mấy phần người đọc sách khí chất. Càng nho nhã, tiêu cửu thiên mỉm cười nói, tân thế giới, tặt tiêu cửu thiên, đến rồi. Mục Vân có thể cảm giác được tiêu cửu thiên vui sướng. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể hiểu, đổi lại là hắn, bị đóng hơn ức năm thời gian, chỉ sợ cũng hội không kịp chờ đợi. Mục phân, mục phân, liền tại cái này lúc, Cung điện bên trong, một thân ảnh, chạy nhanh đến. Chính là tạ thư thư, tuyệt tuyệt, cái này nữ nhân thật đẹp nha, tiêu cửu thiên thanh âm tại mục phân não hải bên trong vang lên. Mục huynh đệ, tạ thư thư đi đến mục phân thân trước, thờ hồn hển nói, ra sự tình, ra sự tình. Ra cái gì sự tình rồi? Mục phân nhìn đến tạ thư thư, một mặt im lặng biểu tình, người mấy cái nhân tình đánh lên rồi. Cái này lời nói ra, tạ thư thư một mặt vẻ mặt u oán nhìn về phía mục vân. Qua, ta cảm thấy, ta yêu đương, tiêu cửu thiên thanh âm lại lần nữa vang lên. Hắn là nam nhân, quẹ, tạ thư thư nghe đến mục vân, cũng là sướng sờ, toàn tức nói, không phải, là. Long huyền chính cùng Mỹ Nhi, bị thương huyền thiên tông người bắt lấy. chương năm 1433, lại một vị gia nhân. Lời này vừa nói ra, Mục Vân khẽ giật mình, Thương Huyền Thiên Tông, cái này lại là cái gì thế lực? Tạ Thư Thư lúc này nói, Thương Huyền Thiên Tông là Thương Huyền giới Hoàng Kim cấp thế lực. Hoàng Kim cấp thế lực, Tiêu Cửu Thiên kinh ngạc nói, không đúng, Thương Huyền Thiên Tông ta biết rõ a, à, năm đó là một phương kim cương cấp thế lực, mặc dù cũng rất yếu gà. Mục Vân hừ lạnh nói, người ngậm miệng, nghe đến cái này lời nói, Tạ Thư Thư lại là sướng sờ, nhìn về phía Mục Vân, kinh ngạc nói, Mục huynh, ngươi, ta không phải nói ngươi. Mục Vân một mặt áy náy, Tiêu Cử Thiên Thanh Âm lại lần nữa vang lên nói: người dám nói ta, ta giết ngươi. Ta chính là nói ngươi. A, à, Tạ Thư Thư lại là sướng sờ. Thế nào? Cảm giác Mục Vân có chút thần kinh chất rồi. Mục Vân nhìn về phía Tạ Thư Thư, bất đắc dĩ nói: Ngươi chờ một chút. Xoay người, Mục Vân ý niệm truyền âm nói: Ngươi có thể hay không ngậm miệng? Tiêu Cử Thiên Thanh Âm một mực tại chính mình não hải bên trong vang lên, để hắn cảm giác chính mình phân liệt như vậy. Tiêu cửu thiên khẽ nói, ta tuy bị phong cấm ước năm, có thể biết rõ sự tình rất nhiều, người để ta ngậm miệng, người đối thập pháp thế giới hiểu rõ không? Cái kia cần người nói chuyện thời điểm, người lại nói tiếp. Tiêu cửu thiên hừ hừ nói, ta tận lực đi, thở ra một hơi, mục phân xoay người lại, nhìn về phía tạ thư thư, lại lần nữa hỏi, thương huyền thiên tông người nào? Tạ thư thư vừa muốn hồi đáp, mục phân lần nữa nói, vừa đi vừa nói. Đường bên trên, tạ thư thư giảng thuật hoàn chỉnh, mục phân cũng là minh bạch. Cái này tòa di tích cổ chỗ bên trong, bọn hắn ban đầu một đám người tiến vào về sau, lại có người đến nơi. Long huyên ngọ, Long huyên mỹ mấy người, tìm tới một chỗ tốt địa phương, phí kinh, mở ra phía sau, đúng lúc bị thương huyền thiên tông một vị đệ tử đụng đến. Kia đệ tử ỉ vào thân phận, ngang ngược yêu cầu bọn hắn đem được đến đồ vật đưa cho hắn. Long huyên ngọ kia bạo tính tình, tự nhiên không chịu nhường cho, đem kia đệ tử hành hung một trận. Kết quả kia đệ tử chạy, mang đến trợ thủ của mình, thương huyền thiên tông, một vị cực kỳ nổi danh đệ tử, huyền ưng. Huyền ưng tuổi còn trẻ, đã là đạo phủ thiên quân cảnh, Long huyền ngọ đi đến đạo vấn cửu cung cảnh, có thể căn bản không phải huyền ưng đối thủ. Long ra mười mấy người, bị giết mấy người, còn thừa mấy người đều bị huyền ưng một đoàn người cho bắt. Cái này di tích cổ một chút địa phương ngược lại là rất nguy hiểm, huyền ưng để Long ra người, cho hắn dò đường. Tạ thư thư đương thời không cùng Long Huyên ngọ mấy người cùng một chỗ. Cũng phải thua thiệt không có cùng một chỗ không phải hiện tại cũng bị bắt minh bạch đại khái tình huống mục phân không khỏi nói người cái này ra hỏa chạy dự đoán lại đến bị long huyên ngọ chế nhạo một trận lời này vừa nói ra tạ thư thư ngẩn người lập tức nói cái này đều không trọng yếu không trọng yếu nhanh chóng cứu cứu mỹ nhi tạ thư thư mặc dù lạm tình có thể đối chính mình nữ nhân xác thực là rất quan tâm cái này một điểm mục phân cảm thấy tạ thư thư cùng hắn là đồng đạo bên trong người đương nhiên hắn không có tạ thư thư kia không muốn mặt Long huyền Mỹ, Nam Như Tuyết, Hoa Quân Trúc, cái này mới ba cái, không có gặp đến, khả năng càng nhiều. Bốn giới chỗ, chỉ sợ tạ thư thư nhân tình, đến có mười mấy cái, khả năng còn không chỉ. Tiêu Cửu Thiên cũng là nghe xong hết thảy, cắt một tiếng nói thương huyền thiên tông, năm đó cũng không qua là một phương kim cương cấp thế lực, trường quản một giới, vẫn chỉ là chung giới, hiện tại môn nhân đệ tử, thế mà cũng dám ỷ thế hiếp người. Kia các người tiêu ra đâu, từ tiêu nhất thiên, tiêu tam thiên, tiêu lục thiên, tiêu cửu thiên cái này mấy đời người nhìn lên đến, tiêu ra tại cái này thập pháp cổ giới, hẳn là cũng không phải lặng lẽ không nghe thấy. Tiêu cửu thiên đắc ý nói, ta tiêu ra, ai, lời nói một nửa, tiêu cửu thiên thở dài nói, không đề cập tới cũng được. Phụ thân, tổ phụ, tăng tổ phụ đều không có, liền còn lại hắn một cái, còn nâng chuyện này để làm gì. Nói lời nói ở giữa, tạ thư thư mang lấy mục phân, đi qua từng tòa cung điện, đi đến phía sau vị trí. Cung điện phía sau, là một phiến dãy núi chạy dài ra. Không qua tại cái này sơn mạch ở giữa, mơ hồ có thể thấy, có lấy không ít tháp cao, lầu các đỉnh, tại cổ lão giữa núi rừng, như ẩn như hiện. Tạ thư thư mang lấy mục vân, hướng lấy chỗ sâu mà đi. Đi ngang qua một tòa chân núi thời điểm, thư thư, một đạo kinh hỉ thanh âm, đột nhiên vang lên, thanh âm vang lên, một thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, rơi đến tạ thư thư thân trước. Một làn gió thơm, xông vào mũi, kia đạo thân ảnh, trực tiếp nhào tới tạ thư thư ngực bên trong. Cái này lúc, mục vân lông mày nhíu lại, lui ra phía sau mấy bước. Kia đạo đầy đặn dáng dấp, thân thể thướt tha, nhiều một phần thịt liền là mập, thiếu một phần thịt, liền là hội khuyết thiếu mấy phần duy mỹ. Mục vân định thần nhìn lại, hảo gia hỏa có ý tứ, cái này lúc là hạ cổ vực, thành đồng cấp thế lực cửu tinh môn cái kia thiên tài nhân vật hoa quân trúc sao. Lần này, thật có ý tứ, hoa quân trúc có thể là cửu tinh môn thiên tài. Long Huyền Mỹ là Long gia tộc trưởng chi nữ, thiên phú cũng cực tốt. Cái này hai nữ đều là tạ thư thư nhân tình. Mà bây giờ, đi nghĩ cách cứu viện Long Huyền Mỹ đường bên trên, đụng đến Hoa Quân Trúc. Tạ thư thư, xong đời rồi, cảm thụ lấy ngực bên trong mùi thơm, tạ thư thư ngắn ngủi say mê trong đó, chợt nghĩ đến Mỹ Nhi còn chờ lấy chính mình cứu. Thư thư, Hoa Quân Trúc nhìn về phía tạ thư thư, kích động gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hận không thể kéo lấy tạ thư thư liền tiến vào trong rừng cây nhỏ dùng giải nỗi khổ tương tư chỉ là nhìn đến bên cạnh có người hoa quân trúc không bỏ được buông ra tạ thư thư vội vàng hỏi ngươi vì cái gì một mực không đến tìm ta nói tốt cùng ta một đạo lịch luyện cái này lời hắn long huyền mỹ không phải cũng là nói như vậy sao mục vân nội tâm không phản bác được có thể tạ thư thư cái này lúc lại là vuốt vuốt chính mình eo hắn cũng nghĩ nhưng là vừa thấy mình các gia nhân kia từng cái như lang như hổ hắn eo, chịu không được. Cái này đoạn thời gian cùng với Long Huyên Mỹ, kia mỗi ngày đều bị ép khô. May mà Long Huyên ngọ tại, thỉnh thoảng sẽ xem chừng Long Huyên Mỹ, nếu không thì, hắn cũng đủ sặc. Thanh Hoàng Sơn mạch to lớn như thế, ta nghĩ tìm ngươi, làm gì được một mực không tìm được ngươi. Ngươi lừa người, Hoa Quân Trúc cáu giận nói, ta cho ngươi đưa tin Ngọc Thạch, cách nhau chăm dặm, liền có thể lẫn nhau truyền lại tin tức, ta một mực cho ngươi truyền lại tin tức, ngươi căn bản không có hồi ứng ta. A, à, Tạ thư thư ngẩn người, cái này lúc là một mực lo lắng đến Long Huyên Mỹ an nguy, một thời gian quên. Cái này vị là, hoa quân Trúc cái này mới nhìn đến Mục Vân. Tạ thư thư vội vàng nói, Mục Vân, là ta quá mệnh huynh đệ. Hoa quân Trúc cười cười, nhìn về phía Mục Vân, không người nói, đã là thư thư huynh đệ, đó chính là ta hảo bằng hiếu, tại hạ hoa quân trúc ra từ hạ cổ vực cửu tinh môn. Mục Vân chắp tay, nội tâm lại là oán thầm, người bây giờ nói ta là người hảo bằng hiếu, như là biết rõ, người say mê mê luyến thư thư, nhân tình mấy cái, người sợ liền liền cảm thấy đến ta cùng hắn, là đang đổ lãng tử. Thư thư, người cái này là đi chỗ nào? Hoa quân trúc lúc này hỏi, vừa tốt gặp đến ta, chúng ta cùng nhau tại cái này di tích cổ bên trong nhìn nhìn, ta hiện nay đã tới đạo vấn thập phương cảnh, này chỗ rất nhiều huyền diệu, ta phát hiện một chỗ tốt địa phương, ta chính là tại chỗ đó để thăng. Nghe đến cái này lời nói, tạ thư thư vội vàng nắm chặt giai nhân thon dài 10 ngón, âm tình nói Trúc Nhi, ta muốn đi cứu người. Trường năm 1434, bốn thành nắm chắc. Cứu người, cứu người nào, hoa quân Trúc Kinh ngạc nói, người đại tỷ, người tiểu muội đều so ngươi lợi hại, các nàng gặp đến nguy hiểm rồi. Kia cũng không tới phiên ngươi cứu A, à. tạ thư thư nghe đến cái này lời nói, sắc mặt chướng hồng. Hắn phụ thân tạ khôn thạch, là tạ gia tộc trưởng một vị chân chính đạo vương cường giả. Phụ thân tổng có ba cái hài tử, đại tỷ tạ thư Nhi hắn tạ thư thư, cùng với tiểu muội tạ thư hương, ừm, liền là cái kia, nhịn không được bò đến hắn giường bên trên, bị phụ thân một trận dậy bảo tiểu muội Ba người bên trong, đại tỷ cùng tiểu muội thực lực, đều so hắn càng lợi hại. Tựa hồ cảm thấy chính mình lời nói đâm bị thương đến tạ thư thư, hoa quân trúc vội vàng nói, thư thư, ta không phải ý tứ kia. Ta biết rõ, tạ thư thư thâm tình nắm chặt hoa quân trúc ngọc thủ. Ta hiện nay đã là đạo vấn thập phương cảnh, người muốn cứu người nào, ta cùng đi với ngươi, Hoa quân trúc hân nhiên vui sướng, có thể tạ thư thư nghe đến cái này lời nói, lại là sắc mặt khó coi. Cùng nhau, cùng nhau đó không phải là đụng vào Long Huyên Mỹ. Đến thời điểm, chính mình ao cá bên trong hai đầu cá mập đụng đến, còn không phải lẫn nhau cắn xé một trận. Không được không được, tuyệt đối không được, có thể là trước mắt, đụng đến hoa quân trúc, thế nào điều đi hoa quân trúc. Tạ thư thư một mặt cầu trợ biểu tình nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân trực tiếp truyền âm nói cái này còn không đơn giản trực tiếp nói cho nàng, người cùng Long Huyền Mỹ quan hệ. Đương nhiên không được, tạ thư thư lập tức cử tuyệt, nói cho hoa quân trúc, kia tuyệt đối chết mất, mục phân cũng là không có cách, lập tức nói thời gian không nhiều. Đi trễ, khả năng Long Huyên ngọ cùng Long Huyên Mỹ. Hội bị Huyền ưng giết, tạ thư thư sắc mặt khó coi, Long Huyên ngọ chết ngược lại là không có gì, có thể Long Huyên Mỹ như là chết rồi. Người nào, Huyền ưng, thương Huyền Thiên Tông Huyền ưng, hoa quân trúc biến sắc, lúc này nói thư thư người hiện nay chỉ là đạo vấn thất tinh cảnh như thế nào hội là huyền ưng đối thủ mà lại người tạ gia cùng long gia đều tại bắc long vực bên trong nam bắc đối lập long huyên ngõ cùng long huyên mỹ như là chết rồi tương lai long gia dòng chính nhất định không bằng người tạ gia các người tạ gia nhân cơ hội này có thể dùng phản kích long gia thành vì bắc long vực duy nhất thanh đồng cấp thế lực cái này chẳng phải là chuyện tốt ngươi vì cái gì còn muốn bốc lên sinh mệnh nguy hiểm đi cứu bọn hắn huynh muội tạ thư thư biểu tình sướng sờ, cái này, làm cái gì hồi đáp, mục vân lập tức nói, thư thư huynh, người nói cho ta bọn hắn tại chỗ nào, ta trước đi đi. Mục vân công tử, hoa quân trúc lại là vội vàng nói, kia huyền ưng, tại thương huyền thiên tông bên trong, tính không được đỉnh tiêm thiên tài nhân vật, có thể là có nhất định thiên phú, tuổi còn trẻ, đi đến đạo phủ thiên quân, liền có thể nhìn ra một hai, ngươi. Chưa đến đạo phủ thiên quân, đi chỉ sợ cúng, tự tìm đường chết, mục vân chắp tay nói, Hoa cô nương nói, ta cũng biết rõ, chỉ là ta cùng Long Huyên Ngọ, Long Huyên Mỹ là cực tốt bằng hiếu. Nghe đến cái này lời nói, Hoa quân trúc nội tâm kinh ngạc. Vì bằng hiếu, dám dùng đạo vấn thần cảnh, đi đối kháng đạo phủ thiên quân, cái này mục phân, nhân phẩm không sai. Tạ thư thư có thể đủ nhận thức cái này dạng người, thật là hảo vận khí. Đã thư thư muốn đi, ta với các ngươi cùng nhau đi, dùng ta thập phương cảnh tu vi, tuy vô pháp chiến thắng kia huyền ưng, có thể là chống cự một hai còn là có thể dùng. Hoa quân trúc chân thành nói, hai người các ngươi đi, nhất định chỉ có thể mất mạng, ta với các ngươi cùng nhau, ngược lại là có thể dùng chuẩn bị một hai, cơ hội có thể tăng gắn không ít. Nghe đến cái này lời nói, mục phân ngược lại là nhìn cao cái này hoa quân trúc một mắt. Không thể không nói, tạ thư thư nhân tình không ít, có thể cho đến tận này, tiếp xúc đến Long huyên Mỹ, hoa quân trúc, đối tạ thư thư kia cũng là chân ái. Đương nhiên, không khó nhìn ra, tạ thư thư đối cái này hai nữ cũng là chân ái. Chỉ là cái này chân ái, hai nữ lẫn nhau biết, không biết rõ có thể hay không tiếp nhận. Việc đã đến nước này, tạ thư thư cũng không có biện pháp. Mặc dù Hoa Quân Trúc cùng Long huyên Mỹ lẫn nhau biết rõ, khả năng hội đem hắn đổ, có thể hiện tại việc cấp bách là cứu xuống Long Huyền Mỹ. Giai nhân Hương Tiêu Ngọc Vẫn, kia hắn làm là sẽ hối hận một đời. Lúc này, tạ thư thư tiếp tục dẫn đường, Mục Vân cùng Hoa Quân Trúc hai người, theo sát phía sau. Tiêu cửu thiên tại mục vân bên tai líu lo không ngừng nói thế đạo biến sao. Tân thế giới cùng hồng hoang thời kỳ không một dạng rồi. Chẳng lẽ hiện tại mỹ nữ đều ưa thích hắn cái này dạng. Cái này thế giới đến cùng thế nào? Tiểu mục vân, người có thể biết rõ, phía trước ta có nhiều được hoan nghênh. Cái này thập pháp thế giới bên trong các đại kim cương cấp thế lực, siêu cấp thế lực, cùng với trí cao đỉnh tiêm thế lực bên trong, cầu gả cho ta thiên kim tiểu thư, cùng với các đại thánh địa thánh nữ A, à, cái gì tông môn thiên chi kiêu nữ, trưởng môn chi nữ, tông chủ chi nữ, vô số kể. Trên đường đi, tiêu cửu thiên tại mục vân bên tai bô bô, miệng căn bản không ngừng. Cái này ra hỏa bị phong cấm hơn ức năm, là thật như bị điên, hoàn toàn thành lắm lời. Thanh Hoàng Sơn Mạch, thân vì bốn giới tổ chức thí luyện chỗ, to lớn Thanh Hoàng Sơn Mạch chỗ, tại cái này bao nhiêu năm đến, trôn giấu rất nhiều bí mật. Liên quan đến tại đạo thiên đế cảnh, đạo tâm hoàng cảnh, đạo vương cấp bậc truyền thuyết, vô số kể mà tại cái này bên trong được đến cực lớn cơ duyên võ giả cũng là tầng tầng lớp lớp mục phân mấy người cũng không biết bọn hắn tiến vào di tích cổ là phương nào nhân vật lưu lại mà cái này một phương di tích cổ chỗ đất rộng vật đông cùng thanh hoàng sơn mạch đồng giạc, sở hữu cổ lão cung điện bên ngoài cũng tồn tại rậm rạp sơn lâm một phiến liền nhau sơn mạch bên trong một tòa giống như dê núi sừng thú núi cao chân núi tụ tập một đám người này một đám người bên trong có lấy đạo đạo thân ảnh đứng tại bốn phía trăm mét phạm vi, cẩn thận phòng bị. Mà tại chân núi phía trước vị trí, mấy tòa nham đống đá tích cùng một chỗ. Nhìn kỹ lại, những này nham thạch, mỗi một tòa đều có ba trượng cao, nhìn giống như tán loạn tùy ý thả, có thể nghiêm túc quan sát dưới có thể dùng phát hiện, những này nham thạch đắp lên thành một cái quan chữ. Nham thạch trước, chạm lấy mười mấy người, mười mấy người này, xuyên lấy phục sức, đều không tương đồng, có nam có nữ. Chỉ là, mười mấy người phục sức bên hông vị trí, đều có một đạo cây phong tam giác diệp tự tiêu chí. Mười mấy người nhìn lấy thân tiền địa mặt chất đống nham thạch, thương thảo lên đến. Huyền ưng ca, cái này là một tòa phong cấm trận, ít nhất là vương đạo trận, sợ rằng phải phí chút thủ đoạn tài năng phá giải. Nghe đến cái này lời nói, như là chúng tinh cùng nguyệt ở giữa thanh niên, lông mày nhíu lại. Thanh niên một bộ màu đen trường sam, tóc dài buộc lên, nhìn lên đến rất khô luyệt. Hắn khóe mắt một nốt ruồi, khá là nổi bật. Hắc sam thanh niên mở miệng nói, Hồ Vân, hồ nhạc các ngươi hai người có mấy phần chắc chắn có thể phá vỡ hắn thân trước một vị dáng người thanh niên cường tráng suy nghĩ một chút nói bốn thành nắm chắc bốn thành nghe đến cái này lời nói huyền ưng mày nhíu lại càng chặt chỉ là bốn thành nắm chắc như là không phá nổi phong cấm đại trận khả năng hồ vân cùng hồ nhạc cũng hội có tính mệnh nguy hiểm cái này có thể là huyền ưng không muốn nhìn thấy hồ vân hồ nhạc hai người đều là đạo vấn cửu cung cảnh tứ cấp đỉnh tiêm đạo trận sư một mực là tâm phúc của hắn để kia mấy cái đồ vật cho các ngươi thăm dò một chút đường, có thể thành công hay không tỷ lệ cao một điểm. Huyền ưng bàn tay một chỉ mấy người bên trái, bị trói, ngồi tại đất bên trên mấy thân ảnh, mở miệng nói. Trường 5435, chạy đến chỗ nào? Những người kia thân bên trên phục sức hơi chút sách dưới, hết thảy bảy người, trong đó ở giữa hai người, chính là Long Huyên Ngọ cùng Long Huyên Mỹ. Chỉ là hiện tại Long Huyên Ngọ, cho dù cao hơn 2 mét khôi ngô dáng dấp, nhìn lên đến cũng là có một chút mệt mỏi, hắn lúc trước ngược lại là kiên cường, có thể bị bạo đánh mấy trận về sau, cũng liền kiên cường không lên đến. Dù cho hắn là tạ gia tộc trưởng chi tử, tạ gia cũng là thanh đồng cấp thế lực. Có thể thân vì hoàng kim cấp thế lực thương huyền thiên tông thiên tài, huyền ưng cũng căn bản không ngại giết bọn hắn. Cái này lần thí luyện, vốn chính là các đại hoàng kim cấp thế lực, vì cho bọn hắn thiên tài ma luyện cơ hội mới tổ chức. Long huyền ngọ nghe lấy mấy người thương nghị, sắc mặt càng đến càng âm trầm. Huyền Mỹ, nhị ca, long huyên ngọ thấp giọng nói lát nữa để chúng ta tự tìm đường chết ta thừa cơ ngăn chặn bọn hắn ngươi chạy nhị ca long huyên mỹ gương mặt xinh đẹp sướng sờ lúc này có thể đừng nghĩ không minh bạch ta cho dù chết có thể để ngươi đào tẩu cũng đáng tổng so đều chết tại cái này bên trong tốt nghe đến cái này lời nói long huyên mỹ mắt bên trong giọt nước mắt liền muốn chảy xuống tới nhị ca một mực đối đãi nàng cực tốt cả cái long ra phụ thân ba cái nhi tử một cái nữ nhi Nàng một mực là tối được sủng ái. Không muốn xử trí theo cảm tính, biết rõ sao? Long Huyên ngọ lại lần nữa chân thành nói, nhớ lấy Nhị Ca nói, nhất định phải sống sót đi. Lời đến này chỗ, Long Huyên ngọ sắc mặt ảm đạm nói, như là sống sót đi, cách cái kia Tạ Thư Thư xa một chút, nguyên lai ta còn nghĩ tác hợp ngươi cùng Mục Vân huynh đệ, hiện tại xem ra, không có cơ hội, người khác ngược lại là không sai. Tạ Thư Thư, đề cập Tạ Thư Thư, Long Huyên Mỹ lúc này nói, Tạ Lang khẳng định hội cứu chúng ta. Cái này lời nói ra, Long Huyên ngọ mắt to con người chết chết chừng lấy Long Huyên Mỹ. Cái này đều lúc nào, muội muội còn tại nhớ kỹ cái kia tạ thư thư, kia tiểu tử cùng bọn hắn cự ly vốn là không xa, có thể từ bọn hắn gặp đến huyền ưng một đám người, đến giao chiến, lại đến rơi bại, sau đó bị bắt, tạ thư thư từ đầu đến cuối, cũng chưa xuất hiện. Kia tiểu vương bắt đản tuyệt đối chạy, nhưng đến hiện tại, muội muội thế mà còn nghĩ lấy tạ thư thư hội trở lại cứu bọn hắn. Lấy cái gì cứu, chạm đến huyền ưng trước mặt, mị hoặc huyền ưng A. Người người ngươi, lên đến, liền tại cái này lúc, thương huyền thiên tông một vị đệ tử đi tới, chỉ lấy long ra ba người. Nhanh điểm, ba người kia bị quấn lấy lấy đứng dậy, một mặt phẫn hận, có thể lại vô kế khả thi. Đi, dò đường, mấy vị thương huyền thiên tông đệ tử, cầm lấy sắc bén thần binh, nhìn chầm chầm, nhìn chầm chầm ba người. Nhìn đến cái này một màn, lòng huyền ngọ tức giận vô cùng. Có thể, không có biện pháp ba vị long gia tử đệ bị bước đi ra có thể là làm ba người vừa đạp vào đến mấy khối nham thạch trồng chất mà thành quan chữ trận pháp bên trong kia nham thạch nội bộ không gian vặn vẹo lúc này đem ba người cắt đứt thành thịt vụn kêu thảm thanh âm vừa vang lên ba đạo thân thể đã là thành thi thể long huyên ngọ nhìn đến cái này một màn muốn rách cả mí mắt mà kia hồ vân hồ nhạc hai vị đạo trận sư chỉ là lắc đầu Huyên ưng cao mày nói nhìn không ra cái gì chết đến quá nhanh hồ vân lắc đầu nói huyền ưng lập tức nói đã như đây lại tới kết quả là mấy người khác lại lần nữa bị kéo lên hướng lấy quan chữ cấm trận bên trong mà đi không xảy ra ngoài ý muốn còn là đồng dạng kết quả đem hai người kia kéo tới huyền ưng mở miệng nói lưu lấy cũng không có giá trị gì dù cho là bác long vực long ra công tử tiểu thư huyền ưng cũng căn bản không quan tâm chết thì chết long ra còn dám tìm hắn báo thù hay sao thân vì thương huyền giới thương huyền thiên tông cái này một phương hoàng kim cấp thế lực thiên tài, huyền ưng có thể sẽ không e ngại một phương thanh đồng cấp thế lực. Thanh đồng cấp thế lực đỉnh tiêm tầng thứ, bất quá đạo vương mà thôi. Hắn huyền ưng hiện nay cũng là một vị hàng thật giá thật đạo phủ thiên quân, sớm muộn có thể thành đạo vương. Cái này lúc, sau cùng Long Huyên ngọ cùng Long Huyên Mỹ bị kéo lên. Hai người bị kéo đến quan chữ cấm trận trước, hai bên trái phải, đều có hai cái thương huyền thiên tông đệ tử. Đằng sau còn có hai người, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm hai huynh muội. Chờ một chút, nhìn thấy phía sau hai người tới gần, Long Huyên ngọ mở miệng nói, người để chúng ta làm đá dò đường, có phải hay không hẳn là trước đem trên người chúng ta phong cấm giải khai. Bằng không, chúng ta người bình thường này thực lực, như thế nào dò đường. Nghe đến cái này lời nói, Huyền ưng cao mày nói, bọn hắn thân bên trên phong cấm còn tại. Cái này lời nói ra, Long Huyên ngọ nội tâm nộ hỏa bay lên. Cái này Huyền ưng, quả thực là cái vương bát đản, căn bản là không có đem bọn hắn long ra mấy người tính mệnh xem là sự tình. Có dùng liền dùng, không có dùng chết là xong. Xem như cỏ rác, một người khác vò đầu nói, huyền ưng ca, ta đem cái này quên. Huyền ưng im lặng nói, lộ kình, ta nhìn ngươi là nghĩ bị đánh. Tên là lộ kình thanh niên cười hắc hắc nói, ta lại bắt chút người tới. Trước để huynh muội này hai người thử một chút đi. Huyền ưng lập tức nói, cho bọn hắn hai người giải khai thân bên trên xiềng xích, thể nội phong cấm, Nghe đến cái này lời nói, đứng tại Long Huyên ngọ cùng Long Huyên Mỹ sau lưng hai người, lúc này tiến lên, giải khai xiềng xích, kéo xuống hai huynh muội lưng bên trên một đạo phù lục. Long Huyên ngọ nhún vai, nắm chặt lại quyền đầu, cảm giác đến đạo lực ở trong cơ thể mình lưu truyền. Bước chân bước ra trước, hắn ánh mắt nhìn nhìn thân bên muội muội. Chạy, một tiếng quát ra, Long Huyên ngọ đột nhiên hướng lấy bên trái hai người, trực tiếp oanh ra hai quyền, đằng đằng sát khí, công kích mà đi. Long Huyên Mỹ theo sát Long Huyên ngọ, hướng lấy bên trái chạy như bay. Đột một phía dưới, kia hai vị đạo vấn cửu cung cảnh võ giả, trực tiếp bị đẩy lui mấy chục trường. Long huyên ngọ trực tiếp kéo lên Long huyên Mỹ, lập tức hóa thành hai đạo tàn ảnh, lao nhanh mà ra. Nhìn đến cái này một màn, huyền ưng cau mày, lộ kinh vội vàng nói, huyền ưng ca, ta đem bọn hắn bắt trở về. Huyền ưng lắc đầu nói, thôi, giết chính là, cái này hai người, cũng chưa chắc có thể làm đến đá dò đường, dò xét ra cái gì lưu lấy cũng không có nhiều lớn ý nghĩa. Lộ kinh gật gật đầu, mang lấy thân một bên bốn người, lập tức xông ra. Long huyên ngọ cái này lúc bắt lấy muội muội tay cổ tay, một đường phi nhanh. Có thể thân bên trên phong cấm giải khai, nhưng là lúc trước nhận thương không nhẹ, vừa mới lại nổi lên bạo phát, tác động thương thế, hai người tốc độ hiển nhiên không nhanh. Bị đuổi kịp, kia là khẳng định, tam muội người chạy. Long huyên ngọ một cái đem Long huyên Mỹ đẩy ra, chân thành nói, đừng quản ta, chạy. Ca, Đi à, Long Huyên ngỏ quát, Long Huyên Mỹ không làm trần chờ, mặt đầy nước mắt, phi nước đại mà đi. Nàng như dừng lại, kia nhị ca cũng hội chết vô ích. Chạy, chạy đến chỗ nào, một đạo cười nhạo tiếng vang lên, kia lộ kình mang lấy bốn người, trực tiếp xuất hiện tại Long Huyên Mỹ thân trước. Long Huyên ngọ nhìn đến cái này một màn, biến sắc. Cái này mấy cái ra hỏa, tốc độ quá nhanh, đều là cửu cung cảnh, thập phương cảnh cấp bậc, mà lại đều là thương huyền thiên tông bên trong không đơn giản đệ tử một đối một bình thường giao thủ, hắn đều chưa chắc là đối thủ. Càng khỏi phải nói hai người đều bị thương, chạy cái gì đâu, lộ kinh một mặt bất đắc dĩ nói, không chạy, đi thử trận, cũng là chết, chạy, bị chúng ta đuổi theo, còn là chết. Chạy một đoạn đường này, lãng phí người ta sức lực, lại không có ý nghĩa gì, cần gì chứ. Trường 5436, hai nữ tranh phong. Nghe đến cái này lời nói, Long Huyên ngọ đem muội muội Long Huyên Mỹ bảo hộ ở thân sau, nhìn về phía dẫn đầu lộ kinh, trực tiếp nói ta nguyện ý cho các ngươi làm thử trận người thả ta muội muội lộ kinh lại phảng phất nghe đến khôi hài sự tình không khỏi nở nụ cười ngươi thật giống như còn không có làm rõ ràng tình trạng lộ kinh mỉm cười nói các ngươi không chạy an tâm thử trận chết rồi cũng liền chết rồi hiện tại muốn trốn đi chọc giận huyền ưng đại ca hắn đã không nghĩ để các ngươi thử trận cho nên các ngươi phải chết tại cái này bên trong nghe đến cái này lời nói long huyên ngọ sầm mặt lại Bất kể như thế nào, cái này bày ra hỏa, liền là hoàn toàn không nghĩ tới thả bọn hắn huynh muội Đã như đây, kia liền chiến, Long Huyên ngọ thể nội, khí thức cuồn cuộn mà động. Một cái cửu cung cảnh, người còn nghĩ cùng ta chiến. Lộ kình cười nhạo một tiếng, tay bên trong bất ngờ xuất hiện một chuôi nhuệ khí hàn quang phát đao. Chém ra một đao, đạo vấn thập phương cảnh khủng bố uy năng, càn quét mà ra. Cái này một đao, đủ dùng muốn Long Huyên ngọ mạng. Nhị ca, Long Huyên Mỹ nhìn đến cái này một màn, gương mặt xinh đẹp một biến, không nói hai lời, thân ảnh hướng thẳng mà ra. Cho dù là chết, cũng phải cùng nhị ca cùng nhau. Long Huyên ngọ biết rõ chính mình ngăn cản không nổi cái này một đao, có thể vẫn y như cũ là hướng lấy đao phong ninh tiếp. Cùng hắn cùng nhau long ra tử đệ đều chết rồi. Hiện tại phía trước chỉ có một con đường chết. đã như đây, tình nguyện chạm lấy chết còn hơn sống quỳ. Đến đi, Long Huyên ngọ khí thế hùng hổ, ầm vang va chạm mà ra khanh, thiên địa ở giữa, khủng bố âm vang thanh âm, bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, oanh long long, trầm thấp bạo liệt, đem đại địa nổ tung, đạo đạo thân ảnh, tại cái này lúc lùi lại, lộ kinh mang lấy thân một bên bốn người, lui ra phía sau trăm trượt, nhìn về phía trước, lông mày nhíu lại. Mà lúc này, Long huyên ngọ, Long huyên mỹ hai người, cũng là bị kịch liệt chấn động lực bức lui. Long huyên ngọ thân thể đập đoạn mấy chục khỏa cổ thụ, chật vật lăn lộn rơi xuống, toàn thân bùn bẩn, Tiếp theo một ngụm tiên huyết phun ra. Mà một bên khác, Long Huyền Mỹ lại là bị một thân ảnh vững vàng tiếp lấy, từ từ rơi xuống. Mỹ Nhi, nhu hòa mà tràn đầy lo lắng thanh âm vang lên, Tạ Lang, Long Huyền Mỹ nhìn đến gần trong gang tắc hương mặt, chính là chính mình nội tâm nhớ mãi không quên tình lang, lúc này một khỏa hướng chết chi tâm, tràn đầy hy vọng sống sót. Không có sự tình đi. Ừm, mà tại cái này lúc, cách đó không xa, lăn lộn tại địa Long Huyền Ngọ, giống như ngã lộn nhào, đầu lấy địa cả cái người đảo dựa vào tại một khỏa cổ thụ bên trên. Mục Vân lúc này xuất hiện, đem hắn dìu dắt đứng lên. Không có sự tình đi, Long Huyên ngọ rơi thất điên bắt đảo, cả cái đầu người chóng mặt. Nhìn đến Mục Vân, không khỏi kinh ngạc nói, Mục Vân huynh đệ, ngươi. Ngươi thế nào đến rồi? Mục Vân mở miệng nói, tạ thư thư tìm tới ta, cáo chi các ngươi tình huống, ta cùng hắn liền một đường tới. Long Huyên ngọ nhìn đến một bên khác, muội muội tại tạ thư thư ngực bên trong, thân thể kia đều muốn mềm hóa như vậy, nghĩ hừ một tiếng, lại là đình chỉ. Suy cho cùng, cái này tạ thư thư, còn là có lương tâm, mang lấy Mục Vân trở lại cứu bọn hắn. Hả, không đúng, Mục Vân, tạ thư thư, đều ở nơi này, đó là ai xuất thủ, ngăn xuống lộ kinh. Nghĩ như vậy thời khắc, Long Huyên ngọ vội vàng nhìn về phía trước. Chỉ gặp chỗ kia, một vị thân mang lộ vẻ đầy đặn, thân thể yêu nhã động người, khuôn mặt thanh lệ dáng người nữ tử, phiên phiên mà tới. Là ngươi, Hoa Quân Trúc, Long Huyên ngọ trợn mắt hốc mồm. Hoa Quân Trúc đến từ hạ cổ vực cửu tinh môn, cùng bọn hắn bác Long vực Long ra, cũng không có cái gì quan hệ. Nàng thế nào sẽ đến cứu bọn hắn huynh muội Hơn nữa, còn là cùng Mục Vân, tả thư thư cùng lên đến. Cái này quá quỷ dị, có thể cái này lúc, Hoa Quân Trúc căn bản không có để ý Long Huyên ngọ, một đôi mắt đẹp, mang lấy kinh ngạc, chấn kinh, khó hiểu, thất vọng, kinh ngạc, nhìn về phía tả thư thư cùng Long Huyên Mỹ. Mà nhìn đến một màn này Mục Vân, cũng là khóe miệng khẽ nhếch theo sau lùi lại mấy bước trò hay bắt đầu thư thư hoa quân trúc cầm trong tay một kiếm nhìn về phía tạ thư thư kinh ngạc nói ngươi ngươi làm gì ôm lấy nàng tạ thư thư lúc này khuôn mặt đỏ lên vội vàng nói trúc nhi nàng bị thương rồi đứng không vững trúc nhi long huyền mỹ lại là sướng sờ lùi ra phía sau mấy bước nhìn lấy tạ thư thư bất khả tư nghị nói ngươi chỉ có gọi ta mỹ nhi nàng ngươi sao gọi nàng trúc nhi a à, Mỹ Nhi, ta đây là thốt ra. Mỹ Nhi, Hoa Quân Trúc lúc này một mặt kinh ngạc nói, người thế mà gọi nàng. Mỹ Nhi, lần này, tạ thư thư hoàn toàn đầu lớn. Hắn liền biết rõ, hội là cái này dạng. Có thể Long Huyên Mỹ có nguy hiểm tính mạng, lại vừa lúc đụng đến Hoa Quân Trúc, hắn cần phải nhanh chóng chạy đến. Hiện tại tốt, người là cứu xuống, chính mình hồ cá này bên trong hai đầu cá mập, muốn cắn lên đến A. Nàng đến cùng là người nào? Nàng đến cùng là người nào? long huyền mỹ cùng hoa quân trúc hầu như trăm miệng một lời ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào hai nữ nhìn lấy lẫn nhau lại là lẫn nhau chất phấn nhìn đến cái này một màn liền là mục phân cũng cảm thấy đầu lớn như nghiêu đương nhiên mục phân đầu lớn như nghiêu không chỉ là cái này hai nữ tại cái này bên trong tranh mặt đỏ tới mang tai còn có bên tai cái kia tiêu thần kinh thanh âm ôi ôi tê bước lên đến có ý tứ có ý tứ cái này nương pháo Hai nữ nhân gặp mặt. qua ca ca, cái này tốt phần diễn, miễn phí quan sát, quá tốt ha. À? Tiêu cửu thiên quả thực là so hoa quân trúc, Long huyên Mỹ càng kích động, hận không thể nhìn đến cái này hai nữ nhân trực tiếp đánh lên. Mục phân đầu óc bên trong, vang lên hoa quân trúc cùng Long huyên Mỹ tiếng ồn ào, vang lên tiêu cửu thiên ăn dưa quần chúng đổ thêm dầu vào lửa âm thanh, vang lên Long huyên ngọ tiếng quát mắng. Các ngươi, nhao nhao đủ rồi sao? Một đạo âm trầm thanh âm, tại cái này lúc vang lên... Kia Lộ Kình mang lấy bốn người, đã chạy đến, nhiều ra hai nam một nữ, Lộ Kình mắt bên trong có lấy một lau tàn nhẫn quang mang. Liền Thương Huyền Thiên Tông nhàn sự đều giám quản, cái này ba cái ra hỏa, nghĩ chết. Cút, cút, gần như đồng thời, Tranh Luận mặt đỏ tới mang tai Long Huyên mỹ cùng Hoa Quân Trúc hai người, đồng thời nhìn về phía Lộ Kình, đột nhiên quát. Cái này một uống, làm cho Lộ Kình cả cái sắc mặt người chướng hồng. Hạ Cổ vực, Cửu Tinh môn, Hoa Quân Trúc, Bắc Long vực, Tạ gia, Tạ thư thư còn có, Lộ Kinh nhìn lấy Mục Vân, ngược lại là không nhận ra được, người này là ai. Cái này lúc, Hòa Quân Trúc nhìn về phía tạ Thư Thư, quát hỏi, Thư Thư, người đến cùng là yêu ta còn là yêu nàng. Như là yêu ta, hiện tại theo ta đi, bằng không, ta đi. Long huyền Mỹ nghe đến cái này lời nói, lập tức tức giận nói, tạ lang, ngươi như là cùng nàng đi, cái này đời cũng đừng nghĩ gặp đến ta. Hai nữ căn bản không quan tâm lộ kinh, chỉ là nhìn về phía tạ thư thư tạ thư thư đầy mặt không biết rõ nên làm cái gì biểu tình. Trúc Nhi, tạ thư thư nhìn về phía hoa quân Trúc, vội vàng Trấn An nói, chuyện giữa chúng ta, chờ một hồi hãy nói, hiện tại. Thương huyền thiên tông người vẫn còn ở đó, ta không, hoa quân Trúc khẽ nói, người phía trước nói qua, chỉ thích ta một cái người, người mơn trớn bờ vai của ta, thâm tình nói với ta những lời kia, đều là gạt ta. Dĩ nhiên không phải, kia ngươi theo ta đi, hoa quân Trúc khẽ nói, ta chỉ cần ngươi, bọn hắn chết sống, cùng ta có liên can gì? chương năm 1437, giao chiến lộ kinh. Trúc Nhi, tạ thư thư tiến lên phía trước nói, huyền ưng liền tại phụ cận, đừng nháo, chúng ta trước rời đi lại nói. Ta nháo, hoa quân Trúc hai mắt đỏ bừng, khẽ nói, nguyên lai, người vội vàng hoảng, là tới cứu người chi tâm thích người, ta còn trông mong cùng ngươi cùng lên đến, chung quy là ta gửi gắm sai. tạ thư thư, cáo từ, hoa quân Trúc nói, quay người lại, lúc này rời đi. Trúc Nhi, tạ thư thư sắc mặt đại biến long Huyên mỹ tại cái này lúc lại là giữ chặt tạ thư thư cánh tay nói người như là đi người cái này đời cũng đừng nghĩ gặp đến ta tạ thư thư đương nhiên sẽ không đi ngược lại không phải nói trong lòng hắn long Huyên mỹ so hoa quân trúc càng trọng yếu mà là trước mắt mục vân là bị hắn kéo qua viện thủ hắn nếu là bởi vì hoa quân trúc đi mà chạy kia không phải đem mục vân đặt tại hiểm địa rồi ta không đi tạ thư thư nắm chặt lại long Huyên mỹ bàn tay trấn an nói chúng ta cùng nhau an toàn rời đi. Ừm, Long Huyên Mỹ gật gật đầu, chợt nghĩ đến Hoa Quân Trúc rời đi, lại nghĩ tới Hoa Quân Trúc cùng Tạ Thư Thư cảm tình. Tạ Lang, người quả nhiên gạt ta. Long Huyên Mỹ sắc mặt ảm đạm nói, người quả nhiên, không phải toàn tâm toàn ý yêu ta. Tạ Thư Thư đau cả đầu, cái này đều đã khí chạy một cái, hiện tại cái này, lại sinh khí. Việc cấp bách, không phải cái này sự tình. Tạ Thư Thư nghiêm túc nói, là chúng ta có thể hay không còn sống rời đi. Lời này vừa nói ra, Long Huyền Mỹ cũng là nhìn về phía một bên Lộ Kình mấy người. Bị phơi nửa ngày Lộ Kình, nhìn đến một gia đại hí, lúc này sắc mặt âm trầm đáng sợ. "Các ngươi, nháo đủ rồi." Lộ Kình nắm chặt lại hai tay, hờ hững nói, "Hiện tại, các ngươi bốn cái, cùng ta cùng nhau trở về đi, làm thử trận người, ta muốn để các ngươi chết không có chỗ trôn. Tạ Thư Thư nghe đến cái này lời nói, vội vàng kéo lấy Long Huyền Mỹ lui ra phía sau mấy bước, đi đến Mục Vân thân một bên. "Mục huynh đệ, làm phiền ngươi." Từ khi biết Mục Vân đến hiện tại, hắn một mực tại làm phiền Mục Vân. Chính tạ thư thư tâm lý đều băn khoăn, bất quá hắn cũng nghĩ tốt, một ngày thí luyện kết thúc, mang lấy Mục Vân trở về đến Bắc Long Vực. Hắn tại Bắc Long Vực tạ ra là địa vị gì, Mục Vân liền là địa vị gì. Cái này huynh đệ, hắn nhận định, Mục Vân nhìn về phía lộ kinh, ngay sau đó lại nhìn tạ thư thư, nói, người cái kia giai nhân, thế nào làm. Nghe đến cái này lời nói, tạ thư thư nhịn không được liếc Mục Vân một mắt. Lúc này, Lòng huyền Mỹ còn tại cái này bên trong đâu. Hết lần này tới lần khác muốn lúc này đề cập sao. Mục Vân đi ra, nhìn về phía Lộ Kinh, tiếp theo nói, yên tâm, giao cho ta đi. Cái này lúc, Lộ Kinh nhìn lấy bốn người, cái này mặc y thanh niên, tựa hồ là bốn người người đáng tin cậy. Lộ Kinh lãnh nguyệt nói, khiêu khích ta thương huyền thiên tông uy nghiêm, ta nhìn các người bốn cái, đều chết tại cái này bên trong được rồi. Nói mạnh miệng có một tay, Mục Vân soi mói một câu, bàn tay một nắm, thể nội đạo lực, cuồn cuộn bạo phát. Đạo vấn cửu cung cảnh, nhìn đến một màn này Long Huyên Ngọ, Long Huyên Mỹ, tạ thư thư ba người, ba mặt mộng bức. Mục Vân không phải đạo vấn thất thinh cảnh sao, lúc nào đi đến đạo vấn cửu cung cảnh, cái này lúc mới nửa ngày thời gian không có gặp sao. Cái này ra hỏa, thế nào thoán đi lên hai trọng cảnh giới, trong nháy mắt, Mục Vân trực tiếp giết ra, lộ kinh nhìn đến chính là cửu cung cảnh, thế mà dám hướng lấy chính mình đánh tới, càng là giận dữ. Long huyền Mỹ cầm thật chặt tạ thư thư bàn tay, ngạc nhiên nói tạ lang, hắn. Hắn không phải thất tinh cảnh, đúng vậy a, à, tạ thư thư cũng là gái gái đầu, kinh ngạc nói ta cũng không biết, hắn là lúc nào, đi đến cửu cung cảnh. Lúc này, Mục Vân bước chân bước ra, sát khí ngưng tụ. Vẫn tinh thiết quyền, đấm ra một quyền, kia lộ kinh lại là cầm trong tay phát đao, trực tiếp một đao, chém thẳng mà xuống. Khanh, quyền phong cùng đao khí va chạm, bộc phát ra âm vang oanh minh. Sau một khắc, Lộ Kinh chỉ cảm thấy một cỗ cự lực, trực đảo chính mình lồng ngực. Bành, mãnh liệt khí tức bạo phát mà tới. Lộ Kinh sắc mặt trắng nhợt, thân thể lùi lại. Lộ Kinh ca, còn dư bốn vị cửu cung cảnh đệ tử, thần sắc một biến. Thập phương cảnh Lộ Kinh sư huynh, thế mà là bị cửu cung cảnh cái này mặc y thanh niên đánh lui rồi. Mục vân lúc này không do dự, lại lần nữa một bước bước ra. Vẫn tinh hổ chảo, hai tay thành chảo, tựa như một cái mãnh hổ, từ trên trời giáng xuống, lại lần nữa trực bức lộ kinh. Kia bốn vị cửu cung cảnh đệ tử, tay mắt lanh lẹ, đồng thời từ hai bên trái phải hai bên, hướng lấy mục vân tới gần. Cút, mục vân hai tay vung chảm, hướng lấy trái phải đánh tới. Phốc 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 phốc, trong chớp mắt, bốn vị cửu cung cảnh đệ tử, lồng ngực trực tiếp bị kéo ra đến, thân thể bị đánh bay mấy trăm trượt, đập xuống đại địa, mắt nhìn là không sống được. Một chiêu, diệt sát bốn vị cửu cung cảnh, Long huyên ngọ, Long huyên mỹ, tạ thư thư ba người, triệt để ngốc cái này hắn vừa tăng lên tới cửu cung cảnh bạo phát lực cái này hung ác lộ kinh nhìn đến cái này một màn càng là kinh ngạc vạn phần trước mắt cái này mặc y thanh niên là người nào là cái nào một phương hoàng kim cấp thế lực vụng trộm bồi dưỡng thiên kiêu nhân vật sao không phải thế nào khả năng cùng cảnh giới phía dưới lấy một địch bốn nháy mắt miểu sát ngươi là người nào lộ kinh quát hỏi mà tại cái này lúc mục phân não hải bên trong tiêu cửu thiên thanh âm không ngừng vang lên không có ý tứ mấy cái tiểu châu chấu, nhảy nhót nhảy nhót, thật không có ý tứ. Tiểu mục lão đệ, người đi đem cái kia nữ nhân lấy trở về, chúng ta tiếp tục nhìn các nàng tê bức A. Tiêu cửu thiên máy hát mở ra, cơ hồ là hãm không được. Ngậm miệng, mục vân một tiếng quát khẽ, thốt ra, mà đứng tại này trước người lộ kinh, lại là ánh mắt ngẩn ngơ. Cái này ra hỏa, uy phong thật to, hắn chẳng qua là hỏi một câu ngươi là người nào, cái này ra hỏa lại là trực tiếp quát lớn hắn ngậm miệng. Cuồng vọng hạng người, Lộ kinh buồn bực quát một tiếng, tiếp theo bàn tay một nắm. Oanh long long, vẫn tinh bá trưởng, có thể tại cái này lúc, Mục Vân lại là lại lần nữa chủ động xuất kích. Lộ kinh nhìn đến Mục Vân lại lần nữa đánh tới, lúc này tay cầm phát đao, đao phong lóe lên, lăng lệ đao mang, phách thiên cái địa trực tiếp giết ra. Khanh, cả hai thân thể va chạm, đạo lực lăn lộn, đại địa bị không ngừng tách ra, nổ tung. Núi rừng bốn phía, đều là run rẩy không thôi. Lộ kinh lại lần nữa bị Mục Vân đánh lui, có thể là cũng chưa nhận đến quá lớn trọng thương. Mục Vân cũng không khách khí, vẫn tinh thiết quyền, vẫn tinh hổ trảo, vẫn tinh bá trưởng, tam thức công sát 10 phần chiêu thức, thay nhau giết ra, một lần lại một lần công kích đến lộ kình thân bên trên. Rất nhanh, ba năm vòng công kích đến đến, lộ kình cả người liền là toàn thân nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, nắm phát đao tay, cũng là run rẩy không thôi. Lực lượng va chạm, hắn bại hoàn toàn, cái này ra hỏa, cảnh giới so hắn thấp một trọng, có thể là thực lực viễn siêu hắn mấy lần. Người đến cùng là người nào? Lộ kinh giận dữ hết, người chết, không cần biết rõ. Mục vân thân thể tới gần, bàn tay một nắm, một trưởng trực tiếp chụp xuống. Cái này một trưởng, đủ dùng muốn lộ kinh mạng, nhưng vào lúc này, sơn lâm chỗ, phá không âm thanh vang lên. Bá bá bá, từng sợi đạo văn, hóa thành hai đạo che khuất bầu trời đại võng, hướng lấy mục vân thân bên trên phủ xuống tới. Trong nháy mắt, mục vân thân thể hai bên, hai đạo màu máu giao long, trực tiếp mà ra. Huyết linh long, sấm thiên long, hai đạo màu máu giao long thôi động, lao thẳng tới phủ xuống đến đại võng. Có thể mục vân bản thân, lại là tốc độ không giảm, trực tiếp trưởng kình che xuống lộ kình. Bành, một trưởng trực tiếp đem lộ kình chụp xuống rơi xuống, chỉ gặp lộ kình thân thể bị đánh máu thịt be bét, hồn phách khí thức đều là trực tiếp bị chấn vỡ. chương năm 1438, đi mà quay lại hoa quân trúc. Mà tại cái này lúc, thiên thượng hàng lâm đại võng, bị hai đạo màu máu giao long quấn quanh, đến hiện tại cũng chưa rơi xuống. Hơn 10 đạo thân ảnh từ xa chỗ chạy nhanh đến, dẫn đầu một nam một nữ, nhìn đến đất bên trên lộ kình chết thảm thi thể, sắc mặt khó coi. Mà tại phía sau hai người, liền là một vị khí chất xuất trần thanh niên. Thanh niên ánh mắt kết thúc tại lộ kình thi thể bên trên, cả cái người hai tay để sau, sắc mặt đã triệt để tràn đầy sát khí. Lộ kình, một nam một nữ kia hai người, nhìn đến lộ kình thi thể, sắc mặt càng là tràn đầy phẫn nộ mấy người ánh mắt, lần lượt nhìn chăm chú đến mục vân thân bên trên. Dám giết ta người, người phải chết, thanh niên thanh âm băng lãnh, Long huyên ngọ, Long huyên mỹ, tạ thư thư, mục vân bốn người lúc này đứng chung một chỗ. Long huyên ngọ thấp giọng nói, này người liền là thương huyền thiên tông huyền ưng, một vị cực kỳ khó lường thiên tài, hiện nay đạp vào đạo phủ thiên quân cảnh giới. Mục huynh đệ, người ân tình, kiếp sau lại báo. Ta đến ngăn lại hắn một chút, người mang lấy ta muội muội, nắm chặt thời gian đào tẩu. Hắn chết không quan trọng, có thể là muội muội không thể chết." Nghe đến Long Huyên ngọ cái này lời nói, Mục Vân lại là một thời gian không biết rõ nói cái gì cho phải. Hắn tới đây liền là cứu người. Long Huyên ngọ tựa hồ đối hắn có cái gì hiểu lầm. Chính là một tòa đạo phủ tiểu tiểu đạo phủ Thiên Quân thôi." Tiêu Cửu Thiên thanh âm tại Mục Vân não hải bên trong vang lên, trực tiếp nói: "Tiểu Mục Vân, gọi ta một tiếng ca, ta giúp ngươi đổ hắn." "Không cần." Bất động Minh Vương kiếm xuất hiện, Mục Vân mỉm cười đáp lại nói, đạo phủ thiên quân cảnh, ta vừa tốt, rất nghĩ lĩnh giáo một chút. Cái này lúc, Long Huyên ngọ nhìn đến mục vân thế mà nghĩ giao thủ, lập tức nói, mục huynh đệ, đừng vờ ngớ ngẩn, kia có thể là. Ta biết rõ, mục vân lại là cười nói, đạo phủ thiên quân nha, ta muốn xem thử một chút. Thư thư, bảo vệ tốt bọn hắn, tốt, tả thư thư đầy mặt kích động, mục vân đạo vấn cửu cung cảnh, quả thực thần kỳ. Mà lại Mục Vân hiện tại còn muốn cùng đạo phủ thiên quân giao chiến cái này càng là bất khả tư nghị, như này có thể quá tốt a, à, tuyệt đối là đại chiến. Tạ thư thư hy vọng nhất nhìn đến chính là, Mục Vân chém giết cái này huyền ưng, dương danh lập phản. Long huyên ngọ nhíu lại mặt nói, đạo vấn đối đạo phủ, thua không nghi ngờ. Huyền ưng vẫn còn có chút thiên phú, chỉ ít so với bọn hắn các đại thanh đồng cấp thế lực bên trong thiên tài muốn mạnh. Mục Vân lại là trực tiếp nói tốt, ý ta đã quyết, ta có thể là tới cứu các ngươi. Cái này lời nói ra, lòng huyền ngõ biết rõ vô pháp cải biến cái gì lúc này nói hảo huynh đệ người cái này huynh đệ ta nhận mục phân cười cười không nói gì bước chân bước ra tay cầm bất động minh vương kiếm mục phân nhìn về phía cầm đầu huyền ưng nhếch miệng cười nói cùng tiến lên còn là đơn đấu cái này lời nói ra kia hồ vân hồ nhạc hai người càng là đằng đằng sát khí huyền ưng lại là khoát tay nói các ngươi không phải hắn đối thủ thập phương cảnh lộ kình bị người này chém giết cái này đã nói lên, người này cửu cung cảnh không phải người bình thường. Hồ Vân cùng Hồ Nhạc tuy cũng là thập phương cảnh, có thể nặng tại trận pháp tu hành, chiến đấu lực không có mạnh như vậy. Huyền ưng trực tiếp nói, đi đem ba người kia giết đi. Vâng, Hồ Vân Hồ Nhạc, lập tức khu thân giết ra. Mục Vân cười cười, một kiếm chém ra, kiếm thần phong, kiếm khí như gió, phong hô như thần linh, sở hữu lấy tự mình ý thức. Oanh, có thể kiếm khí còn chưa chém tới Hồ Vân cùng Hồ Nhạc thân trước, liền là bị huyền ưng xuất hiện thân ảnh hai tay vỗ một cái trưởng kinh bạo phát trực tiếp ngăn chặn người đối thủ là ta huyền ưng ánh mắt một lạnh nháy mắt oanh sát mà ra tại thời khắc này mục phân rõ ràng cảm giác đến huyền ưng thân thể tự có một đạo quang mang giống như mơ hồ một vành mặt trời âm tình bất định cái kia hẳn là liền là đạo phủ một tòa đạo phủ đây cũng là chân chính đạo phủ thiên quân nhân vật mục phân sớm tại thiên phạt cổ giới thương vân cảnh nội thời điểm liền cùng đạo phủ thiên quân giao thủ qua. Bất quá, kia là Vân các bên trong mấy vị ngưng tụ mấy chục đạo phủ cấp bậc đạo phủ thiên quân, mà lại mấy vị kia đều là thu lực. Cái này lần, Huyền ưng có thể sẽ không thu lực. Lại là, cái này ra hỏa chỉ là ngưng tụ và thứ nhất đạo phủ, Mục Vân cảm thấy chính mình có thể đánh. Như là là tại thất tinh cảnh, hắn khả năng treo. Nhưng là hiện tại, khanh, cả hai thân thể va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh tới khủng bố sát khí, tàn phá bừa bãi thiên địa ở giữa. Đạo lực cùng đạo lực ở giữa, hiện ra quang trạch đều là bất đồng. Mục vân đạo lực, chỉ là thuần túy tại đạo vấn cảnh giới liên tiếp tăng phúc điệt ra thương thanh sắc. Có thể huyền ưng đạo lực, lại là ẩn chứa một tia hỏa diễm nóng rực hào quang. Cái này một bên mục vân cùng huyền ưng giao chiến, một bên khác, hồ nhạc cùng hồ vân hai người, mang lấy mấy người còn lại, vây công tạ thư thư ba người. Long huyền ngọ bị thương khá nặng, Long Huyền Mỹ ngược lại là không có vấn đề gì lớn, Tạ Thư Thư cũng là hoàn hảo. Có thể Long Huyền Mỹ đạo vấn bát quái cảnh, Tạ Thư Thư đạo vấn thất tinh cảnh, chỗ nào là đạo vấn thập phương cảnh đối thủ. Hầu như 3 năm cái đối mặt hạ, Tạ Thư Thư trực tiếp bị hồ nhạc đánh trúng lồng ngực, xương cốt nứt gấy, tiên huyết phun ra, sắc mặt trắng bệch. Long Huyền Mỹ nhìn lên đến cũng là ngàn cân treo sợi tóc, cánh tay bị thương. Cái này xuống, không ra 10 chiêu, hai người liền đến nuốt hận tại chỗ. Thất tinh cảnh mà thôi. Hồ Vân nhìn lên trước mắt gần trong gang tất tạ thư thư, cười nhạo nói, nam không nam nữ không nữ, đặc biệt đến tự tìm đường chết, ta liền thành toàn ngươi, vì lộ kinh báo thù. Lời nói rơi xuống, nàng thể nội đạo lực, gào thét mà ra. Một đạo thuần túy đạo lực ngưng tụ thành trường kiếm, đâm thẳng tạ thư thư mà đi. Tạ thư thư ra sức chống cự, có thể hết thảy phòng ngự, như là đậu hũ bị cắt ra, trường kiếm trực bức hắn lồng ngực. Tạ lang, nương pháo. Long huyên Mỹ cùng Long huyên ngọ nhìn đến cái này một màn, biến sắc. Khanh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân kiếm, chặn ngang tại tạ thư thư lồng ngực, ngăn chặn kia một đạo thuần túy kiếm khí. Ngay sau đó, một đạo đầy đặn dáng dấp xuất hiện tại tạ thư thư thân trước. Trúc Nhi, nhìn người tới, tạ thư thư khóe miệng chảy ra tiên huyết, đau thương cười một tiếng. Ai là người Trúc Nhi? Hoa quân Trúc xoay người nhìn tạ thư thư, hư lạnh nói, người ta có quen thuộc như vậy sao? Đương nhiên quen thuộc, đều âm cự ly đi sâu vào tiếp xúc qua, Tạ Thư Thư đắng chát cười một tiếng, oa wow ô một tiếng, ngụm lớn máu tươi phun ra. Hắn thất tinh cảnh thực lực, quả thực là không đủ nhìn. Thư Thư, nhìn đến Tạ Thư Thư một miệng lớn máu đen phun ra, Hoa Quân trúc lại cũng không kềm được, vội vàng tiến lên đến, lấy ra một khỏa đạo đan, vì Tạ Thư Thư uống xuống, một mặt lo lắng nói, ngươi, ngươi cái này dạng, không có sự tình, như không phải ngươi xuất hiện, khả năng liền chết chết cũng xứng đáng, hoa quân trúc khẽ nói, vì cái kia nữ nhân, người mạng đều không muốn. Nghe đến cái này lời nói, tạ thư thư lúc này một cái bắt lấy hoa quân trúc bàn tay, thâm tình nói, nếu là người gặp đến cái này nguy cơ, ta mạng, cũng có thể không cần. Người nào, người nào muốn người mạng, hoa quân trúc khẽ nói, ta chỉ cần ngươi sống sót. Nghe đến cái này lời nói, tạ thư thư nội tâm đắc ý. Ta cái này đáng chết mị lực, liền tính hiện nay hai đầu cá chạm mặt, có thể hắn thân trong hiểm địa, cái này hai đầu cá, đều không nỡ hắn chết. Còn tốt, chỉ là hai đầu cá chạm mặt, cái này nếu là lại đến đầu thứ ba. Hưu, tạ thư thư nội tâm nghĩ như vậy thời khắc, hai người phía sau, phá không âm thanh vang lên. Trường 5439, đầu thứ ba cá đến. Trong nháy mắt, từng sợi đạo văn, ngưng tụ thành lợi nhận, cắt đứt hư không, thẳng đến hai người mà tới. Hư, hoa quân chúc dù sao cũng là đạo vấn thập phương cảnh, mà lại ra từ hạ cổ vực cửu tinh môn, dù sao cũng là cửu tinh môn đương đại lĩnh quân nhân vật một trong, cái này hồ vân hồ nhạc, chưa chắc mạnh hơn nàng. Một kiếm xoay người giết ra, thập phương cảnh chi khí tức, bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Khủng bố kiếm khí, gào thét ở giữa, va chạm đạo văn. Khanh khanh khanh, thiên địa ở giữa, tại cái này lúc bộc phát ra cực mạnh sóng sung kích. Hồ vân hồ nhạc hai người, lúc này tập hợp tại cùng nhau. Người trước hết giết kia hai huynh muội hồ nhạc mở miệng nói, ta tới đối phó nàng, chờ ngươi giết bọn hắn, ta lại cùng ngươi hợp lực chém giết cái này nữ nhân. Tốt, người nào đều không phải người ngu, trước mắt thương huyền thiên tông đệ tử chiếm cứ nhân số ưu thế, liền tính lại nhiều một cái hoa quân trúc làm đến giúp đỡ, cũng căn bản không khả năng cải biến mấy người kia xu hướng suy tàn. Tạ thư thư, Long huyền ngọ, Long huyền mỹ ba người hợp tại một chỗ. Hoa quân trúc liền là bị hồ vân cuốn lấy, vô lực chi viện. Cùng cảnh giới hạ, lẫn nhau ở giữa chiến thắng đối phương là rất khó trừ phi song phương thực lực thật chênh lệch rất lớn, có thể là hiển nhiên, Hồ Vân cùng Hoa Quân Trúc ở giữa, thực lực sai biệt cũng không lớn. Mà lần này, Tạ Thư Thư, Long Huyên Ngọ, Long Huyên Mỹ ba người, bị Hồ Nhạc dẫn theo mấy vị thất tinh cảnh, bát quái cảnh thương huyền thiên tông đệ tử vây công, lại là ngàn cân treo sợi tóc lên đến. Mục phân kia một bên, cùng huyền ưng giao chiến, đều đã là đánh ra mấy trăm trượng bên trên không trung Có thể giữa hai người, cũng chưa có thể đủ phân ra thắng thua. Nhưng là cái này một bên, Long Huyên ngọ ba người là khẳng định chống không nổi. Hồ Nhạc lúc này, sắc mặt lạnh lùng, Long Huyên chính đạo vấn cửu cung cảnh, Long Huyên mỹ đạo vấn bát quái cảnh, Tạ thư thư đạo vấn thất tinh cảnh, cái này ba cái ra hỏa, căn bản không có một cái là hắn đối thủ. Bất quá ba người vẫn có một ít thủ đoạn, thời gian ngắn bên trong đều nghĩ giết chết, cũng không đơn giản. Có thể là, cũng vẻn vẹn như này thôi, thời gian thôi diễn, Long Huyên ngọ thương thế vốn liền rất nặng, bạo trùng một chút, cũng liền chống không nổi. Long Huyền Mỹ cùng Tạ Thư Thư càng là đều bị thương, càng là không khả năng chịu đựng được. Hồ Nhạc cái này lúc rút thân mà lui, thân sau mấy người lập tức vây công mà ra. Đột nhiên một nháy mắt ở giữa, Hồ Nhạc nhìn đến một cái khoảng trống, lập tức xuất thủ, thẳng hướng Tạ Thư Thư. Tạ Thư Thư phòng bị một người công kích, mắt nhìn Long Huyền Mỹ nguy hiểm, lập tức lại là vì Long Huyền Mỹ ngăn lại công kích. Có thể Hồ Nhạc cái này lúc, tận dụng mọi thứ, vừa tốt xiết ra. Hắn tay bên trong một cây chủy thủ rời khỏi tay ở giữa, đâm thẳng tạ thư thư. Thổi phù một tiếng, trùy thủ trực tiếp xuyên thùng tạ thư thư phần bụng, lưu lại một đạo huyết động, sen lẫn vỡ vụn tràng đạo chui vào mặt đất. Thẳng đến trùy thủ đâm vào mặt đất, tạ thư thư vết thương chỗ, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra, hắn mới cảm giác được. Sờ sờ vết thương, tạ thư thư sắc mặt nháy mắt ảm đạm. Tạ lang, nương pháo, long huyên Mỹ, long huyên ngọ sắc mặt đại biến. Long Huyên Mỹ tự nhiên là lo lắng tình lang sinh mệnh, long huyên ngọ liền là cảm thấy cái này nương pháo mặc dù rất làm người ta ghét có thể xác thực là thật tâm thực lòng đối muội muội mình thật muốn vì cứu bọn hắn mà chết kia hắn một đời lương tâm đều bất an tạ thư thư hai chân bịch một tiếng quỳ dạp xuống đất thư thư nơi xa hoa quân trúc nhìn đến cái này một màn gương mặt xinh đẹp mất máu quá nhiều một dạng tái nhợt cái chán đầy mồ hôi hồ vân lúc này càng là đắc ý căn bản không có khả năng để hoa quân trúc đã đi tiếp viện thập phương cảnh đối thập phương cảnh thế nào dễ dàng thoát thân. Tạ thư thư quỳ dạp xuống đất, miệng bên trong cũng là có tiên huyết tuôn ra, cả cái sắc mặt người khó coi đến cực hạn. Mỹ Nhi, Trúc Nhi, tạ thư thư lẩm bẩm nói ta, ta, ta không nghĩ chết ra, ta còn chưa ngủ đủ các ngươi a. À. Hồ nhạc cái này lúc, lại là từng bước một đi tới, cười nhạo nói tạ ra công tử. Tính là thứ gì, cùng ta hoàng kim cấp thế lực đệ tử so sánh, thanh đồng cấp thế lực bên trong công tử đệ tử, chết không có gì đáng tiếc. Hắn nhặt lên chủy thủ, nhìn lấy tạ thư thư, khẽ nói ta sẽ đích thân cắt người đầu. Mục vân cùng huyền ưng giao chiến, vẫn còn tiếp tục, bạo phát hung hoành. Hoa quân trúc bị cuốn lấy, Long Huyên ngọ cùng Long Huyên Mỹ tự thân đều khó bảo đảm. Tạ thư thư nhìn lấy thân trước thanh niên, đắng chát cười một tiếng. Ta ao cá bên trong kia nhiều cá, khẳng định là phải thương tâm chết ha. Hồ nhạc từng bước một đi đến tạ thư thư thân trước, cười nhạo nói đi chết. Chủy thủ liếc phung mà ra, hàn mang một lóe, đinh, tiếng va chạm giòn giã vang lên, kia chủy thủ tại đến gần tạ thư thư cổ vị trí, bỗng nhiên ngừng xuống. Một chuôi loan nguyệt đao phong, dừng lại tại tạ thư thư thân trước, ngăn chặn chủy thủ. Tạ thư thư mơ mơ màng màng ở giữa, cảm giác đến một làn gió thơm sông vào mũi. Mùi thơm này, mang theo mùi thơm cơ thể, cũng có nữ tử sử dụng phấn trang điểm mùi thơm. Ừm, tạ thư thư ngẩn người, cố gắng mở hai mắt ra, lẩm bẩm nói, như tuyết. Bằng hương biết người, tạ thư thư chút bản lãnh này còn là có. Suy cho cùng, làm đến chân chính xuất sắc hải vương, hắn mỗi một con cá, đều cùng hắn có lấy đi sâu vào mà nhiều lần giao lưu. Mỗi một con cá bộ dạng, tư vị, thân thể, thậm chí tư thế, hắn đều nhớ rõ ràng. Mùi thơm này, là như tuyết, nam như tuyết, nam long vực, nam dương môn thiên tri kiêu nữ, đồng thời, cũng là nam dương môn đương đại môn chủ nam hướng thiên nữ nhi. Ừm, lại lần nữa hạ thủ, lại bị người tiếp xuống, hồ nhạc mắt bên trong một lau vẻ mong mỏi, chợt lóe lên rồi biến mất. Lại là một nữ tử, nữ tử trước mắt, một tiếng bạch y, da thịt trắng nhợt, khuôn mặt lạnh buốt, dáng dấp cao gầy mà gợi cảm, chỉ là lạnh như băng khí tức, lại là khiến người ta cảm thấy. Nữ tử này rất khó tiếp cận, là ngươi, hồ nhạc nghĩ nghĩ, lập tức lui ra phía sau, hừ lạnh nói, nam dương môn, nam như tuyết. Hồ nhạc chỉ cảm thấy rất nổi nóng, thế nào một lần lại một lần, đều có nữ nhân đến cứu cái này nương pháo. Tào, lúc này, tạ thư thư thân thể tựa hồ không thể kiên trì được nữa, quỳ thân ảnh, hướng lấy phía trước bổ nhào. Chỉ bất quá, hắn bộ mặt còn không địa, một đạo cánh tay, nhẹ nhàng kéo qua hắn bả vai, đem hắn tiếp lấy. Tạ thư thư cảm giác đến dìu đỡ lấy chính mình kiều nhuyễn dáng dấp, nghĩ mở ra mắt, lại là không có sức lực. Đương nhiên, là giả vờ, vẫn là thật, chỉ có chính hắn biết rõ. Vì cái gì khoe khoang, bạch y như tuyết xinh đẹp băng mỹ nhân nam như tuyết, thanh âm cũng là đặc biệt lạnh như tuyết, tạ thư thư lúc này thì thầm nói ta, chết sao, người quả nhiên là ta yêu nhất người, chết sao lại là không có gặp đến ta cha mẹ tỉ muội lại là gặp đến ngươi. Tạ thư thư nội tâm buồn giàu vô cùng, đầu thứ ba cá đến, chính mình không cần chết rồi, có thể là, ba đầu cá đấu, thế nào làm, theo lấy tạ thư thư lời nói đây nam ở giữa nói ra, nam như tuyết băng lãnh xinh đẹp khuôn mặt, hiện ra một tia đỏ ửng Hiển nhiên, cái này lời nói, nam như tuyết rất được lợi. Nam như tuyết không hỏi nhiều, lấy ra một khỏa đạo đan, lại lần nữa cho tạ thư thư uống xuống. Tiếp theo, hắn cầm trong tay loan nguyệt đao, nhìn về phía hồ nhạc, lạnh lùng nói, dám động hắn, người đáng chết. Cái này nữ nhân, cực giống bảo hộ âu yếm lang quân đàn bà đanh đá, đằng đằng sát khí. Hồ nhạc phi một ngụm, nhìn trên mặt đất nửa ngồi lấy tạ thư thư, mặt đầy oán hận. Cái này bức, bằng cái gì, bằng cái gì có thể có một cái tiếp một cái nữ nhân đối hắn cái này để ý. Mã Đức, chết cái người nam dương môn nghĩ cùng ta thương huyền thiên tông người đấu một trận hồ nhạc cười nhạo nói nam nhiệt tuyết người có thể đừng tìm chết